Hạ Nhược Tuyết thừa kế Thanh Nguyệt Nữ Đế y bát đạo thống, linh căn linh khí đậm đà, đặc biệt thích hợp cầm đi bổ túc thần khí, rừng khiếu không tự nhiên không muốn bỏ qua. Nhưng Hạ Nhược Tuyết, nếu như trở thành bổ túc thần khí vật liệu, Thanh Nguyệt Nữ Đế đạo thống, vậy muốn đi theo tiêu diệt, đây là Vân Sơn Vũ các người, tuyệt đối không thể đón nhận. Chỉ là, mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn, nếu cầm Vạn Khư Thần Điện mời tới đây, muốn đưa đi bọn họ, nhưng là muôn vàn khó khăn. Lúc này, Hạ Nhược Tuyết cùng đại trưởng lão Cổ Thanh Hà, sớm liền mang theo một nhóm còn sót lại tinh nhuệ đệ tử, thua chạy đến tinh nguyệt giới biên thùy, tránh trong lòng đất dưới. Hôm nay Hạ Nhược Tuyết, người khoác tiên hà tuyết y, quanh thân ánh trăng lưu chuyển, đã thừa kế Thanh Nguyệt Nữ Đế y bát đạo thống, đáng tiếc căn cơ chưa ổn, liền gặp phải rừng khiếu không tập sát, chỉ có thể chạy trốn thua chạy. Đại trưởng lão Cổ Thanh Hà, rất nhiều tinh nhuệ đệ tử, đều là thần sắc ảm đạm. Cổ Thanh Hà cắn răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới Vân Sơn Vũ vậy lão chó, lại có thể mời Vạn Khư Lâm ra lão tổ hạ xuống, hắn thật là không sợ chết, Vạn Khư cũng dám mời, ta tinh nguyệt thần giáo cơ nghiệp, sớm muộn phải tống táng ở trên tay hắn. Hạ Nhược Tuyết nhẹ giọng nói, đại trưởng lão, nên làm gì bây giờ? Hạ Nhược Tuyết thừa kế nữ đế y bát, tu vi tiến rất xa, nhưng mặt đối Lâm gia lão tổ rừng khiếu không, hiển nhiên còn chưa đủ xem. Cổ Thanh Hà hơi trầm ngâm, bấm ngón tay tính toán, nói, tình hình bây giờ, chỉ có mời luân hồi chi chủ hạ xuống, ta xem bói tương lai vô số nhân quả, chỉ vừa nhìn thấy hy vọng, chính là luân hồi chi chủ. Hắn là chúng ta rực rỡ. Nghe được Cổ Thanh Hà lời nói, rất nhiều tinh nhuệ các đệ tử, cũng là đảo qua chán trường, trong mắt sáng lên hy vọng ánh mắt. Luân hồi là chư thiên chí cao, nếu như luân hồi chi chủ thật hạ xuống, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Không được. Hạ Nhược Tuyết nghe được phải hướng Diệp Thần cầu cứu, quả quyết cự tuyệt, nói. Diệp Thần chuẩn bị đột phá tim gông xiềng, chúng ta không thể quấy nhiễu hắn, nếu không hắn đột phá thất bại, há chẳng phải là gai gâu. Nàng cùng Diệp Thần tâm ý tương thông, trong sâu thẳm, nàng vậy cảm giác được, Diệp Thần sắp bắt đầu đột phá tim gông xiềng. Nếu như ở nơi này giờ phút quan trọng, quấy nhiễu Diệp Thần, ảnh hưởng Diệp Thần chạm ra, vậy thì phiền toái. Nghe được Hạ Nhược Tuyết phản đối, Cổ Thanh Hà lo lắng nói, nếu như không có luân hồi tương trợ, chúng ta sớm muộn phải bị rừng khiếu không tìm được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, nói ta thừa kế nữ đế tổ tiên y bát, cho ta một chút thời gian, đợi ta căn cơ củng cố lại, ta mang các ngươi rời đi. Nhớ, bất kể như thế nào, cũng không nên quấy rầy Diệp Thần đại ca. Hạ Nhược Tuyết ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Hôm nay tinh nguyệt giới không gian, đã phong tỏa. Nhưng, chỉ cần nàng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Thanh Nguyệt Nữ Đế đạo thống, vững chắc căn cơ, liền có thể đột phá phong tỏa, chạy khỏi đi ra ngoài. Thái thượng thế giới lớn như vậy, chỉ cần chạy ra khỏi tinh nguyệt giới, vậy thì hoàn toàn an toàn. Cổ Thanh Hà và rất nhiều tinh nhuệ các đệ tử, chố mắt nhìn nhau. Đại trưởng lão, cùng giáo chủ vững chắc căn cơ, không biết muốn lúc nào. Chúng ta không bằng hay là mời luân hồi chi chủ hạ xuống. Một người học trò nhẹ giọng hướng Cổ Thanh Hà nói. Hạ Nhược Tuyết chính là bọn họ giáo chủ, chỉ là mới làm giáo chủ, chúng đệ tử trên danh nghĩa tôn sùng, trên thực tế như cũ lấy đại trưởng lão cầm đầu. Cổ Thanh Hà tâm loạn như ma, biết mình lựa chọn, quyết định tương lai sống chết. Hắn hung hăng cắn răng một cái, nói, để an toàn, hay là mời luân hồi chi chủ hạ xuống đi. Lập tức. Cổ Thanh Hà tránh Hạ Nhược Tuyết, lấy tự thân máu tươi là tế, hội tụ ý niệm, đem rất nhiều nhân quả tình báo, toàn bộ truyền ra ngoài, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng. Vĩ đại luân hồi, rơi xuống người uy nghiêm, cứu chúng ta tại nước lửa bên trong. Diệp Thần đang cấm thiên khu bên trong, là chạm ra làm chuẩn bị, đột nhiên cảm thấy thiên cơ kích động, thật giống như có ai đang kêu gọi mình. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, bàn tay hư không nắm chặt. Chính là cảm nhận được vô cùng vô tận thiên cơ hơi thở, hiện lên tới. Là tinh nguyệt thần giáo gửi tới thư cầu cứu niệm. Diệp Thần một cái bắt, nhất thời cảm nhận được liền tất cả ngọn nguồn. Hạ Nhược Tuyết thừa kế tinh nguyệt thần giáo y bát, chấp trưởng đạo thống, vốn là hết thảy thuận lợi, nhưng Vân Sơn Vũ, Vân Mộng Trẻ các người, không cam lòng lúc này thất bại, lại mời Vạn Khư Lâm ra lão tổ rừng khiếu trên xuống sắp. Hiện tại, Hạ Nhược Tuyết các người, tràn ngập nguy cơ. Tùy thời đều có bị rừng khiếu không giết chết nguy hiểm. Đại trưởng lão Cổ Thanh Hà, liền hướng Diệp Thần cầu cứu.
Hắn suy nghĩ, Diệp Thần coi như không địch lại Lâm gia lão tổ, chí ít có thể mang bọn họ rời đi Tinh Nguyệt giới, khỏi bị đuổi bắt hỏa. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần tâm loạn như ma. Thái Thần và Chu Uyên gặp nguy hiểm, hắn không có ngồi nhìn bỏ mặc. Hôm nay, người phụ nữ mình, Hạ Nhược Tuyết gặp nguy hiểm, hắn tự nhiên càng không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Nhưng hôm nay, Trảm gia sắp tới, hắn há có thể dễ dàng rời đi. Hơn nữa, nếu như gông xiềng không chặt đứt, coi như hiện tại đi thái thượng thế giới, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng nghiến lợi, nhưng ở suy nghĩ cân nhắc một phen sau đó, hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Vẫn là Trảm gia muốn chặt, Nhược Tuyết, chờ ta mấy ngày, chờ ta tìm gông xiềng đột phá, liền lập tức đi giúp ngươi. Diệp Thần quyết định chủ ý, hắn mặc dù rất muốn lập tức đi giúp Hạ Nhược Tuyết, nhưng mình gông xiềng cũng còn chặt đứt, đi thái thượng thế giới thì có ích lợi gì. Chỉ có gông xiềng chém hết, Diệp Thần mới có đủ thực lực, đi chinh chiến thái thượng. Trảm gia, là trước mắt chuyện khẩn yếu nhất tình. Diệp Thần vội vàng đi tìm Gia Gia đang cùng Nhâm Phi Phàm, ở Cấm Thiên Thành trên quảng trường, bố trí trận pháp. Trận pháp kia cấu tạo, cực kỳ quái dị, không thể miêu tả, lấy Diệp Thần trận pháp thành tựu, lại có thể cũng không cách nào theo dõi hắn hạch tâm hay lý, muốn đến là xuất xứ từ không không thời không quỷ bí trận pháp. Diệp Thần đi tới trận pháp bên bờ, hỏi, Gia Gia, trận pháp xong chưa? Diệp Tà Thần quay đầu cười một tiếng, nói, không cần quá mau, ngày mai sẽ tốt lắm, ngươi ngày mai là có thể bắt đầu Trảm gia. Muốn đột phá tim gông xiềng, nội tâm nhất định phải trầm ổn ổn định. Thái Thần Sơn bên kia, cùng với ta vậy cháu dâu người phụ nữ an nguy, ngươi tạm thời không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này, nàng không có việc gì. Diệp Thần gò má một đỏ, xem ra Gia Gia cũng biết Thái Thần và Hạ Nhược Tuyết nguy hiểm. Nếu Gia Gia đều nói, Hạ Nhược Tuyết trong thời gian ngắn, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, Diệp Thần cũng là lớn cảm an tâm, nói Gia Gia. Diệp Tà Thần tiếp tục bố trí trận pháp, vừa nhìn về phía Nhâm Phi Phàm nói, ngày mai Trảm gia, nhất định có kinh thiên ác chiến, ta xem qua tương lai, người 60% có thể phải chết. Nhâm Phi Phàm lạnh nhạt nói, không sao, ta như chết, Diệp Lão, người thay thế ta, bảo vệ luân hồi là được. Dừng một chút, Nhâm Phi Phàm lại có chút hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, cuối cùng là ai giết ta? Là Vô Thiên, vẫn là Vũ Hoàng Cổ Đế. Diệp Tà Thần nói, không, không phải bọn họ, cuối cùng giết chết người ngươi, chính là chính ngươi. Nhâm Phi Phàm khóe miệng xé một tí, rõ ràng tới đây, nói, à, phải không? Là ta tâm ma. Đế Thích Thiên có bản lãnh lớn như vậy, có thể đưa tới ta tâm ma. Chẳng lẽ tâm ma đại chú kiếm của hắn, ở ngày mai muốn đột phá đến tầng thứ 9? Diệp Tà Thần chỉ là mỉm cười, cũng không trả lời cái gì. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, chỉ cảm thấy mưa núi sắp tới, ngày mai Trảm gia, vô luận thành bại, cũng nhất định là long trời lở đất. Luân hồi cuối cùng Trảm gia sắp tới, mặc dù Cấm Thiên Khu hết sức che giấu tin tức, nhưng trong hư không tràn ra luân hồi khí tượng, nhưng thì không cách nào che giấu. Đây là luân hồi sắp quật khởi, hoặc là sắp rơi xuống thở mạnh voi, sống chết hòa vào nhau, âm dương sinh đôi, vô biên vô tận hơi thở tràn ra đi. Chư thiên vạn giới, nơi có sinh linh, đều có một loại kỳ dị cảm giác. Bọn họ cảm giác được, ngày mai sẽ là chư thiên vạn giới vận mệnh, quyết định tính thời khắc. Như luân hồi gông xiềng chém hết, thì luân hồi đương lập, dễ như bớn, thế không thể đỡ. Như Trảm gia thất bại, thì luân hồi tiêu diệt, từ đây đời biến mất, thế gian lại cũng thành lập luân hồi trật tự có thể. Cùng lúc đó, cựu Nhật Minh, Ma Tổ Vô Thiên vậy cảm giác được luân hồi Trảm gia sắp tới. Trừ luân hồi ra, hắn còn bắt được ngoài ra một cổ, đặc thù hơi thở. Đó là một cái khác hắn, quy trần hơi thở. Ta vậy thiện niệm hóa thân, vậy chuẩn bị ngày mai đi theo luân hồi chi chủ Trảm gia sao? Ma Tổ Vô Thiên lẩm bẩm nói nhỏ, hôm nay hắn thực ở ma đế trong cơ thể hồn trùng, đã héo rút, chỉ sợ vạn năm trong thời gian, hắn cũng không có lại đoạt xác có thể. Mà hắn cái này cựu Nhật thân thể không lành lặn, cũng không khả năng chống đỡ thêm vạn năm tháng. Vĩnh sinh chi chủ và mấy đầu cựu Nhật tinh thú, liền đứng ở Ma Tổ Vô Thiên bên người, đều là lo lắng. Vĩnh sinh chi chủ nói, lão tổ, như đoạt xác ma đế thất bại, đi ngay đoạt xác vậy thiện niệm hóa thân đi, cái đó gọi quy trần tiểu tử, chính là ngươi hóa thân, hắn so với ma đế, hoặc giả là hoàn mỹ hơn đồ đựng.
Ma tổ vô thiên khẽ lắc đầu một cái, nói, vậy cái hóa thân, thiện niệm quá dày, sư huynh ta năm đó tạo ra thời điểm, vừa vặn võ giao tiểu thư xuất thế, hắn nhận võ giao tiểu thư ban phúc, trời xanh trí thiện, ta như đoạt xác dung hợp, chỉ sợ vậy thiện ác mâu thuẫn, đạo tâm có băng diệt nguy hiểm. Vĩnh sinh chi chủ nói, mà đế hồn chủng đã héo rút, nếu như không đoạt xác vậy quy trần, lão tổ ngươi chỉ sợ lại không quật khởi cơ hội. Ma tổ vô thiên một hồi ngưng trọng, bấm ngón tay tính toán, nói chưa chắc, ngày mai luân hồi chạm ra, chúng ta bên này phần thắng có 50%, nếu như thành công ngăn cản, thậm chí chém chết luân hồi chi chủ, chia cắt hắn máu tươi khí vận, ta chưa chắc sẽ suy hủ mà chết. Hắn thủy chung là chẳng muốn đoạt xác quy trần, bởi vì vậy nguy hiểm quá cao, hắn tình nguyện đi mưu sát luân hồi chi chủ. Vĩnh sinh chi chủ kinh hãi, nói, luân hồi khí vận ngút trời, lần trước ngăn cản hắn chạm ra, chúng ta đã thất bại, chẳng lẽ lần này vẫn còn có 50% phần thắng. Ma tổ vô thiên cười nói, bằng vào chúng ta, dĩ nhiên không thể nào có 50%, nhưng liên hiệp vạn khư, vậy là đủ rồi. Màn đêm buông xuống. Địa ngục giới, giới vương điện chỗ sâu, một nơi ám thất bên trong. Ánh nến chập chờn, đế thích thiên ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện cảm ngộ. Hắn đã cảm giác được, mình khoảng cách tột cùng nhất tâm ma 9 tầng trời, chỉ có một bước xa, còn kém trước một tầng cửa sổ giấy. Chỉ cần thọt phá tầng này cửa sổ giấy, hắn là có thể lên đỉnh tâm ma, tiếp đó thẩm phán thiên hạ. Ta mau lên đỉnh tâm ma, vì sao ta đột nhiên đánh hơi được hơi thở tử vong? Chẳng lẽ ta lên đỉnh tâm ma sau đó, ta liền biết chết? Đế thích thiên mờ mịt, ở bắt được tâm ma đỉnh hơi thở thời điểm, hắn vậy đánh hơi được chết mùi vị, thật giống như thấy được mình vận mạng chung kết. Đúng rồi, ta một lòng muốn thành lập lý tưởng nước, thật ra thì ta cũng có lòng ma, hơn nữa so người bất kỳ cũng phải lớn hơn. Làm ta lên đỉnh tâm ma sau đó, nếu như phát động tâm ma thẩm phán, cái đầu tiên phải bị xét xử người, chính là ta. Đế thích thiên cười khổ một tí, hắn một mực tự xưng là tâm cảnh sáng rực, nhưng sắp tới tâm ma đỉnh thời điểm, hắn nhưng phát hiện, lúc đầu mình cũng có tâm ma, hơn nữa vô cùng to lớn. Thôi, bất kể như thế nào, đã từng là lý tưởng, cũng phải kiên trì, đây là ta ý nghĩa tồn tại cùng số mệnh. Đế thích thiên ánh mắt đổi được kiên định, vứt bỏ tất cả nghĩ bậy, cảm thấy mình khoảng cách tột cùng nhất tâm ma cảnh giới, lại gần một bước. Hắn đã tiên đoán được, một khi phát động tâm ma thẩm phán, hắn cũng phải chết. Nhưng, tâm ma xét xử đại công đức, có lẽ có thể để cho hắn ở không không lúc nào không sống lại, thậm chí thống ngự không không. Bất kể như thế nào, tâm ma thẩm phán, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Đế thích thiên, người quả nhiên là kỳ tài ngút trời, nhanh như vậy liền muốn lên đỉnh tâm ma. Ngay tại lúc này, một đạo bể râu tiếng trầm thấp vang lên. Hư không vặn vẹo, vũ hoàng cổ đế phân thân, hiển lộ ra. Cái này đạo vũ hoàng cổ đế phân thân, và phổ thông phân thân không cùng, phơi bày ra siêu thoát thực tế cao nhất ánh sáng rực rỡ. Đế thích thiên chỉ nhìn một cái, cũng biết đúc cái này đạo phân thân vật liệu, đặc biệt đặc thù, lại là không vô thần khí mảnh vỡ, truyền thuyết trượng. Truyền thuyết trượng, mặc dù năng lượng hao hết, nhưng bản thân chính là không vô thần khí, chất liệu nghịch thiên, giá trị không phải chuyện đùa. Vũ hoàng cổ đế lấy này đúc ra phân thân, thần thông tự nhiên phá lệ cường hãn. Đế thích thiên cảm thấy từng cơn chèn ép, bình tĩnh tâm thần, đã mơ hồ đoán được vũ hoàng cổ đế ý đồ, nói, vũ hoàng cổ đế, người muốn ta ngăn cản luân hồi chạm ra sao? Vũ hoàng cổ đế gật đầu một cái, nói, đúng vậy, ngày mai đêm sẽ có một tràng kinh thiên ác chiến, ta cần ngươi tâm ma trợ lực. Đế thích thiên gật đầu nói, có thể, ta cũng đúng lúc mượn luân hồi chạm ra khí tượng. Cảm ngộ tâm ma đại lộ. Vũ hoàng cổ đế khẽ mỉm cười, nói chúc ngươi thành công, ngày mai đại chiến, ma tổ vô thiên vậy sẽ hạ xuống. Hắn tiếng nói rơi xuống, hư không lại là một hồi vặn vẹo. Chỉ gặp ma tổ vô thiên bóng người, chậm rãi xuất hiện. Ma tổ vô thiên cũng phân là thân, nhưng hắn phân thân, nhưng đặc biệt đặc thù, cả người nhấp nhô vạn cổ vinh hoa, vô cùng tôn quý thở mạnh voi. Đế thích thiên nhìn xem. Liền biết ma tổ vô thiên, là ký thác vào vĩnh sanh chi môn phía trên, dùng vĩnh sanh chi môn làm phân thân. Một khi cái này đạo phân thân bị diệt, vĩnh sanh chi môn cũng phải băng diệt. Đáng tiếc ta chân thân, không tiện hạ xuống địa ngục giới, không thể làm gì khác hơn là dùng phân thân thay thế, nhưng ta sống nhờ ở vĩnh sanh chi môn phía trên,
muốn ngăn cản luân hồi trảm ra, cũng đủ rồi. Ma tổ vô thiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Vũ hoàng cổ đế hí mắt cười nói, ta chân thân, cũng không thích hợp vì tiện rời đi thiên giới, ta cái này đạo cũng phân là thân, nhưng so với ngươi, có thể mạnh hơn được hơn. Hắn cái này phân thân, là dùng truyền thuyết trượng đúc thành, giá phải trả muốn so với ma tổ vô thiên lớn rất nhiều. Vũ hoàng cổ đế, cái này nếu so với sao? Ma tổ vô thiên lãnh đạm nói. Vũ hoàng cổ đế khoát khoát tay, nói, ha ha, chúng ta khó khăn được liên hiệp, vẫn là không nên ồn ào, ta bắt được thiên cơ, lần này luân hồi trảm ra, trừ Nhâm Phi phàm bên ngoài, còn có Diệp Tà thần bảo vệ, bọn họ đều là chân thân bảo vệ, không phải chuyện đùa, chúng ta khó mà đối kháng. Ma tổ vô thiên gật đầu một cái, vậy rõ ràng hắn và vũ hoàng cổ đế phân thân, mặc dù phẩm chất tuyệt đỉnh, nhưng hiển nhiên cũng không thể cùng chân thân so sánh, muốn vượt qua Nhâm Phi phàm và Diệp Tà thần bảo vệ, ngăn cản Diệp thần trảm ra, xác thực như vậy là muôn vàn khó khăn. Ngươi có hậu thủ gì? Ma tổ vô thiên hỏi. Ngươi lại có hậu thủ gì? Vũ hoàng cổ đế nhưng là hỏi ngược lại. Ma tổ vô thiên yên lặng một hồi, sau đó trong tròng mắt xông ra uy nghiêm sát khí, nói ta vĩnh sanh chi môn, cùng cựu Nhật Minh nối liền, như chiến cuộc bất lợi, ta có thể hiến tế cựu Nhật Minh địa mạch, lại hiến tế tất cả cựu Nhật Minh tinh nhuệ, chi nhánh, bộ hạ, ước chừng có thể hiến tế 500 triệu người, 500 triệu ngọc bể, muốn đến có thể ngăn trở luân hồi trảm ra. Cựu Nhật Minh hùng bá hắc ám cấm hải, trừ bản bộ tinh nhuệ bên ngoài, ở hắc ám cấm hải các nơi, đều có chi nhánh, thống ngự hàng tỷ con dân. Sơ lược tính toán, lệ thuộc cựu Nhật Minh dưới quyền người đám người, ước chừng có 500 triệu người. Cái này 500 triệu người, chính là ma tổ vô thiên khí vận căn cơ sở tại. Vì ngăn cản luân hồi trảm ra, ma tổ vô thiên nguyện ý hiến tế dưới quyền tất cả tín đồ, 500 triệu ngọc bể. Ngang hàng là hy sinh tất cả, quyết tử chiến một trận. Vũ hoàng cổ đế và đế thích thiên nghe được, đều là một hồi rung động, xem nhìn cái như người điên, ngắm nhìn ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên vẻ mặt bình thản, giếng cổ không dao động, nói, 500 triệu ngọc bể, chính là ta hậu thủ. Vũ hoàng cổ đế, người hậu thủ vậy là cái gì? Vũ hoàng cổ đế cười hắc hắc một tí, nói ta cái này cái phân thân, là truyền thuyết trượng đúc, ta vốn là muốn nói. Ta hậu thủ, chính là từ bạo, lấy truyền thuyết trượng nổ, ngăn trở luân hồi trảm ra. Nhưng ngươi cũng 500 triệu ngọc bể, số tiền lớn như vậy, ta chỉ là từ bạo phân thân, không khỏi quá không phóng khoáng. Dừng một chút, vũ hoàng cổ đế khoát tay chặn lại, vậy làm xong quyết định, nói ta lại thêm điểm tiền đặt cuộc, nếu như chiến cuộc bất lợi, ta cầm thái thượng người của Diệp ra, toàn bộ kéo xuống tới, cùng ngươi cùng nhau ngọc bể. Ma tổ vô thiên cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói, chỉ là một Diệp ra sao? Vũ hoàng cổ đế cười hắc hắc nói, 10 đại thiên quân thế ra, mỗi một cái đều là vô cùng trọng yếu, ta lấy ra ngọc bể, đã là trời xanh hy sinh, ta vạn khư khí vận, cũng phải lớn hơn bị ảnh hưởng. Ma tổ vô thiên cười lạnh nói, sợ rằng ngươi chỉ là muốn mượn cớ, xúc diệt Diệp ra thôi. Ma tổ vô thiên rất rõ ràng, 10 đại thiên quân trong thế ra, Diệp ra không hề bị vũ hoàng cổ đế thích. Bởi vì Thái thượng Diệp gia, và luân hồi chi chủ có chút liên quan, đã từng chỗ ở gia tộc, cùng luân hồi có thiên ti vạn lũ liên lạc. Vũ hoàng cổ đế trong lòng, tự nhiên không thích, chỉ là phàm có giết hại, tất dính nhân quả, tại chưa có đủ giữa lúc lý do hạ, vũ hoàng cổ đế cũng không tiện động thủ diệt Diệp gia. Hiện đang đánh ngăn cản luân hồi trảm ra danh tiếng, để cho Diệp gia ngọc bể, không thể nghi ngờ là phi thường chính làm mượn cớ. Vũ hoàng cổ đế nói, tóm lại. Ta để cho Diệp ra ngọc bể, cái này hy sinh, muốn đến có thể ngăn trở luân hồi trảm ra. Ma tổ vô thiên hơi hừ một tiếng, nói, như vậy tốt nhất. Ngay vào lúc này, hư không lại là một hồi vặn vẹo, chỉ gặp một người mặc nước đen đế bào nam tử, chậm rãi nổi lên. Chặn đánh luân hồi, tính ta một người như thế nào? Vậy đế bào nam tử âm cười lạnh một tí, nhìn vũ hoàng cổ đế, ma tổ vô thiên, đế thích thiên ba người. Huyễn Hoàng Thiên. Đế Thích Thiên gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nam tử này, lại là địa ngục giới Huyễn Gia Thiên Chí Tôn, Huyễn Hoàng Thiên. Vũ hoàng cổ đế thấy Huyễn Hoàng Thiên, lại dám một mình bước vào giới vương điện, dũng khí đáng khen, cười nói, các hạ cũng muốn tham dự chàng này đánh cờ. Huyễn Hoàng Thiên cười nói, đúng vậy, không biết các vị, có thể hay không để cho ta cũng gia nhập trong đó.
ta chỉ muốn đoạt lại ta Huyễn gia nhân hoàng thánh đao, còn có từ trên người tiểu tử kia, đào ra thiên bia đầu mối. Nhân hoàng thánh đao, và thiên bia đầu mối, đều ở đây Diệp Thần trên mình, Huyễn Hoàng Thiên không muốn bỏ qua. Vũ Hoàng Cổ Đế con ngươi lạnh lẽo, nói, nhân hoàng thánh đao, chính là hoàn chỉnh không vô thần khí, người muốn cưỡng chiếm, chỉ sợ không quá dễ dàng. Vũ Hoàng Cổ Đế trước kia đã gặp không vô thần khí, phần lớn đều là mảnh vỡ, ví dụ như truyền thuyết trượng, thẩm phán kiếm, tội ác thuyền, sử thi kính, chúng diệu chi môn vân. Vân, nguyên vẹn trạng thái không vô thần khí, nhưng là cơ hồ không có gặp qua. Nhân hoàng thánh đao, không chỉ là hoàn chỉnh không vô thần khí, lại là tam hoàng chí bảo một trong, chân quý như vậy bảo bối, hắn tự nhiên vậy bỏ không được nhường cho Huyễn Hoàng Thiên. Còn nữa, thiên bia đầu mối, vậy càng là không thể dự đoán ẩn bên trong cơ duyên. Huyễn Hoàng Thiên giọng có chút không vui mau, nói, vậy nhân hoàng thánh đao, vốn chính là ta Huyễn gia, chưa từng không lúc nào không mang ra ngoài đồ, các ngươi còn muốn cưỡng ép chiếm đoạt không được. Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, đang muốn phản bác, mà Tổ Vô Thiên nhưng đè ép xuống bàn tay, nói, ngày mai sẽ là quyết chiến thời điểm, lục đục cãi và lại có ích lợi gì. Luân hồi chi chủ còn chưa có chết, các ngươi liền muốn chia của, nằm mơ đều không sớm như vậy. Ngược lại không như, cùng giết chết luân hồi chi chủ sau đó, muốn cái gì bảo bối, mọi người bằng thực lực tranh cãi nữa đoạt là được. Huyễn Hoàng Thiên trong đầu nghĩ, Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên, giờ phút này đều là phân thân, cuối cùng thật muốn đoạt bảo, hắn có thể ngược lại chiếm cứ thượng phong, liền cười nói, như vậy cũng tốt, vậy chờ ngày mai chu diệt luân hồi chi chủ, bàn lại lợi ích phân phối cũng không muộn. Vũ Hoàng Cổ Đế biết rõ ngày mai quyết chiến, liên quan trọng đại, hơn một người, liền hơn một phần thắng, lập tức cũng sẽ không cãi vả, gật đầu nói, vậy cũng lấy. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm Huyễn Hoàng Thiên, lại cười hắc hắc một tí, ta đây cũng muốn xem. Các người những thứ này đến từ không không thời không sơ đẳng chủng tộc, rốt cuộc lợi hại chỗ nào. Thỏa thuận xong, Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Đế Thích Thiên, Huyễn Hoàng Thiên các người, chính là bắt đầu triệu tập thế lực, chuẩn bị ngày mai chặn đánh Diệp Thần. Bọn họ sát ý, là như vậy nồng nặc, thậm chí xúc động thiên cơ. Xa ở cấm thiên khu Diệp Thần, vậy bắt được đến từ giới vương điện phương hướng ý định giết người. Ngày mai sẽ là quyết chiến thời điểm. Đây là ta sau cùng trảm ra cơ hội, có thể hay không đột phá tim gông xiềng, liền xem ngày mai. Diệp Thần nắm quyền một cái, đối ngày mai sắp đến đại quyết chiến, vừa khẩn trương, lại tràn đầy nhiệt huyết. Quyết chiến sắp tới, hoang tộc cao tầng các trưởng lão, nghe tin tức, dẫn toàn tộc tinh nhuệ, chạy tới cấm thiên thành, vậy tương trợ Diệp Thần, và giới vương điện quyết tử chiến một trận. Thậm chí, hoang tộc trưởng lão Hoang Chín Hy, lần nữa thỉnh cầu Diệp Thần. Đi thử nghiệm thúc dục thiên hoàng cổ trung. Nhưng, Diệp Thần cũng không có lãng phí thời gian. Thiên hoàng cổ trung, chính là tam hoàng chí bảo đứng đầu, muốn thúc dục, cơ hồ không thể nào. Lần trước hắn có thể thúc dục, là hao hết hoang lão tinh khí thần, lại hy sinh bốn vị hỗn độn thần đế, giá phải trả cực lớn. Lần này, Diệp Thần là không thể nào thúc dục nữa vang trời hoàng cổ trung. Thật may, tam hoàng chí bảo bên trong nhân hoàng thánh đao. Ngay tại Diệp Thần trên tay, có cái này lá bài tẩy, Diệp Thần sức lực cũng là 10 phần đầy đủ. Trừ hoang tộc gia, Huyễn Hồ Mị, Huyễn Mị Hâm hai mẹ con gái, cũng là dẫn một nhóm tinh nhuệ cường giả, tới trợ trận. Còn có Nhâm Phi phàm bạn cũ Kiếm Hưng, vậy mang theo một ít kiếm tộc cao thủ tới đây. Thậm chí, ở địa ngục giới bên trong, rất nhiều ngưỡng mộ luân hồi cường giả, vậy rối rít không mời mà tới, phải bảo vệ Diệp Thần trảm ra. Nếu như không phải là Diệp Thần mà nói, địa ngục giới có thể vẫn là núi thây biển máu hình dáng, căn bản không có thể có hôm nay mạnh mẽ sức sống. Cho nên, ở địa ngục giới bên trong, ngưỡng mộ luân hồi võ giả, đặc biệt nhiều, bọn họ đều nguyện ý ra một phần lực. Rất nhiều cường giả đến, để cho được toàn bộ cấm thiên khu, đều là náo nhiệt sôi trào, bầu không khí cường thịnh. Cuối cùng, liền Kỷ Thư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, đều không chú ý Diệp Thần đã từng là khuyên can. Mang một nhóm bác mãng tổ địa cường giả, tới trợ chiến, muốn cùng Diệp Thần đồng sanh cộng tử. Tất cả mọi người đều biết, ngày mai đại quyết chiến, quan hệ đến tới địa ngục giới tương lai, thậm chí là chư thiên vạn giới khí vận thịnh suy. Ngày mai sẽ là quyết chiến ngày, ở quyết chiến trước đêm, Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh hai cô gái, Điên Loan Đổ Phượng, hết sức si quấn. Thật ra thì,
ngược lại cũng không phải hắn không công việc chính đáng, mà là ngày mai trảm ra quyết chiến, hắn có thể sẽ chết. Tối nay, rất có thể là hắn đời này, có thể lưu hạ tối hậu ôn nhu. Ở vô số người khẩn trương trông đợi bên trong, ngày thứ hai mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên. Cấm Thiên Thành quảng trường bốn phía, đông nghịt đầy người, trên trời dưới đất, đều là các phe lao tới mà đến cường giả, thanh thế thật lớn. Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần, trôi lơ lửng ở trên trời cao, quan sát phía dưới đông nghịt sóng người, hai người diễn cảm khác nhau. Nhâm Phi Phàm là rửng rưng bình tĩnh, Diệp Tà Thần chính là lo lắng. Diệp Lão, tương lai có biến sao? Nhâm Phi Phàm nhàn nhạt cười hỏi. Diệp Tà Thần lắc đầu một cái, nói, không có, Trảm Gia thành bại hay không, vẫn là chỉ năm. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, chắp tay ở trong mây yên lặng chờ. Hắn và Diệp Tà Thần, hai người dưới chân hư không, mơ hồ có một cái cổ xưa bát quái trận đồ nhấp nhô. Hắn chiếm cứ dương vị, Diệp Tà Thần đứng ở âm vị trên, hai người một dương một âm, là sắp đến đại chiến chuẩn bị. Phía dưới rất nhiều các cường giả, thì ở Cấm Thiên Tứ Lão dưới sự an bài, bày trận mà đợi. Ở vạn chúng chúc mục trong bầu không khí, Diệp Thần từ phương xa đi tới. Hắn từng bước một, đi về phía quảng trường, theo dọc đường sóng người, đều rối rít đi hai bên tránh ra. Mới vừa vẫn là ồn ào quảng trường, giờ phút này thanh âm yên tĩnh lại, kim rơi có thể nghe, tất cả mọi người ánh mắt, cũng nhìn chăm chú Diệp Thần. Diệp Thần nhìn bốn phía đông nghịt sóng người, hít sâu một hơi, ôm một cái bốn phương quyền, nói, đa tạ các vị hết sức tương trợ, ngày khác ta nếu có thể lên đỉnh luân hồi, tất có hậu báo. Hắn biết hôm nay quyết chiến, tại chỗ các cường giả, nhất định chết sâu nặng, cho nên hắn nội tâm cũng là cảm kích. Đám người cường giả ầm ầm hoan hô, một hồi nhiệt liệt ủng hộ. Diệp Thần ở vạn chúng trong tiếng hoan hô, chính thức bước vào quảng trường bên trong. Ra ra hắn Diệp Tà Thần, đã sớm ở trên quảng trường, bố trí một cái huyền diệu quỷ dị trận pháp. Trận pháp này, là Diệp Tà Thần chưa bao giờ lúc tới không bên trong, trộm thu hồi lại, xuất xứ từ không không lúc nào không, cực kỳ thần bí. Chí ít, lấy Diệp Thần trận pháp thành tựu, cũng không cách nào khám phá trận pháp này bí mật. Ở bước vào trận pháp ngay tức thì, Diệp Thần thì có một loại kỳ diệu cảm ứng, hắn tựa hồ thấy được mình thế giới nội tâm. Hắn thấy được một phiến trống rỗng hỗn độn vũ trụ, trong vũ trụ treo một viên to lớn tim, tim toàn thân đỏ tươi, nhưng lại thấm ra bằng đá, phía trên răng khắp nơi, đều là từng cái dính đầy máu tươi xích sắt, phía trên treo đầy gông xiềng. Đây chính là ta thế giới nội tâm sao? Diệp Thần ngơ ngác xuất thần. Diệp Tà Thần truyền âm, từ trên trời truyền tới, cháu trai, chặt đứt những thứ này gông xiềng, ngươi là được hoàn toàn đột phá. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói ra ra, ta sẽ hết sức. Diệp Tà Thần nói, ngươi lần này Trảm Gia, hung hiểm trùng trùng, nếu như có địch nhân gì, đột phá chúng ta bảo vệ, muốn tổn thương ngươi, ngươi có thể hội tụ chín khối luân hồi huyền bi, ngắn ngủi triệu hoán thiên bia lực lượng hạ xuống. Diệp Thần nói, triệu hoán thiên bia. Diệp Tà Thần nói, đúng vậy, 10 khối luân hồi huyền bi, thiên bia chí cao, hội tụ cái khác 9 khối huyền bia, liền có thể tạm thời triệu hoán thiên bia lực lượng, nhưng phương pháp này nguy hiểm, thiên bia lực, rất có thể sẽ thương tổn căn cốt, người không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn khinh thường dùng. Diệp Thần nói, ra ra. Lòng hắn hạ suy nghĩ, hội tụ 9 khối luân hồi huyền bi, có thể tạm thời triệu hoán thiên bia, như thế tới một cái. Hắn thì chẳng khác nào nhiều một tấm cường hãn lá bài tẩy. Thiên bia lực lượng, so với vậy không vô thần khí còn lợi hại hơn, tuyệt đối bá đạo. Hết thảy chuẩn bị xong, Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, dưới người trận pháp, ông một tiếng, chính là nổi lên từng tia không thể danh trạng hơi thở, như tinh quang, như mây khói, như mưa sương mù, khi thì vặn vẹo, khi thì ngừng, khi thì huyễn hóa ra cầu vồng, vô cùng lộng lẫy kỳ dị. Cháu trai! Đây là ta cho tới bây giờ tương lai thời không, ăn cắp mà đến trận pháp, tên là Vô Tướng Thiên Nguyên Trận, có thể điều động không không thời không hơi thở, có thể giúp ngươi Trảm Gia đột phá. Cái này Vô Tướng Thiên Nguyên Trận, thật ra thì cũng là ngươi tương lai sáng chế trận pháp. Diệp Tà Thần thanh âm truyền xuống. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói ta tương lai sáng tạo trận pháp. Diệp Tà Thần cười nói, đúng vậy, ở trận pháp này bên trong, ngươi có thể mượn dùng không không thời không năng lượng. Trảm Gia vậy sẽ dễ dàng rất nhiều. Diệp Thần cảm ngộ trận pháp hơi thở,
chỉ cảm thấy từng cổ một quen thuộc không không năng lượng ba động, không ngừng hội tụ đến thân thể mình bên trong. Nếu như ở trận pháp này bên trong chiến đấu, Diệp Thần chỉ thủy kiếm nói, nhân hoàng thánh đao vân. Vân, thi triển ra sẽ đơn giản rất nhiều, uy lực vậy sẽ lớn hơn. Có trận pháp này phụ trợ, Diệp Thần vô luận là chạm ra, vẫn là chiến đấu, cũng chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Diệp Thần nội tâm mừng rỡ, nhắm mắt điều tức, liền chuẩn bị bắt đầu chạm ra. Trước mắt, Diệp Thần còn thiếu đầu lâu gông xiềng, cặp mắt gông xiềng, tim gông xiềng không có đột phá. Hắn ngưng thần cảm ngộ dưới, ngay tức thì bắt được đầu lâu gông xiềng tồn tại. Cái này đạo gông xiềng, ngay tại đầu lâu bên trong, giam cấm thần hồn tiềm lực, nếu như chặt đứt, thần hồn năng lượng thì sẽ hoàn toàn bùng nổ, từ nay về sau đầu óc rõ ràng, linh đài trong sạch, chỗ ích lợi vô cùng. Theo Diệp Thần biết, trước mắt dõi mắt thiên hạ, có thể chặt đứt đầu lâu gông xiềng người, cũng chỉ có Nhâm Phi Phàm một cái mà thôi. Cho dù là thiên nữ, cũng chỉ là đả thông sinh tử huyền quan, vẫn không có thể đột phá đầu lâu gông xiềng. Đầu này cốt gông xiềng, chạm ra trên đường, hơi lơ là, đầu lâu vỡ vụn, đó chính là thân tử đạo tiêu kết quả, cực kỳ hung hiểm. Diệp Thần hít sâu một hơi, nguyện vọng thiên tinh, nhân đồ thánh bôi, bảy thanh thiên kiếm, hoàng tuyền đồ vân. Vân rất nhiều pháp bảo binh khí, quanh quẩn ở bên người, làm xong nghiêm mật phòng vệ. Rồi sau đó, mượn vô tướng thiên nguyên trận năng lượng, Diệp Thần vận chuyển quanh thân linh khí, hung hăng hướng đầu lâu gông xiềng đánh tới. Phá cho ta! Diệp Thần trong lòng một tiếng khẽ quát, linh khí mãnh liệt đánh vào đầu lâu, hắn đầu lâu một hồi đau đớn kịch liệt, dường như muốn nổ tung vậy. Nhưng, Diệp Thần cũng không có buông tha, vẫn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hung mãnh đánh thẳng vào. Chung quanh quảng trường, Cấm Thiên Tứ Lão, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tư Thanh, Thiện Nhu, Mộc Âm Hy, Huyễn Mị Hâm mẹ con gái, còn có Tiểu Hoàng, Dạ Vô Tấn, Giả Thiên Ma Đế, còn có rất nhiều đến từ bốn phương tám hướng các cường giả, vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Thần. Bọn họ nghe được một hồi làm người ta ê răng thanh âm, đó là Diệp Thần đầu lâu, ở rắc rắc sát vang dội, thật giống như tùy thời muốn nổ. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn chăm chú Diệp Thần. Ở yên tĩnh trong sân, Diệp Thần đầu lâu phát ra vang động, lộ vẻ được phá lệ chói tai mà sợ hãi, tất cả mọi người đều sợ, bọn họ sợ Diệp Thần đầu lâu, hạ một sát liền sẽ xông lên bay ra ngoài. Mà cùng vạn chúng chúc mục Diệp Thần so sánh, ở quảng trường cách đó không xa một cây đại thụ hạ, một đạo thân ảnh liền lộ vẻ được tịch mịch nhiều. Đó là Quy Trần bóng người. Quy Trần cũng ở đây ngồi xếp bằng chạm ra, không có ai biết, hắn nhưng thật ra là vô thiên thiện niệm hóa thân, cũng không có ai lưu ý hắn tồn tại. Giao. Đột nhiên, Diệp Thần trên đỉnh đầu, một đạo mạnh mẽ màu vàng thiên hà, phóng lên cao. Màu vàng kia thiên hà, hội tụ thành chùm tia sáng, xuyên qua bầu trời. Chùm tia sáng bên trong, một cái huyết long dương nanh múa vuốt, gầm thét bay vút lên. Đột phá thành công không? Đầu lâu gông xiềng, tựa hồ chặt đứt. Những người ở chỗ này, thấy Diệp Thần đỉnh đầu vọt lên thiên hà thành tựu xuất sắc, đều là một hồi khiếp sợ cùng khen ngợi. Vào giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được liền hào hùng luân hồi khí tượng, cột sáng kia bên trong, khắp nơi nhấp nhô cổ xưa luân hồi phù văn, không ít người thấy một màn này, tại chỗ quỳ xuống, màng bái dập đầu. Xem ra coi như thuận lợi, đầu lâu gông xiềng nhanh như vậy liền chặt đứt. Bầu trời bên trong, Nhâm Phi Phàm ngắm nhìn vậy xuyên qua thiên khung trùm tia sáng, ánh mắt híp lại, cũng là một hồi xúc động. Nhớ năm đó, vì chặt đứt đầu lâu gông xiềng, hắn là trả giá giá cực lớn, hung hiểm trùng trùng. Nhưng giờ phút này, Diệp Thần nhưng là thế như trẻ che vậy, đem đầu kia cốt gông xiềng chặt đứt hết. Hy vọng chờ lát nữa tim gông xiềng đột phá, cũng có thể như vậy thuận lợi. Diệp Tà Thần sờ một cái râu, ngắm nhìn phía dưới Diệp Thần, trong mắt cũng là mang vẻ vui vẻ yên tâm. Trận pháp bên trong Diệp Thần, cũng là cảm thấy mình thức hải, một hồi mát rượi trong suốt, đầu lâu gông xiềng chặt đứt. Hắn giống như mở thiên khiếu vậy, trong thiên địa hết thảy số mạng, các loại nhân quả thiên cơ, rành rành trong mắt. Đầu lâu gông xiềng vừa đứt, thần hồn không có giam cầm, liền thân thể khí huyết cũng đổi được vượng múc, huyết long cũng nhận được chỗ ích lợi, lúc này ở giữa không trung dương nhanh múa vuốt, liền liền long ngâm hoan hô. Cấm Thiên Thành các võ giả, cũng là người người sơn hô hải khiếu vậy ủng hộ. Đấu chí quyết, phá cho ta. Nhưng mà, ngay tại người người hoan hô thời điểm,
một đạo già nua trầm hát tiếng, từ chân trời nổ lên. Chỉ gặp một đạo tràn đầy đấu sát khí tức, sát phạt vô cùng thảm thiết tinh mang, từ phương xa bắn nhanh tới, hung hăng đánh trúng Diệp Thần vậy xuyên qua thiên khung màu vàng trùm tia sáng khí tượng. Hu hu hu, màu vàng kia trùm tia sáng khí tượng, ở đó đạo đấu giết tinh mang dưới sự xung kích, lập tức liền bị tách ra. Ha ha ha, luân hồi trảm ra làm ăn lớn, làm sao có thể thiếu được chúng ta. Bầu trời phương xa, từng đạo mạnh mẽ khoáng đạt hơi thở, như lồng che thiên địa vậy gào thét tới. Một người cầm đầu, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế. Ở Vũ Hoàng Cổ Đế sau lưng, chính là Ma Tổ Vô Thiên, Đế Thích Thiên, Huyễn Hoàng Thiên ba người, ngoài ra còn có một cái tử thi vậy nhân vật, mặt đầy đều là xanh trắng thi ban, chính là Thần Vũ Trụ Diêm La Đạo Quân. Thời khắc này Thần Vũ Trụ, vẫn là Đế Thích Thiên con rối. Mà Thần Vũ Trụ thực lực, nhưng đạt tới vô lượng cảnh hậu kỳ, cực kỳ cường hãn, cùng Vũ Hoàng Cổ Đế phân thân, Ma Tổ Vô Thiên phân thân, Huyễn Hoàng Thiên các người đứng chung một chỗ, chút nào vậy không thua gì quá nhiều. Chỉ là, bởi vì bị tâm ma ăn mòn quá lâu, hắn hiện tại đã kém không nhiều là một cái tử thi. Tâm ma con rối, không thể vĩnh cửu dùng một chút đi, mỗi lần sử dụng, đều sẽ có nghiêm trọng mài mòn. Đế Thích Thiên liếc Thần Vũ Trụ một mắt, trong đầu nghĩ cùng ngày hôm nay đại chiến kết thúc, Thần Vũ Trụ cũng phải hoàn toàn vẫn diệt. Bất quá hắn không quan tâm, chỉ cần có thể cản đánh Diệp Thần trảm ra là được. Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Cấm Thiên Tứ Lão, còn có tại chỗ rất nhiều các cường giả, thấy Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên các người hạ xuống, đều là biến sắc. Mặc dù không thiếu cường giả, sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm nhận được Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên, cường hãn chèn ép, như cũ nội tâm sợ hãi. Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần trao đổi một tí ánh mắt, bọn họ cũng có thể thấy, vô luận là Vũ Hoàng Cổ Đế, vẫn là Ma Tổ Vô Thiên, cũng chỉ là một cái phân thân, nhưng bọn họ nếu dám ồ ạt xâm phạm, nhất định có đáng sợ hậu thủ. Vũ Hoàng Cổ Đế, người vừa biết luân hồi trảm ra, làm sao không thân trước người tới dự lễ. Chỉ là một cái phân thân, không khỏi quá không lễ phép. Nhâm Phi Phàm rút trường kiếm ra, bỗng nhiên một kiếm cách không hướng Vũ Hoàng Cổ Đế chém đi giết, Hy Hoàng sấm sét kiếm mang lăn lăn nổ tung. Ha ha ha, ta muốn trấn giữ thiên giới, há có thể tùy tiện xuống. Ta chỉ là một cái phân thân, đánh thì đánh bất quá ngươi, nhưng muốn ngăn cản luân hồi trảm ra, vậy là đủ rồi. Vũ Hoàng Cổ Đế ngửa mặt lên trời cười to, trong lúc nói chuyện nghiêng người tránh được Nhâm Phi Phàm một kiếm. Nhâm Phi Phàm kiếm mang, lướt qua Vũ Hoàng Cổ Đế, tiếp tục chém về phía sau Thần Vũ Trụ. Con rối dưới trạng thái Thần Vũ Trụ, như cương thi vậy phát ra một tiếng gầm nhẹ, lại là vung ra phủ đầy vết máu cùng thi ban bàn tay, rất miễn cưỡng đem Nhâm Phi Phàm kiếm mang nghiền nát. Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, hắn mới vừa còn không dùng toàn lực, liền muốn ra lại một kiếm, nhưng lúc này, bỗng nhiên cảm thấy tim đập, một hồi phiền loạn, vội vàng thu kiếm lui về phía sau, coi giữ tâm thần. Cái này tâm ma ung thư, thật là đáng ghét. Nhâm Phi Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Đế Thích Thiên, lúc đầu mới vừa Đế Thích Thiên, ở im hơi lặng tiếng bên trong, đã phát động tâm ma tập sát, muốn đánh lén hắn. Thật may Nhâm Phi Phàm phản ứng cực nhanh, cũng không có trúng chiêu, chỉ là phải đề phòng Đế Thích Thiên, vậy thì không thể tất cả tâm thần đi chiến đấu. Hắn nội tâm cực hận Đế Thích Thiên, đầu óc bên trong chỉ có một cái ý niệm. Ngày hôm nay, hoặc là Đế Thích Thiên chết, hoặc là hắn và Diệp Thần chết, tuyệt không chỗ trống quay về. Viên này tâm ma ung thư, ngày hôm nay phải diệt trừ, nếu không quá đáng ghét. Đế Thích Thiên giúp lại Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên phía sau, cũng không có chính diện đối kháng Nhâm Phi Phàm. Bởi vì hắn biết, hắn không có cái này tư cách. Hắn chỉ có lợi dụng tâm ma, không ngừng quấy rầy, không cho Nhâm Phi Phàm các người, xuất toàn lực cơ hội. Nhâm Phi Phàm, hôm nay ta coi như liều mạng ta cựu Nhật Minh con dân, 500 triệu ngọc bể, vậy muốn ngăn cản luân hồi trảm ra, ta đây muốn xem, người cái này hộ đạo giả, có thể bảo vệ tới trình độ nào. Ma Tổ Vô Thiên bước ra một bước, bàn tay vung lên, vĩnh xanh chi môn từ chân trời hiện lên. Oanh! Ngay sau đó, vĩnh xanh chi môn mở ra, nối liền rất xa hắc ám cấm hải. Một hồi ngất trời hét hò, điên cuồng nổ lên. Chỉ gặp từng cái cựu Nhật Minh cường giả, ở rất nhiều tinh thú hộ pháp dưới sự hướng dẫn, từ vĩnh xanh chi môn bên trong cuồng lao ra, số người kéo dài không ngừng, không biết có nhiều ít vạn người.
Ma tổ không trời cũng không có lập tức phát động ngọc bể, nhưng là điều động cựu Nhật Minh phần lớn tinh nhuệ, muốn quyết tử chiến một trận. Giết, giết, giết. Ngập trời tiếng reo hò, ở chân trời vang dội. Ở cựu Nhật Minh cường giả lao ra sau đó, lại có một nhóm thân mặc khôi giáp, tay cầm kiếm kích cường giả, reo hò lao ra, nhưng là Vạn Khư Thần Điện dưới quyền, Kiêu Vương Điện người đám người. Luân hồi chi chủ, lão phu cặp mắt, bởi vì ngươi mà hủy, ngày hôm nay cũng nên đến lúc báo thù. Kiêu Vương Điện cường giả phía trước, là một người trầm ổn tang thương khôi giáp ông già, ánh mắt quấn vải trắng, chính là Kiêu Vương Điện thủ lãnh, Huyền Gia lão tổ Huyền Thiên Kiêu. Ngày hôm nay Vạn Khư Thần Điện và cựu Nhật Minh, liên hiệp chống lại luân hồi, cho nên Kiêu Vương Điện vậy gia nhập chiến trận. Huyền Thiên Kiêu xuất lĩnh đại quân, và cựu Nhật Minh các cường giả, gào thét xông lên đánh tiếp, mục tiêu nhắm thẳng vào Diệp Thần. Liên tục không ngừng cường giả, từ Vĩnh Xanh Chi Môn bên trong đi ra, ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời, chỉ sợ có triệu đám người. Bảo vệ luân hồi chi chủ. Cấm Thiên Tứ lão cùng kêu lên quát ngắn, lập tức dẫn người thủ hạ đám người, gắt gao bảo vệ ở Diệp Thần bên người. Huyền Thiên Kiêu vui vẻ cười to, xách một cái trường kích, và rất nhiều cựu Nhật Minh tinh thú thủ lãnh, giết rơi xuống phương. Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần, muốn ngăn cản, nhưng lúc này, Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên các người, đã tới sát. Nhâm Phi Phàm, người đối thủ là chúng ta. Vũ Hoàng Cổ Đế hì hì cười nhạt, cùng Ma Tổ Vô Thiên hai người một trái một phải, hướng Nhâm Phi Phàm tập sát đi. Bọn họ đều là phân thân, coi như hai cái liên hiệp, cũng không phải Nhâm Phi Phàm địch thủ. Nhưng, bọn họ căn bản không dự định quyết chiến, mà là không ngừng quấy rầy tập kích, kéo Nhâm Phi Phàm, không để cho hắn rút người ra đi ra ngoài. Đáng chết! Nhâm Phi Phàm gương mặt tức giận, Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên kinh nghiệm chiến đấu, vô cùng phong phú, nếu như bọn họ cứng rắn là muốn chỉ hoãn, Nhâm Phi Phàm trong thời gian ngắn, cũng khó mà rút người ra rời đi. Không có hắn che chở, phía dưới chiến cuộc, dĩ nhiên là vạn phần hung hiểm. Huyền Thiên Kiêu liều lĩnh cười lớn, dẫn người giết rơi xuống đi, cùng Cấm Thiên Thành các võ giả đánh nhau, trong thoáng chốc máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liền liền, không biết bao nhiêu người bị chém chết. Cấm Thiên Tứ lão tức giận, muốn liên thủ chặn đánh Huyền Thiên Kiêu, nhưng nghiêng gai bên trong lại có hai đạo thân ảnh bắn ra, nhưng là Vĩnh Sinh Chi Chủ và Thiên Lý. Cái này hai vị cường giả, rất khiêm tốn. Không giống Huyền Thiên Kiêu lớn như vậy ồn ào cười to, cho đến chiến đấu thời khắc mấu chốt, mới liều chết xung phong đi ra. Cấm Thiên Tứ lão và Huyền Thiên Kiêu, Vĩnh Sinh Chi Chủ, Thiên Lý ba người quyết chiến, một thời gian cũng là khó phân nan giải. Bầu trời bên trong, Huyễn Hoàng Thiên và Thần Vũ Trụ, cùng giết hướng Diệp Tà Thần. Diệp Tà Thần đối mặt hai vị cường giả tiến công, nhất thời cảm thấy thiên đại áp lực. Thật may lúc này, Huyễn gia chí tôn Huyễn Hồ Mị, vậy bay đến bầu trời bên trong, cùng Diệp Tà Thần sóng vai tác chiến, ngược lại là để cho hắn áp lực lớn giảm. Huyễn Hồ Mị, người đây là muốn phản bội ta Huyễn gia. Huyễn Hoàng Thiên sắc mặt trầm xuống. Người mới là người phản bội, luân hồi chi chủ là ta Huyễn gia chân chính người cứu độ. Huyễn Hồ Mị ngược lại cũng không nói nhảm, múa kiếm liền liền, nhanh chóng hướng Huyễn Hoàng Thiên đâm tới. Huyễn Hoàng Thiên hừ một tiếng, giơ kiếm nghênh kích. Hai người chiến đấu chung một chỗ. Diệp Tà Thần chỉ dùng đối phó Thần Vũ Trụ, dĩ nhiên là buông lỏng rất nhiều. Trên trời dưới đất, khắp nơi là hỗn chiến cục diện, máu tươi cùng tay chân khắp nơi phóng, tiếng kêu thảm thiết hàng loạt vang lên. Một cái cổ thi thể ngã xuống, bị đạp thành thịt nát. Ở nơi này kịch liệt chiến đấu bên trong, Đế Thích Thiên chắp hai tay sau lưng, bay tới phương xa yên lặng xem cuộc chiến, cũng không có tùy tiện động thủ. Tranh đấu sát phạt chính là tâm ma nồng đậm nhất thời điểm. Đế Thích Thiên nhìn vô số người chiến đấu, trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy mình sắp đạt tới tâm ma 9 tầng trời, chỉ cần đem trước mắt một tầng cửa sổ giấy thọt phá, tâm ma đỉnh đang ở trước mắt. Chiến đấu vòng xoáy nhất trung tâm Diệp Thần, ở chung quanh vô số người dưới bảo vệ, tạm thời còn không bị ảnh hưởng. Hắn yên lặng ngồi xếp bằng, ở đầu lâu gông xiềng chặt đứt sau đó, chính là bắt đầu đánh vào cặp mắt gông xiềng. Hắn biết chung quanh có vô số người, vì bảo vệ hắn, mà hy sinh tánh mạng. Nghe được chung quanh vậy vô số hét hò, thỉnh thoảng còn có một chút máu tươi, tung tóe đến trên mặt mình, Diệp Thần tâm cảnh nhất thời một hồi kích động. Không nên bị ngoại giới nhiễu loạn tiết tấu, ngươi chỉ lo trảm ra là được.
Ngay tại Diệp Thần tâm cảnh chập chờn thời điểm, Huyền Hàn Ngọc thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Huyền tiên tử. Diệp Thần nghe được Huyền Hàn Ngọc thanh âm, trong lòng vui mừng, hắn đã rất lâu không gặp đối phương chủ động xuất hiện qua. Tâm trạng không nên quá kích động, trảm ra trọng yếu nhất, chính là ổn. Yên tĩnh hư ngưng thần, bắt đầu hướng cặp mắt không xiềng đánh vào đi. Huyền Hàn Ngọc thanh âm bình tĩnh nói. Diệp Thần nư một tiếng, chính là lập tức thu liếm tâm thần, tĩnh tâm đánh vào cặp mắt không xiềng. Người ánh mắt, bị gông xiềng giam cầm, không cách nào chân thực thấy rõ thiên địa thế giới. Chỉ có ở cặp mắt gông xiềng chặt đứt sau đó, người ánh mắt, mới biết chân chính đổi được trong suốt mênh mông, có thể dò ngó gặp trước kia đủ loại không cách nào thấy đồ. Diệp Thần vận chuyển linh khí, bắt đầu hướng cặp mắt gông xiềng phát động công kích. Phịch, phịch, phịch. Diệp Thần bên tai, tựa như nghe được từng trận nặng nề tiếng đánh. Nhưng mà, cặp mắt gông xiềng nhưng vẫn vững chắc, không có nửa điểm bị rung chuyển hình dáng. Ánh mắt gông xiềng lại có thể như vậy vững chắc, thậm chí so với đầu lâu gông xiềng còn muốn vững chắc. Diệp Thần một hồi giật mình, lại không nghĩ rằng ánh mắt gông xiềng khó như vậy chém. Đây là tự nhiên, người ánh mắt dễ dàng bị các loại các dạng đồ che đậy, lâu ngày, gông xiềng liền càng để lâu càng sâu, muốn chặt đứt, cần dùng thủ đoạn phi thường. Huyền Hàn Ngọc nói. Có cái gì thủ đoạn phi thường? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Thi triển chỉ thủy kiếm nói, lấy kiếm chém đôi mắt, có lẽ có thể đột phá gông xiềng giam cầm. Huyền Hàn Ngọc nói. Chỉ thủy kiếm nói, kiếm chém đôi mắt. Diệp Thần trong lòng nhất thời giật mình, chỉ thủy kiếm đạo lực sát thương hung hãn bực nào, từ chém đôi mắt, đây không phải là muốn chết sao? Đây là nhất nhanh biện pháp, nếu như ngươi có thời gian, từ từ nghiền mài. Có lẽ cũng có thể đem gông xiềng mài đoạn, nhưng ngươi không thời gian. Huyền Hàn Ngọc nói, bên ngoài chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, không biết lại có bao nhiêu người chết đi, mà Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên, hiển nhiên còn có hậu thủ không dùng. Để lại cho Diệp Thần thời gian không nhiều lắm, nếu như tiếp tục trì hoãn nữa, tình huống chỉ sẽ tiến một bước trở nên ác liệt. Được rồi, liều mạng. Diệp Thần khẽ cắn răng, ổn định tâm thần. Một món linh khí hóa thành kiếm khí, chỉ nước kiếm đạo hơi thở, dần dần tràn ngập ra. Vậy chỉ thủy kiếm khí, trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước mắt, hơi thở càng ngày càng kịch liệt. Ở vô tướng thiên nguyên trận phụ trợ, Diệp Thần có thể bén nhạy hơn bắt được không không thời không hơi thở, thi triển chỉ thủy kiếm đạo cũng là dễ dàng rất nhiều. Theo chỉ nước kiếm khí hơi thở, không ngừng phát ra, chung quanh kịch chiến đám người, vậy cảm nhận được liền khác thường. Bọn họ ánh mắt. Hướng Diệp Thần nhìn, chính là thấy Diệp Thần trước mắt, một màn kia kiếm khí, khí tượng càng ngày càng dâng trào, giống như thác nước trôi lơ lửng vậy. Không ít người nội tâm kinh ngạc, trong đầu nghĩ Diệp Thần chẳng lẽ muốn buông tha trảm ra, gia nhập chiến trận. Nhưng hạ một sát, để cho tất cả người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp một màn kia chỉ thủy kiếm khí, hung hăng chém ra, nhưng cũng không phải chém về phía đảm nhiệm hà nhất tên địch, mà là chém về phía Diệp Thần mình ánh mắt. Giờ khắc này Diệp Thần, đã mở hai mắt ra, nhìn thẳng biểu chém mà đến kiếm khí. Diệp Thần, người điên rồi. Cách đó không xa, trong kịch chiến Kỳ Tư Thanh, thấy Diệp Thần lại có thể từ chém đôi mắt, nhất thời kinh hãi được hoa dung thất sắc. Ngụy Dĩnh, Mộc Âm Hy, Thiện Nhu, Huyễn Mị Hâm cùng nữ, cũng là kinh ngạc vạn phần, cũng lấy là Diệp Thần điên rồi. Diệp Thần cả người cứng ngắc, nhìn biểu chém mà đến chỉ thủy kiếm khí, hắn bản năng dưới muốn né tránh. Nhưng rất miễn cưỡng kềm chế. Hắn tin tưởng kiếm đạo của mình, hắn tin tưởng một kiếm này, có thể chặt đứt đôi mắt không xiềng, mà sẽ không làm thương tổn đến ánh mắt. Suy, chỉ nước một kiếm, cuối cùng chém vào Diệp Thần cặp mắt trên. Diệp Thần chỉ cảm thấy cặp mắt một hồi nhọn đau nhức, thật giống như đã mù rớt, cả thế giới nhất thời rơi vào một phiến hắc ám, đang đau nhức dưới sự kích thích, hắn thậm chí không nhịn được ngửa mặt lên trời kêu to lên. Vậy đau nhức, cuồng liệt, tàn phá bừa bãi tiếng kêu, chấn động thiên địa, để cho được tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần thân thể chán nản ngã nhào trên đất, hai tay vịn ánh mắt, gương mặt bởi vì đau nhức mà vặn vẹo. Trảm ra thất bại sao? Nhâm Phi Phàm thấy Diệp Thần thống khổ như vậy hình dáng, nội tâm nhất thời bộ dạng sợ hãi. Không, thành công. Diệp Tà Thần thanh âm như đinh chém sắt, tràn đầy tự tin. Lời hắn mới vừa rơi xuống, liền gặp Diệp Thần run rẩy lần nữa ngồi dậy,
thật giống như đau đớn đã qua, hắn buông xuống hai tay, lộ ra mình ánh mắt. Ra đám người Ý Liêu, Diệp Thần ánh mắt, cũng không có bị chém bị thương, vậy không có chút nào máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Diệp Thần ánh mắt, vô cùng trong suốt sáng ngời, so thế gian nhất trong suốt thanh tuyền, sáng ngời nhất bầu trời, đều phải tinh khiết vô số lần. Tất cả người nhìn hắn ánh mắt, liền cảm thấy nội tâm bình tĩnh, lại có một loại thỏa mãn cảm giác. Coi như là lại không biết võ đạo người, cũng biết Diệp Thần ánh mắt, đã không có bất kỳ gông xiềng cùng chướng ngại, thiên hạ tới giữa, không có ai ánh mắt, so Diệp Thần hơn nữa sáng ngời thanh thuần. Bởi vì hắn cặp mắt gông xiềng, đã chặt đứt. Diệp Thần, chúc mừng ngươi, đôi mắt gông xiềng đã đứt, còn thiếu cuối cùng một đạo tim gông xiềng, ngươi là được hoàn toàn viên mãn. Huyền Hàn Ngọc cũng là phát ra vui vẻ nói hạ thanh âm. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, có thể cảm thấy cặp mắt đau đớn, đã đi xa, tầm mắt đổi được vô cùng rõ ràng, trong thiên địa hết thảy nhân quả, nhật nguyệt sơn hà, lá cây con kiến hôi, tất cả chi tiết, đều là rành rành trong mắt. Ta cặp mắt gông xiềng, rốt cuộc chặn sao? Diệp Thần có chút ngẩn người, chỉ thủy kiếm đạo có hiệu quả, vừa vặn chặt đứt hắn ánh mắt gông xiềng, mà không có tổn hại đến hắn ánh mắt. Thời khắc này Diệp Thần, đã là chạm ra 9-19, còn kém cuối cùng một đạo tim gông xiềng, là được hoàn toàn tuyên cáo viên mãn. Suy, suy, theo Diệp Thần cặp mắt gông xiềng chặt đứt, hai đạo luân hồi kim quang, cũng là từ hắn trong hai mắt bắn ra. Cái này hai đạo kim quang, nồng nặc chói mắt đến không thể tưởng tượng nổi bước, hàm chứa hào hùng luân hồi uy nghiêm. Diệp Thần ánh mắt xem tới chỗ nào, luân hồi uy nghiêm, liền hạ xuống tới chỗ nào. Ở hắn cặp mắt vậy khoáng đạt luân hồi chèn ép xuống, tại chỗ kịch chiến mọi người, rất nhiều kiêu vương điện và cựu nhật minh cường giả, rối rít bỏ lại binh khí, tại chỗ quỳ xuống, lại là hướng Diệp Thần dập đầu, biểu thị thần phục. 99 đạo gông xiềng chặt đứt, Diệp Thần luân hồi huyết mạch phóng thích ra tiềm năng, chân thực quá kinh khủng, hắn chỉ cần một cái ánh mắt, thiên quân trở xuống võ giả, lập tức phải thần phục, liền một chút xíu tâm tư phản kháng cũng không thể có. Coi như là phổ thông cấp thấp thiên quân, ở Diệp Thần luân hồi uy áp hạ, cũng phải cần quỳ sát. Rào 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 rào. Trong thoáng qua, kiêu vương điện và cựu nhật minh cường giả, đồng loạt quỳ xuống một mảng lớn, ít nhất có một nửa người, toàn bộ quy thuận Diệp Thần. Bọn họ quỳ đón Diệp Thần, run lẩy bẩy, trong miệng liền liền xưng tụng, luân hồi vô địch, hùng bá chư thiên, thống ngự hoàn vũ, thiên thu vạn đại. Trên bầu trời, Vũ Hoàng Cổ Đế thấy một màn này, mặt cũng xanh biếc. Đáng chết, thằng nhóc này, lại có thể chặt đứt cặp mắt không xiềng. Vũ Hoàng Cổ Đế vô cùng sợ hãi, Diệp Thần liền cặp mắt không xiềng đều chặt đứt, còn kém cuối cùng một đạo tim gông xiềng, một khi đột phá, vậy thì thật là vô địch. Hiện tại chỉ là cặp mắt gông xiềng chặt đứt, luân hồi uy áp, liền nồng nặc đến để cho sơ cấp thiên quân quỳ xuống bước, nếu là Diệp Thần tim gông xiềng cũng đột phá, ai còn có thể ngăn được hắn. Đế Thích Thiên, những người này toàn bộ phản bội, mau để tâm ma khống chế bọn họ. Mau! Vũ Hoàng Cổ Đế liền liền gầm thét, nhiều cường giả như vậy, toàn bộ đổ mâu quỳ nghênh Diệp Thần, hắn cảm thấy tự thân khí vận đều ở đây mất hút. Đế Thích Thiên thấy nhiều người như vậy đổ mâu, cũng là gương mặt trầm xuống, cả người toát ra từng luồng ma khí bên trong vọt lên ngàn vạn cầm sáng bóng phi kiếm. Tâm ma đại chú kiếm, cho ta trấn áp. Đế Thích Thiên vung tay lên, vậy tâm ma phi kiếm ánh sáng, ánh chiếu xuống, mới vừa quỳ sát Diệp Thần các cường giả, chịu ảnh hưởng, rối rít bị gợi lên tâm ma, một hồi thống khổ kêu thảm thiết, muốn lâm vào là Đế Thích Thiên con rối. Đế Thích Thiên, ta ngày hôm nay liền muốn giết ngươi. Diệp Thần rất tức giận, từ dưới đất đứng lên, thì phải xông lên thiên đi, một chưởng giết chết Đế Thích Thiên. Lúc này hắn 99 đạo gông xiềng chém ra, thần uy kinh thiên, muốn giết Đế Thích Thiên, một chưởng đủ rồi. Nhâm Phi Phàm thấy vậy, nhưng là quát lên, không thể. Tiểu tử, ngươi an tâm trảm ra chính là, chiến đấu giao cho chúng ta. Diệp Tà Thần vậy trầm giọng nói, đúng vậy, cháu trai, an tâm trảm ra đi, không nên bị chuyện bên ngoài nhiễu loạn tâm thần. Diệp Thần trong bụng rét một cái, mới phát hiện mình tức giận, liền tâm cảnh đều rối loạn, đây đối với tim gông xiềng đột phá, có thể nói thật to bất lợi. Diệp Thần hừ một tiếng, hít sâu một hơi, lập tức lắng xuống tạp niệm của nội tâm. Việc cần kíp, trọng yếu nhất, chính là trảm ra. Mới vừa rồi quy thuận Diệp Thần các cường giả,
gặp phải đế thích thiên tâm ma đánh vào, đều biến thành con rối, lại lần nữa đi vào chiến đấu. Nếu như Diệp Thần muốn tranh, đế thích thiên không thể nào như thế tùy tiện thì thành công. Nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải tranh đấu thời điểm. Diệp Thần lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hướng cuối cùng một đạo tim gông xiềng, phát động công kích. Diệp Thần cảm ngộ tim gông xiềng, tinh thần suy nghĩ, nhất thời bị kéo vào một phiến thế giới kỳ dị. Đó chính là hắn thế giới nội tâm. Diệp Thần thế giới nội tâm, chính là một phiến khoáng đạt vũ trụ minh mông. Vũ trụ trung ương nhất, một phiến to lớn tim, ở hàng loạt bác động, tiếng tim đập mãnh liệt mà có lực. Đây là tim ta sao? Diệp Thần thấy viên này to lớn tim, phía trên hiện đầy xích sắt không xiềng, một hồi rung động. Hắn lại thấy trái tim kia, mang có một chút bằng đá ánh sáng màu, muốn đến là hắn tu luyện bàn thạch tâm pháp, lưu lại hậu di chứng. Chặt đứt những thứ này tim gông xiềng, ngươi là được công đức viên mãn. Huyền Hàn Ngọc bóng người, xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Hai người trôi lơ lửng ở vũ trụ trong hư không, nhìn trước mắt viên kia to lớn mà nóng rực tim, liền gương mặt đều bị tim huyết khí, ánh chiếu thành màu đỏ. Diệp Thần ngưng mắt nhìn tim bên trên, từng cái chi chít xiềng xích, rất nhanh liền biết rõ đầu mối. Hắn đôi mắt gông xiềng đã chặt đứt, hắn ánh mắt, tự nhiên đổi được vô cùng sắc bén. Lại hỗn loạn cảnh tượng, cũng có thể ngay tức thì phân biệt rõ ràng. Chỉ thủy kiếm nói, phá cho ta. Diệp Thần rút ra luân hồi thiên kiếm, một kiếm đi về trước chém đánh ra. Mới vừa chỉ thủy kiếm nói, có thể chặt đứt hai mắt gông xiềng, hiện tại Diệp Thần muốn chiêu cũ lặp lại, đi chặt đứt tim gông xiềng. Tranh! Nhưng mà, ra Diệp Thần ý liêu, chỉ thủy kiếm đạo chém chết đi lên, trong trái tim xích sắt, chỉ là tóe ra một chút xíu đốm lửa. Lại không có bị chém đứt. Ngược lại, Diệp Thần tim, bị kiếm khí đánh vào, một hồi kịch liệt quặn đau. Ừ, Diệp Thần che tim vị trí, da mặt hơi vặn vẹo một tí. Cái này tim gông xiềng, lại có thể vững chắc đến tình cảnh này, liền chỉ thủy kiếm đạo đều không thể chặt đứt. Huyền Hàn Ngọc cười nói, dĩ nhiên, tim gông xiềng, nơi nào có như thế dễ dàng chặt đứt. Dùng sức mạnh là không được, thử một chút những biện pháp khác đi. Diệp Thần nói, Huyền tiên tử, ngươi lại dạy ta một chút đi. Huyền Hàn Ngọc lắc đầu một cái, nói tim gông xiềng, cho tới bây giờ không có ai chặt đứt qua, ta làm sao dạy ngươi. Nhưng ta nghĩ, nếu như ngươi dùng tội ác thuyền đụng, lợi dụng tội ác sát khí, có lẽ có thể đột phá tim xích sắt giam cầm. Diệp Thần ngạc nhiên, tội ác thuyền. Huyền Hàn Ngọc nói, đúng vậy, tội ác thuyền, vốn là tràn đầy tội ác sát khí, nếu có thể để cho ma tổ vô thiên hồn trùng nổ. Có lẽ cũng có thể để cho ngươi tim gông xiềng vết nứt. Diệp Thần nhất thời cau mày, tội ác thuyền, chính là không vô thần khí mảnh vỡ, sát khí rất nặng, liền chân lý Phật tổ cũng không dám leo lên thuyền đi. Dùng tội ác thuyền, đụng tim, trời mới biết sẽ có hậu quả gì không. Nhưng, liền chỉ thủy kiếm nói, đều không cách nào chặt đứt tim gông xiềng, muốn xông phá, có lẽ thật muốn khác lạ thường mưu. Được rồi, vậy thì thử một chút. Diệp Thần khẽ cắn răng. Lúc này sử dụng tội ác thuyền. Oanh! Không rõ ràng, xâm nghiêm, đeo đầy khô lâu màu trắng đầu tội ác thuyền, hiện lên ở vũ trụ trong hư không, các loại tà ác quỷ khí tràn ngập, từng cơn gào khóc tiếng nổ tung, sát khí kích động, làm người ta tủng sợ hãi. Diệp Thần vung tay lên, tội kia ác thuyền, chính là ùng ùng hướng tim hắn đi tới, cuối cùng phịch đích một tiếng, hung hăng đụng vào trong trái tim mặt. Cái này một tí đụng, Diệp Thần chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Thiếu chút nữa muốn hộc máu. Tội ác trên thuyền mặt, rất nhiều sát khí gào thét tới, điên cuồng ăn mòn Diệp Thần tim. Ở tội ác sát khí ăn mòn, Diệp Thần trong lòng rất nhiều dục vọng tội nghiệt, cũng bị dẫn đi ra, thật giống như chúng tâm ma vậy. Hắn thấy mình vô số sôi trào dục vọng, thiên địa, thế giới, quyền lực, đấu tranh, tu vi, người phụ nữ, vô số dục vọng, xung nhét vào hắn trong lòng. Chính là bởi vì có những thứ này dục vọng. Những thứ này tín niệm, hắn mới có thể một mực chiến đấu đến ngày hôm nay. Vậy rất nhiều dục vọng, dựa theo thế tục đạo đức luân lý quan niệm mà nói, dĩ nhiên không phải hoàn mỹ. Nhưng, Diệp Thần bình tĩnh đứng xem, mặc dù là trong lòng mình dục vọng, nhưng hắn nhưng có thể làm được người đứng xem vậy, nội tâm giếng cổ không dao động. Hắn đã có thể trực diện mình nội tâm, cũng sẽ không có bất kỳ chấp niệm, có thể nhìn thẳng tất cả dục vọng, nhìn thẳng hết thảy được mất thành bại. Huyền Hàn Ngọc hơi có chút ngạc nhiên cùng rung động nhìn Diệp Thần,
thời khắc này Diệp Thần, mặc dù gặp phải vô số tội ác sát khí tập kích, nhưng lại không có bị ảnh hưởng đến, tâm cảnh như cũ vững chắc. Ở tội ác thuyền dưới sự xung kích, Diệp Thần tim có mấy sợi xích sắt, xoát kéo kéo rơi xuống, hóa thành cho tàn, hoàn toàn bị xông lên chặn. Quả nhiên có hiệu quả. Diệp Thần trong lòng vui mừng, liền tiếp tục thúc giục tội ác thuyền, đụng tim. Phịch, phịch, phịch. Mỗi một lần đụng, cũng mang cho Diệp Thần cực lớn đau đớn, nhưng hắn cắn răng chống đỡ, cũng không có lùi bước. Gian nan nhất tim gông xiềng, bây giờ thấy đột phá hy vọng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Mà theo Diệp Thần tim gông xiềng vết nứt, ngoại giới chạm ra khí tượng, vậy nồng nặc đến kinh người bước. Bầu trời bên trong, hình chiếu ra Diệp Thần thế giới nội tâm cảnh tượng. Viên kia to lớn tim, phủ đầy xích sắt gông xiềng tim, rung động tất cả người. Càng rung động, là Diệp Thần không để ý hết thảy, dùng tội ác thuyền, trong truyền thuyết không vô thần khí, một tí một cái đụng tim, tựa như không muốn sống vậy. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, Diệp Thần dục vọng mãnh liệt tín niệm, muốn đáng địch hết thảy tà ma ngoại đạo, muốn thành lập luân hồi trật tự tín niệm. Ở nơi này cổ tín niệm dưới sự xung kích, liền Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên, đều là từng cơn sợ hãi. Thằng nhóc này tim gông xiềng muốn đột phá. Vũ Hoàng Cổ Đế liền liền gầm thét, thật giống như cảm thấy ngày tận thế sắp đến vậy. Ma Tổ Vô Thiên cũng là ra mặt kéo động, hắn so Vũ Hoàng Cổ Đế rõ ràng hơn, tim gông xiềng một khi đột phá, vậy ý vị như thế nào? Nếu như luân hồi gông xiềng chém hết, vậy Diệp Thần quật khởi, lại cũng không có người có thể chống đỡ. Vũ Hoàng Cổ Đế cao cứ thiên giới, Diệp Thần muốn dung chuyển hắn căn cơ, đó là tuyệt đối không dễ. Nhưng Ma Tổ Vô Thiên cựu Nhật Minh, địa bàn ngay tại Hắc Ám Cấm Hải, Diệp Thần xúc tu có thể đụng. Một khi Diệp Thần quật khởi, chỉ sợ cái đầu tiên thì phải cầm hắn khai đao. Vô Thiên, ngươi 500 triệu ngọc bể đâu? Mau ra tay à, mau ngăn cản vậy tiểu tử chạm ra, hắn mau muốn thành công. Vũ Hoàng Cổ Đế hoàn toàn mất đi lý trí, Diệp Thần tim gông xiềng sắp chặt đứt, hắn vậy bắt được thiên đại nguy cơ, trước đó chưa từng có nguy hiểm, thật giống như có một cái đao, gác ở mình trên cổ, cả người đều là lạnh buốt. Không cần ngươi nói nhảm. Ma Tổ Vô Thiên hừ một tiếng, lui về phía sau. Hắn và Vũ Hoàng Cổ Đế, vốn là liên thủ đối kháng Nhâm Phi Phàm, hiện tại hắn lui, Vũ Hoàng Cổ Đế một người, trực diện Nhâm Phi Phàm sát phạt, nhất thời vô cùng chật vật. Các ngươi muốn nhiễu loạn luân hồi chạm ra, cũng không như vậy dễ dàng. Nhâm Phi Phàm ánh mắt run lên, khua kiếm chém điên cuồng. Vũ Hoàng Cổ Đế hì hì cười nhạt, thi triển Phạm Thiên Thần Công, miễn cưỡng cùng Nhâm Phi Phàm chiến đấu, nói, Nhâm Phi Phàm, hiện tại liền để cho ngươi kiến thức một chút, chúng ta hậu thủ. Lời hắn vừa dứt, liền gặp Ma Tổ Vô Thiên, mở ra Vĩnh Sanh Chi Môn, hai cánh tay giống như là ôm thiên ôm ngày vậy, phát ra thật lớn ngâm sướng. Nốt ta cựu Nhật Minh cao máu, hủy diệt đạo thống, không tiếc tử chiến, vậy muốn ngăn cản luân hồi chạm ra. 500 triệu ngọc bể, ngay tại hôm nay. Tiếng ngâm sướng rơi xuống, vậy Vĩnh Sanh Chi Môn ông một tiếng, phân quang hóa ảnh, hiển hóa ăn gian trăm phiến môn hộ cảnh tượng kỳ dị. Bót, bót, bót. Trăm ngàn cánh cửa hộ, đồng thời mở ra. Chỉ gặp từng cái dân chúng vô tội, nữ có nam có cụ già cũng có đứa nhỏ, bị một cổ lực lượng vô hình, trực tiếp kéo ra. Ma Tổ Vô Thiên gương mặt lạnh lùng, trong tay ma khí hội tụ, hóa thành một cái thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh hắc động, thăng thiên lên. Vậy từng cái dân chúng vô tội, liền bị một cổ hấp lực, kéo đến hắc động bên trong đi, tại chỗ bị hiến tế cắn nuốt hết. Vô số kêu thảm thiết cùng gào tiếng khóc phát ra, tràn đầy tuyệt vọng. Giờ khắc này Ma Tổ Vô Thiên, chính thức thi hành hắn ngọc bể kế hoạch, lại là dự định hiến tế hết cựu Nhật Minh dưới quyền thống ngự tất cả dân chúng, chặn đánh Diệp Thần chạm ra. Cựu Nhật Minh là Hắc Ám Cấm Hải bá chủ, dưới quyền thống lĩnh dân chúng, đều là thân cái thiên phú cùng khí vận người, căn cốt bẩm phú nếu so với người bình thường thượng thừa rất nhiều, có thể nói trung thiên thanh tú. Người bình thường coi như muốn bái nhập cựu Nhật Minh dưới quyền, đều không phải là chuyện dễ dàng. Ước chừng 500 triệu dân chúng, nếu như toàn bộ ngọc bể hiến tế, vậy bọn họ máu tươi cùng khí vận tụ lại, năng lượng tuyệt đối là khủng bố. Trôi lơ lửng ở trên trời lỗ xoáy đen, cắn nuốt vô số người khí huyết, dần dần hóa thành đỏ nhạt màu sắc. Vậy lỗ xoáy đen rào 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 chuyển động, quỷ dị hung mãnh huyết khí nổ tung đi ra, liền mặt trời đều bị che đậy ở, trên bầu trời chỉ có một vòng này hắc động tồn tại,
lộ vẻ được vô cùng khủng bố. Thậm chí, mà tổ vô thiên không để ý giá phải trả, liền cựu Nhật Minh tổng đàn sơn môn địa mạch, vậy cùng nhau ngọc bể hiến tế. Liền gặp từng ngọn đỉnh núi, từng ngọn cung điện, cũng từ vĩnh xanh chi môn bên trong bay ra, vậy toàn bộ ngọc bể, bị lỗ xoáy đen cắn nuốt. Vậy lỗ xoáy đen, vậy càng ngày càng lộ vẻ được kinh khủng. Tên này, còn đúng là điên. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy ma tổ vô thiên vậy điên cuồng ngọc bể cử động, cũng là một hồi chấn động. Nếu như là hắn mà nói, là không thể nào làm ra hy sinh lớn như thế. Rất hiển nhiên, ma tổ vô thiên không có đường lui. Ma đế hồn chủng đã héo rút, hắn một bộ cựu Nhật thân thể không lành lặn, nếu như không có đồ đựng cung cấp hắn đoạt xác, hắn tùy thời có thể suy hủ mà chết. Ngày hôm nay chặn đánh luân hồi, nhất định phải giết chết Diệp Thần, hắn mới có thể giải quyết nguy cơ. Cho nên, vì chém chết Diệp Thần, hắn liền 500 triệu ngọc bể danh tác, cũng có thể bộc phát ra, thậm chí liền mình cựu Nhật Minh Sơn môn cung điện, đạo tràng phúc địa, vậy toàn bộ hiến tế hy sinh, cũng không có vấn đề. Toàn trường tất cả người, đều bị ma tổ vô thiên cái này đáng sợ cử động, cho rung động ở, rối rít dừng lại tranh đấu, ngửa đầu nhìn trôi lơ lửng ở chân trời lỗ xoáy đen. Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần, cũng là vô cùng sợ hãi, rối rít nâng kiếm, hướng ma tổ vô thiên gai đi giết. Nhất định phải ngăn cản hắn. 500 triệu ngọc bể, như thế kinh khủng khí tượng, coi như không thể giết chết Diệp Thần, vậy đủ để cho lòng hắn gông xiềng đột phá thất bại. Ma tổ vô thiên, ngươi liều mạng như vậy mệnh, ta cũng không có thể quá hẹp hòi. Vũ Hoàng Cổ Đế khóe miệng kéo một cái, thấy Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần, muốn ngăn trở, lập tức phi thân ra, cả người khí huyết lay động, dự định tự bạo cái này cái phân thân, bước lui Nhâm Phi Phàm hai người. Cái này cái phân thân, đó là truyền thuyết trưởng đúc thành, nếu như có thể, Vũ Hoàng Cổ Đế dĩ nhiên chẳng muốn nổ. Nhưng đương thời giây phút, vậy chỉ có như vậy. Ngay tại Vũ Hoàng Cổ Đế muốn tự bạo thời điểm, Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần, lại đột nhiên thật giống như đụng quỷ vậy, cấp tốc lui về phía sau, hai người trên khuôn mặt, đều là mang chấn động vẻ, trên người có từng luồng quỷ dị hắc khí dâng lên, đó là tâm ma phát tác dấu hiệu. Tâm ma. Vũ Hoàng Cổ Đế sửng sốt một chút, sau đó nhìn về trôi lơ lửng ở xa xa Đế Thích Thiên, sau đó hắn liền sợ ngây người. Giờ khắc này Đế Thích Thiên, cả người ma khí tách thả ra. Vậy ma khí không ngừng quay cuồng, diễn hóa ra thế gian các loại đáng sợ quỷ dị, tà ác tan thành mây khói cảnh tượng, tử thi, bạch cốt, núi đao, biển lửa, tu la, thối giữa máu thịt, không ngừng mạo phao mủ, mủ bên trong lại có vô số vàng bạc châu báu, thiên tài địa bảo, hồng nhan mỹ nhân kỳ quỷ cảnh tượng hiện lên. Tựa như trong thế gian hết thảy dục vọng cùng tội ác, đều ở đây Đế Thích Thiên quanh người không ngừng diễn biến, không ngừng chìm nổi trước. Đế Thích Thiên thân thể không ngừng dương cao, không ngừng đổi được to lớn mà mạnh mẽ. Ngắn ngay tức thì, hắn thân thể, lại có thể hóa thành vạn trượng cao. Tại chỗ tất cả người, cũng có thể thấy rõ hắn ma khu. Đó là vô cùng nguy nga tâm ma thân thể. Khi nhìn đến Đế Thích Thiên thân thể thời điểm, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, thật giống như mình nội tâm tâm ma, muốn bộc phát ra. Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần, đồng loạt lui về phía sau. Liền là chúng Đế Thích Thiên tâm ma. Đế Thích Thiên, ngươi, tâm ma của ngươi, rốt cuộc lên đỉnh đỉnh phong sao. Vũ Hoàng Cổ Đế ngước nhìn Đế Thích Thiên to lớn ma khu, gương mặt thần sắc biến hóa, nội tâm âm thầm thử nghiệm thúc dục cấm chế, nhưng phát hiện lại có thể không có hiệu quả. Hắn trước đây ở Đế Thích Thiên trong cơ thể, để lại một đạo cấm chế, có thể khống chế đối phương, trong nhất niệm đem chôn vùi. Nhưng hiện tại, cấm chế này, nhưng là biến mất. Liền một chút dấu vết đều không từng tồn tại. Không nghi ngờ chút nào, Đế Thích Thiên tâm ma tu vi, rốt cuộc lên đỉnh đỉnh cấp. Ở lên đỉnh đỉnh cấp sau đó, liền Vũ Hoàng Cổ Đế ở lại trong cơ thể hắn cấm chế, đều là tiêu tán. Ma tổ vô thiên nhìn Đế Thích Thiên, cũng là ngơ ngẩn xuất thần, không nghĩ tới người viên này ung thư, lại có thể thật có lên đỉnh cơ hội, ngươi làm sao làm được. Đế Thích Thiên gương mặt yên lặng, mang một hồi cổ xưa thương hại. Ánh mắt đảo mắt nhìn thiên địa bốn phương, cuối cùng rơi vào Diệp Thần trên mình. Ta tâm ma có thể đột phá, thật phải cảm ơn luân hồi chi chủ. Nếu như không phải là hắn dẫn dắt liền ta không thể nào có lên đỉnh cơ hội. Đế Thích Thiên thản nhiên than thở. Mới vừa rồi tất cả mọi người đều đang chiến đấu, đều chú ý tới ma tổ vô thiên ngọc bể, lại không người lưu ý Đế Thích Thiên.
Đế Thích Thiên từ đầu đến cuối ngưng mắt nhìn Diệp Thần, khi thấy Diệp Thần dùng tội ác thuyền, đụng tim, hắn rung động thật sâu. Luân hồi chi chủ từ đụng chủ tâm, đây là đại khí phách cử động. Ta muốn lên đỉnh tâm ma, có lẽ cũng có thể thử nghiệm. Đế Thích Thiên nghĩ thầm, hắn một lòng thành lập lý tưởng nước, cái này thật ra thì cũng là một cái tâm ma. Khi nhìn đến Diệp Thần cử động sau đó, hắn vậy phỏng theo Diệp Thần, thẩm phán mình nội tâm, nhìn thẳng tâm ma của mình. Mình thẩm phán mình, không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ. Hơn nữa, còn phải thừa nhận mình sai lầm, vậy thì càng đau khổ. Đế Thích Thiên xét xử mình, chiếu gặp qua đi hết thảy đủ loại, trong sâu thẳm, vậy cảm thấy mình ngày xưa muốn phát động tâm ma thẩm phán, thành lập lý tưởng nước, cái ý niệm này, đích xác là quá cực đoan. Ta có thể sai rồi. Đế Thích Thiên trong lòng toát ra như vậy một cái ý niệm, sau đó rơi vào thống khổ càng lớn bên trong. Ở vô tận thống khổ bên trong, hắn cuối cùng nhưng là thích trong lòng. Ta đã từng trả giá quá nhiều, coi như là sai lầm con đường, vậy chỉ có kiên trì tiếp, ta con đường tu luyện, mới có giá trị, mới có cơ hội chứng đạo không không. Hơn nữa, lý tưởng nước còn không thành lập, là đúng hay sai, ai có thể nói đúng được chứ? Đế Thích Thiên thích trong lòng sau đó, liền cảm thấy mình tâm cảnh tất cả sương mù dày đặc, đều là xóa bỏ. Cuối cùng này một tầng cửa sổ giấy, hắn rốt cuộc thọt phá hỏng, rốt cuộc thành công lên đỉnh tâm ma đỉnh. Giờ khắc này hắn, vạn trưởng ma khu, đỉnh thiên lập địa, giống như là cái này thế gian nắm giữ vương giả. Không nghĩ tới cái này tên hề nhảy nhót, lại có thể thật có thể lên đỉnh, nhất định phải thừa dịp hắn căn cơ chưa ổn, lập tức giết chết hắn. Nhâm Phi Phàm trong con ngươi lướt qua một chút sát khí, hít sâu một hơi, chấn áp hết tâm ma của mình, sau đó chuẩn bị không tiếc giá phải trả, động thủ chém chết Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên tâm ma, hiện tại mới vừa đột phá, căn cơ còn không vững chắc, còn có giết chết hắn cơ hội. Nếu như cùng hắn căn cơ vững chắc, vậy thì hết thảy đã trễ rồi. Đến lúc đó, đừng nói giết hắn, coi như là Nhâm Phi Phàm, cũng có thể bị tâm ma ăn mòn hết. Nhâm huynh, không nên vọng động, lại lưu vậy thằng hề một mạng, ta xem qua tương lai, luân hồi chảm ra, còn cần tâm ma phụ trợ. Diệp Tà Thần kéo Nhâm Phi Phàm, thở dài nói. Nhâm Phi Phàm nhướng mày một cái, hắn ở ngày hôm qua, liền nghe Diệp Tà Thần nói qua, coi như Đế Thích Thiên lên đỉnh, vậy không nên giết hắn. Nhưng hiện tại, Đế Thích Thiên tàn phá, Nhâm Phi Phàm há có thể thờ ơ. Diệp Tà Thần cười nói, Nhâm huynh, tin tưởng ta một lần. Đế Thích Thiên không sống qua ngày hôm nay, cùng luân hồi gông xiềng chém hết, chính là hắn ngày rỗ. Nhâm Phi Phàm yên lặng một hồi, cũng chỉ được gật đầu. Thật ra thì hiện tại, coi như hắn muốn phản bác Diệp Tà Thần, vậy không có biện pháp. Bởi vì Đế Thích Thiên tâm ma hơi thở, càng ngày càng mãnh liệt, đã đến Nhâm Phi Phàm cũng kiêng kỵ bước. Hắn và Diệp Tà Thần, cấp tốc thối lui, bày ra một cái bảo vệ trận pháp, miễn cưỡng ngăn cản tâm ma đánh vào. Nhưng tạm thời không có cách nào tái chiến. Thật may Vũ Hoàng Cổ Đế và Huyễn Hoàng Thiên các người, ở tâm ma dưới ảnh hưởng, cũng không dám tùy tiện lộn xộn, cũng đang toàn lực trông nom tâm thần mình, e sợ cho bị Đế Thích Thiên thừa cơ mà vào. Hiển nhiên, Đế Thích Thiên tâm ma, là không phân chia người đám người, bao phủ tất cả người. Luân hồi chi chủ, ta tâm ma lên đỉnh, cái đầu tiên liền cầm ngươi thẩm phán. Đế Thích Thiên vạn trượng ma khu. Phát ra mênh mông khoáng đạt thanh âm, bàn tay một chấn, một cổ hào hùng ma khí, chính là thao thao bất tuyệt bạo rơi xuống đi. Vậy ma khí bên trong, xen lẫn ngàn vạn cầm sáng bóng lóng lánh, không mang theo chút nào huyết khí tâm ma phi kiếm, suy lạp lạp nghiền bạo hư không, lộ vẻ được đặc biệt nguy nga. Bảo vệ luân hồi chi chủ. Cấm thiên tứ lão kêu to, lật đật liên thủ ngăn cản Đế Thích Thiên tâm ma phi kiếm nước lũ, bảo vệ Diệp Thần. Nước lửa gió khí tượng. Ngay tức thì ở trong sân nổ lên, Đế Thích Thiên tâm ma nước lũ, nhất thời bị cấm thiên tứ lão xông phá hết. Nhưng, vậy tâm ma nước lũ bên trong phi kiếm, nhưng là rõ ràng sáng ngời, ánh chiếu ra cấm thiên tứ lão gương mặt, vậy soi sáng ra liền bọn họ tâm ma. Bọn họ tâm ma, hiển hiện ra võ tổ, thiết phương tọa, diệp thần bóng dáng, còn có không không thời không quái vật. Rồi sau đó những cái kia bóng dáng, không ngừng lần lượt thay nhau, va chạm, đánh vào, nghiền. Cấm thiên tứ lão đồng loạt phát ra một tiếng hét thảm, trên mình toát ra vô cùng đậm đà, tràn đầy tội nghiệt cùng sợ hãi hắc khí. Những cái kia hắc khí, chính là bọn họ tâm ma hiển hóa.
Từng cái tâm ma hắc khí, giống như cổ ma xúc tu, đem cấm thiên tứ lão quấn quanh ở. Đế Thích Thiên cao cao tại thượng, bàn tay hư cầm, phịch đích một tiếng, cấm thiên tứ lão liền bị hắn tâm ma, toàn bộ vặn cổ hết, hóa thành đầy đất máu thịt mảnh vỡ. Cấm thiên tứ lão, đó cũng đều là vô lượng cảnh cao thủ à, bảo vệ cấm thiên khu không biết đã bao nhiêu năm. Nhưng hiện tại, bọn họ ở Đế Thích Thiên tâm ma hạ, vừa đối mặt liền bị giết chết. Giết chết bọn họ, thật ra thì chính là bọn họ tâm ma. Trong lòng bọn họ, đều có cực lớn chấp niệm. Võ Tổ, Diệp Thần và Thiết Phương tỏa tranh đấu ân oán, để cho cấm thiên tứ lão không cách nào buông xuống. Còn có không không thời không quái vật, những cái kia không thể danh trạng tồn tại, lại để cho bọn họ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Những thứ này chấp niệm cùng sợ hãi, cuối cùng đều được vặn cổ bọn họ tâm ma. Trưởng lão, cấm thiên thành thần nữ Mộc Âm Hy, thấy cấm thiên tứ lão bị vặn cổ, kinh hoàng tuyệt vọng hô kêu một tiếng, nước mắt chảy xuống. Tâm ma hơi thở bao phủ xuống, bên cạnh Thiện Nhu, vội vàng kéo nàng lui về phía sau. Thiện Nhu thiện tâm, để cho nàng có thể miễn cưỡng chống lại tột cùng nhất tâm ma, trong thời gian ngắn không bị ảnh hưởng. Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Tiểu Hoàng, Dạ Vô Tấn các người, vậy nhìn thấu Thiện Nhu trí thiện, vội vàng phụ thuộc vào đến nàng bên người, miễn cưỡng né tránh tâm ma tập sát, nhưng hiển nhiên cũng không thể chống đỡ quá lâu. Huyền Thiên Kiêu, Thiên Lý, Vĩnh Sinh Chi Chủ ba người, thấy Đế Thích Thiên tâm ma thủ đoạn, cường hãn như vậy, cũng là dọa sợ không nhẹ, rối rít lui về phía sau. Đáng chết, tên kia lại có thể lên đỉnh tâm ma, lần này phải xong đời. Huyền Thiên Kiêu lại là cắn răng chú mắng lên, Đế Thích Thiên giờ phút này lên đỉnh, là địch ta không phân chia. Tại chỗ vô luận là cấm thiên thành cường giả, vẫn là Kiêu Vương Điện, Cựu Nhật Minh cường giả, ở tâm ma hơi thở bao phủ hạ, người người tâm ma phát tác, rối rít vứt bỏ binh khí, xếp bằng ngồi dưới đất, khó khăn vận công chống đỡ tâm ma, gương mặt ngũ quan đều ở đây vặn vẹo. Không thiếu tâm tính hơi kém người, tại chỗ liền bị tâm ma giết chết, hóa thành mưa máu bụi bặm. Đế Thích Thiên thủ đoạn cực kỳ hung tàn, cũng không phải là người đổi thành con rối, mà là trực tiếp giết chết. Hắn hiện tại lên đỉnh, sát niệm là vô cùng nồng nặc. Chờ ta giết chết luân hồi chi chủ, chiếm đoạt khí vận của hắn máu tươi, chính là ta thẩm phán thiên hạ thời điểm. Đế Thích Thiên nội tâm nghĩ như vậy, ánh mắt cũng là vô cùng cuồng nhiệt. Tâm ma thẩm phán thiên hạ, cái này tâm nguyện, hắn cho tới bây giờ không có quên. Chỉ là thế giới quá lớn, coi như hắn lên đỉnh tâm ma, vậy không chắc chắn thẩm phán toàn bộ. Chỉ có dựa vào luân hồi, mới có thể. Luân hồi huyết mạch, mới là chư thiên chí cao, mới thật sự là có thể bao trùm hết thảy tồn tại. Đế Thích Thiên vung tay lên, ngàn vạn thanh tâm ma phi kiếm, sát nhập vào Diệp Thần thế giới nội tâm. Diệp Thần ở thế giới nội tâm bên trong, cũng có thể thấy ngoại giới biến cố. Hắn thấy Đế Thích Thiên lên đỉnh, thắt cổ cấm thiên tứ lão, thậm chí muốn thẩm phán thiên hạ, nhất thời vô cùng tức giận. Đế Thích Thiên, ngươi muốn thẩm phán ta, còn không cái này tư cách. Diệp Thần giận dữ gầm thét, bước chân hư không đạp một cái, một phiến mênh mông thiên vũ thương khung, nhất thời liền từ đỉnh đầu hắn nổi lên. Đó là luân hồi thánh hồn thiên mênh mông thương khung. Luân hồi thánh hồn thiên mở ra, Diệp Thần có 102 chư thiên, hùng bá vạn giới thần hồn sức mạnh to lớn, chính là thao thao bất tuyệt bộc phát ra. Ngoại giới tất cả người, cũng có thể cảm nhận được Diệp Thần vậy mênh mông luân hồi hồn lực, đó là đủ để nghiền ép thế giới đáng sợ tồn tại. Vũ Hoàng Cổ Đế cảm nhận được Diệp Thần mênh mông hồn lực, cũng là một hồi tủng sợ hãi cái gì. Thằng nhóc này lại có thể gom đủ luân hồi thánh hồn thiên. Thần hồn lại cường đại đến tình cảnh này. Luân hồi thánh hồn thiên, đây chính là đã từng vượt qua thiên quân phong thần bia siêu cấp pháp bảo. Thiên quân phong thần bia khí vận che chở, có thể để cho nhâm gia đào tạo được nhâm phi phàm, nhâm thiên nữ cái loại này tuyệt thế thiên tài. Mà luân hồi thánh hồn thiên, thần uy còn muốn vượt qua thiên quân phong thần bia, lại là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Vũ Hoàng Cổ Đế thậm chí có thể xác định, nếu như ở cùng cảnh giới hạ, đơn thuần tương đối hồn lực, thiên hạ tới giữa, không có người nào là Diệp Thần địch thủ. Nếu như thần hồn đụng nhau, hắn thần hồn, đều phải bị Diệp Thần đụng nát. Bàn về tinh thần hồn lực, Diệp Thần là chân chánh độc bộ thiên hạ, chư thiên chí cao, thế gian vô địch. Đế Thích Thiên tâm ma phi kiếm, vô số tâm ma sát khí, điên cuồng ở Diệp Thần thế giới nội tâm bên trong tàn phá. Nhưng, thời khắc này Diệp Thần khí thế ngút trời,
triển khai luân hồi thánh hồn thiên, vậy các loại tâm ma sát khí, căn bản không tổn thương được hắn chút nào. Hắn giống như là một tôn vạn cổ vô địch chiến thần, bỏ mặc ngoại giới tâm ma lợi hại dường nào, đều không thể dung chuyển hắn thân thể chút nào. Cái này cổ vô địch khí thế, trực tiếp để cho toàn trường tất cả người kinh hãi, tất cả mọi người đều hoàn toàn rung động, màng bái, sợ hãi, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đế Thích Thiên Ma khu vạn trượng, lên đỉnh tâm ma, hạng to lớn, liền cấm thiên tứ lão cái loại này vô lượng cường giả, đều bị hắn trong nháy mắt thắt cổ. Nhưng Diệp Thần, đối mặt hắn tâm ma, nhưng là không sợ chút nào, không có chút nào bị rung chuyển. Cái này, điều này sao có thể? Đế Thích Thiên sợ ngây người, hắn đã lên đỉnh tâm ma, coi như Vũ Hoàng cổ đế chân thân đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng có 7-8 thành chắc chắn, có thể câu dẫn ra đối phương tâm ma, để cho hắn điên cuồng mà chết. Hiện tại liền Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần, đều ở đây ẩn núp hắn, để cho hắn có một loại to lớn thỏa mãn, thật giống như có thể đem chư thiên vạn giới, cũng dẫm ở dưới chân. Nhưng hiện tại, Diệp Thần trầm ổn vô địch hình dáng, nhưng thật giống như hung hăng một cái tát, vung ở Đế Thích Thiên trên mặt. Hắn hoàn toàn bối rối. Hắn tột cùng nhất tâm ma, lại có thể cũng không tổn thương được Diệp Thần chút nào. Vậy luân hồi thánh hồn thiên, khí tượng toát ra, mới vừa còn chịu đủ tâm ma hành hạ mọi người, lập tức khôi phục bình thường. Đế Thích Thiên tâm ma, lại cũng tàn phá không nhúc nhích, bị Diệp Thần áp chế gắt gao. Cái này, Đế Thích Thiên cả người phát run, không dám tin tưởng. Ha ha, Đế Thích Thiên, tâm ma cuối cùng là bàng môn tả đạo, người còn không tư cách tổn thương luân hồi chi chủ. Ma Tổ Vô Thiên cười lạnh một tiếng, bước ra một bước nói, xem ta đi. 500 triệu ngọc bể, luân hồi hôm nay hẳn phải chết. Khí vận của hắn cùng máu tươi, cũng nên thuộc về ta. Ma Tổ Vô Thiên bàn tay liền liền bắt pháp quyết, trăm ngàn cánh cửa hộ không ngừng mở ra, vô số cựu Nhật Minh dưới quyền dân chúng, bị hắn hiến tế hết. Trên bầu trời lỗ xoáy đen, vậy hoàn toàn biến thành đỏ như máu màu sắc, tràn đầy mùi máu tươi. Nhưng mà lúc này, một đạo quát mắng tiếng bỗng nhiên nổ vang, Ma Tổ Vô Thiên, người muốn thương tổn luân hồi chi chủ, vậy không cái này tư cách. Trên trời thần quang lớn thả, Hứa Nguyện Tiên chỉ hiện lên, một cái tuyệt đẹp ung dung bóng người, từ hồ tiên bên trong đi xuống, chính là Nhâm Thiên Nữ. Nhâm Thiên Nữ ngoắc tay, Hứa Nguyện Tiên chỉ bên trong, dâng lên một quyển bằng đá cổ thư. Vậy cuốn cổ thư, hoàn toàn là dùng đá chế tạo, chính là trong truyền thuyết Địa Hoàng Thần Thư. Địa Hoàng Thần Thư mở ra, phía trên vô số trang sách, đều là chỗ trống, nhưng ở giữa lại có nửa trang giấy, phía trên nổi lên cổ xưa thâm ảo chữ viết. Địa Hoàng Thần Thư, Thiên Nữ, ngươi lúc nào lấy được Địa Hoàng Thần Thư? Ma Tổ Vô Thiên thấy vậy kinh hãi, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Địa Hoàng Thần Thư, đây chính là Tam Hoàng Chí Bảo một trong, hoàn chỉnh không vô thần khí. Hơn nữa, giờ khắc này Nhâm Thiên Nữ, tuy không có thể hoàn toàn phát động Địa Hoàng Thần Thư lực lượng, nhưng đã có thể hiển hóa nửa trang giấy, hiển nhiên cũng có thể hơi thúc dục. Không vô thần khí, coi như là hơi thúc dục, uy lực cũng không được. Ha ha, cái này tự nhiên muốn may mà luân hồi chi chủ, hắn nhưng mà ta ngôi sao may mắn. Nhâm Thiên Nữ cúi đầu nhìn xem Diệp Thần, mắt đẹp lưu phán, mang một chút quyến luyến cùng thâm tình. Diệp Thần ở Trảm Gia, vốn là không nghe thấy ngoại giới công việc, nhưng thấy Thiên Nữ tới, hắn tâm cảnh rung, lại là không nhịn được mở mắt ra, kêu lên, Thiên Nữ tiền bối. Nhâm Thiên Nữ nói, kêu tỷ tỷ. Diệp Thần ngẩn ngơ, kêu, Thiên Nữ tỷ tỷ. Giờ phút này, Diệp Thần nội tâm một hồi mãnh liệt đau khổ. Hắn biết, Thiên Nữ chính là hắn phá vỡ gông xiềng mấu chốt. Cái này thế gian, không có được, chính là tốt đẹp nhất. Phàm là không có được đồ, cũng sẽ trở thành là lòng người gông xiềng. Diệp Thần từng cùng Nhâm Thiên Nữ mập mờ mấy phần, cái gì cũng làm, chính là một bước cuối cùng không có làm. Hắn từ đầu đến cuối không có thể chân tránh có Thiên Nữ, cái loại này đau khổ là được gông xiềng. Chỉ có thể nói Thiên Nữ mị lực, thực sự quá lớn, trừ Nhược Tuyết, Tôn Di, Kỳ Thư Thanh, Ngụy Dĩnh cùng nữ, cái khác vậy cô gái, không thể nào dung chuyển Diệp Thần tâm cảnh chút nào. Nhưng hết lần này tới lần khác Thiên Nữ xuất hiện, Diệp Thần thậm chí tạm thời ngừng Trảm Gia, hắn ngón tay trên quấn tơ tình, cũng là một hồi khiêu khích, để cho hắn tâm lý ngứa được lợi hại. Thiên Nữ vân đạm phong khinh, ánh mắt vừa nhìn về phía Ma Tổ Vô Thiên, nói, Vô Thiên,
ngươi thân thể, thật là suy hủ được thật lợi hại. Vũ Hoàng cổ đế muốn trấn giữ thiên giới, chân thân không thể tùy tiện hạ xuống, ngươi lại có thể cũng không cách nào vận dụng chân thân, chỉ là một cái phân thân, ngươi có tư cách cùng ta tranh đấu. Thiên nữ thanh âm, mang ác liệt ý, như xương như tuyết. Ma tổ vô thiên gương mặt nhất thời trầm xuống, nhưng gặp thiên nữ thúc giục địa hoàng thần thư, nhất thời một cổ mặt đất vậy vừa dày vừa nặng tinh mang, bạo giết ra. Ma tổ vô thiên nơi cho đòi kêu trăm ngàn cánh cửa hộ, ở trong nháy mắt bị phá hủy nghiền nát. Hắn 500 triệu ngọc bể cử chỉ, cũng là lập tức bị kết thúc. Cuối cùng hiến tế rơi người, cũng không có 500 triệu người, đại khái chỉ có 100 triệu chừng. 100 triệu ngọc bể, cũng không cách nào ngăn trở thiên nữ mũi nhọn, nàng nhưng mà chân thân đều tới. Vũ Hoàng cổ đế, người hậu thủ đâu? Ma tổ vô thiên cấp tốc bay ngược, đi tới Vũ Hoàng cổ đế bên người. Vũ Hoàng cổ đế thấy thiên nữ đại triển thần uy hình dáng, cười cười nói, thiên nữ, không nghĩ tới ngươi lại có thể chân thân hạ xuống, ngươi rời đi ngươi băng hoàng giới, sẽ không sợ ngoại địch xúc phạm sao? Hiện ở phía trên có thể rất loạn. Nhâm thiên nữ nói, chuyện ta, ngược lại không cần ngươi Vũ Hoàng cổ đế bận tâm. Vũ Hoàng cổ đế vui vẻ cười to, nói, rất tốt, vậy ta ngày hôm nay liền theo ngươi vui đùa một chút, ta một cái phân thân, dĩ nhiên không đánh lại ngươi. Nhưng người muốn từ trên người ta, chiếm được tiện nghi gì, đó cũng là tuyệt đối không thể. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng cổ đế bàn tay vung lên, hư không nứt ra, xuất hiện một cái không gian đường hầm. Rồi sau đó, thì có từng cái mang cùm, đầu bù xù mặt dơ bẩn, cả người đều là vết thương người, từ không gian trong đường hầm rơi ra ngoài, đều là thái thượng Diệp gia tộc nhân. Những thứ này Diệp gia tộc người, không hề thiếu tu vi cường hãn, thậm chí không thiếu thiên quân. Ngay chớp mắt, chừng mấy ngàn Diệp gia tộc người, từ trong hư không, rớt xuống đất. Rất nhiều Diệp gia tộc người, rối rít quỳ xuống cho Vũ Hoàng cổ đế dập đầu, trong miệng hô to tha mạng. Diệp thần thấy những cái kia Diệp gia tộc người bên trong, có một cái hơi thở đặc thù ông già. Vậy ông già, và cái khác quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người không cùng, hắn ánh mắt là cho tàn, diễn cảm đần đột, hình như là một cái gỗ mục. Diệp thần chỉ nhìn một cái. Cũng biết hắn là Thái Thượng Diệp gia lão tổ, Diệp Thuần Quân. Vì vậy trước Vũ Hoàng cổ đế, bổ sung truyền thuyết trưởng năng lượng, hút khô Diệp Thuần Quân khí huyết, cho nên người sau là một bộ cực đoan suy hủ hình dáng, đã là sắp chết. Diệp thần quét nhìn toàn trường, cũng không gặp Diệp Lâm Uyên. Thiên nữ sắc mặt trầm xuống, nói, Vũ Hoàng cổ đế, ngươi muốn làm gì? Vũ Hoàng cổ đế cười nói, không việc gì, Diệp gia cấu kết luân hồi chi chủ, tội khác đem giết. Ta ngày hôm nay liền đem bọn họ toàn bộ tru diệt. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng cổ đế đột nhiên bước chân bước ra, trận tự quyết phát động, triển khai một cái trận pháp. Trận pháp này vừa xuất hiện, chính là ông ông tác hưởng, cùng Diệp gia tộc máu người mạch cộng vang lên. Trưởng giáo tha mạng, tha mạng. Một đám Diệp gia tộc người, sợ hãi cầu xin tha thứ, nhưng vô bổ tại chuyện. Vũ Hoàng cổ đế phát động trận pháp, rất nhiều Diệp gia tộc người. Thân thể chính là bịch bịch nổ tung máu bể, tại chỗ liền bị hiến tế hết, hóa thành nguyên thủy máu thịt tinh hoa năng lượng, hội tụ đến Vũ Hoàng cổ đế trận pháp bên trong. Còn có Diệp gia nhiều năm tích lũy khí vận, vậy toàn bộ bị Vũ Hoàng cổ đế hiến tế hết, dần dần hóa thành một cái màu đỏ thẫm cuồng đao, giống như ẩm huyết. Diệp thần thấy rất nhiều Diệp gia tộc người, rối rít bị hiến tế, nội tâm cũng là chấn động. Những người này, tuy và hắn cái này nhất thế không có trực tiếp liên quan. Nhưng dẫu sao cùng hắn nhân quả có liên quan, hiện tại sống sờ sờ chết ở trước mặt hắn, hắn tự nhiên cũng là kích động. Ngay chớp mắt, mấy ngàn Diệp gia tộc người, đều bị Vũ Hoàng cổ đế hiến tế rớt, chỉ còn lại lão tổ Diệp Thuần Quân còn chưa có chết. Vũ Hoàng cổ đế đặc biệt đem Diệp Thuần Quân, ở lại cuối cùng, là muốn hắn nhìn tận mắt người Diệp gia, toàn bộ chết đi, thật là thống khổ hành hạ hắn một phen. Đáng tiếc Diệp Thuần Quân ánh mắt, đã là khô cằn suy kiệt. Không có hưng khởi nửa điểm gợn sóng, hắn thật giống như đã là chết. Cái này để cho được Vũ Hoàng cổ đế, rất mất hứng, hư một tiếng, trận pháp vận chuyển, liền chuẩn bị cầm Diệp Thuần Quân, vậy cùng nhau hiến tế hết. Nhưng ngay vào lúc này, thương khung hóa thành màu máu, có khói lửa chiến khí ở nổ tung, thiết huyết băng hà, thiên quân vạn mã đụng. Một đạo lạnh lùng bóng người, từ màu máu thương khung bên trong, bạo rơi xuống, như nhanh như tia chớp, ôm lấy Diệp Thuần Quân. Tránh thoát Vũ Hoàng cổ đế bắt hiến tế. Diệp Lâm Uyên.
thấy thân ảnh kia hạ xuống, Diệp Thần, Vũ Hoàng Cổ Đế, Thiên Nữ ba người, đồng thời kêu lên. Đạo thân ảnh kia, chính là Diệp Lâm Uyên. Diệp Lâm Uyên tản ra hơi thở, lạnh lùng sắc bén, như chảm thiên kiếm. Hắn đã từng đặc biệt đến gần luân hồi, nếu như không phải là trời xui đất khiến, đã từng là luân hồi chi chủ, chính là hắn. Thái thượng Diệp gia, thật ra thì chân chính ngài chúa tể, cũng không phải là Diệp Thuần Quân, mà là Diệp Lâm Uyên. Diệp Lâm Uyên tu vi, sâu không lường được, người người đều biết, hắn so với Diệp Thuần Quân còn cường hãn hơn. Chỉ là Diệp Lâm Uyên cực thấp khiêm tốn, trầm mặc ít nói, có rất ít người biết hắn mũi nhọn đáng sợ. Nhưng người ở chỗ này bên trong, Vũ Hoàng Cổ Đế và Thiên Nữ, đều là biết Diệp Lâm Uyên cường hãn. Diệp Lâm Uyên ôm trước Diệp Thuần Quân, thấy người sau như vậy suy hủ hình dáng, một hồi tổn thương trong lòng. Hắn vốn là có thể trở thành luân hồi chi chủ, nhưng bởi vì Vũ Hoàng Cổ Đế phải đào cốt, chỉ có thể nhường cho Diệp Thần. Lúc ấy Vũ Hoàng Cổ Đế, nhưng thật ra là muốn đào Diệp Lâm Uyên xương, không cho phép Diệp gia tự mình thay đổi người. Nhưng cuối cùng, là Diệp Thuần Quân, liều chết bảo vệ Diệp Lâm Uyên, mới tránh khỏi hắn tai ách. Cho nên, Diệp Thuần Quân là Diệp Lâm Uyên ở nơi này thế gian, duy nhất coi trọng người thân. Diệp Lâm Uyên căm tức nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế, nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, ta sớm muộn có một ngày, phải đem ngươi tự tay chém ở dưới kiếm. Vũ Hoàng Cổ Đế cười hắc hắc, nói ta tùy thời cung kính chờ đợi, Diệp Lâm Uyên, ngươi ngày hôm nay dám đích thân hạ xuống, bị ta bắt được thiên cơ, chờ ta trở lại thiên giới, ngươi sau này không thể nào lại trốn thoát. Mặc dù ngươi thực lực cực kỳ cường hãn, đối phó ngươi, sẽ không so đối phó luân hồi chi chủ dễ dàng nhiều ít, nhưng ngươi cái này con rắn độc, ta không thể lại lưu ngươi đi xuống. Diệp Lâm Uyên hừ một tiếng, cõng lên Diệp Thuần Quân, xoay người rời đi. Không có ai ngăn trở hắn, dẫu sao Diệp Lâm Uyên chỉ là cứu người, cũng không nhúng tay vào ngày hôm nay hai bên quyết chiến. Hơn nữa, Diệp Lâm Uyên thực lực, kém không nhiều đến vô lượng cảnh tầng 8 thiên đại viên mãn, hắn là trừ Diệp Thần ra, gần gũi nhất luân hồi người, không có người nào có nắm chắc, có thể không chút tổn hao nào lưu lại hắn. Liền ở tất cả mọi người đều lấy là, Diệp Lâm Uyên muốn hoàn toàn lúc rời đi, nhưng đột nhiên, hắn lại đột nhiên trở tay một kiếm, gai đánh trở lại. Một kiếm này không có chút nào xinh đẹp, đặc biệt thẳng trắng, ra tay lại là nhanh chóng tới cực điểm, kiếm phong cướp phá không khí, phát ra nhọn gào thét, ra tất cả mọi người ý liêu. Một kiếm này là giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần kinh hãi, nào nghĩ tới Diệp Lâm Uyên rõ ràng phải đi, lại đột nhiên trở tay khua kiếm ám sát hắn. Một kiếm này thế tới cực kỳ hung mãnh, đừng nói Diệp Thần không có phòng bị, cho dù có phòng bị, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Nguy rồi! Thiên nữ Hoa Dung thất sắc, hoàn toàn không ngờ tới Diệp Lâm Uyên sẽ nhô lên hạ sát thủ, nàng trước chuyện căn bản không bắt được nửa điểm ý định giết người. Diệp Lâm Uyên đơn giản là một con rắn độc, đem ý niệm của mình hoàn toàn ẩn núp tốt, tất cả mọi người đều lấy là, hắn không dám ở dưới con mắt mọi người, công kích Diệp Thần. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền ra tay, hơn nữa còn là muốn giết người. Diệp Thần con người co rúc lại, chuẩn bị rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao liều chết đánh một trận. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người già nua, lại đột nhiên cản đường ở trước mặt hắn. Đó là gia gia của hắn, Diệp Tà Thần. Tất cả mọi người đều không dự liệu được, Diệp Lâm Uyên sẽ xuất thủ, nhưng Diệp Tà Thần, hắn xem qua tương lai, hắn chắc chắn biết. Cho nên... cũng chỉ có hắn, có thể kịp phản ứng, ngăn cản Diệp Lâm Uyên một kiếm. Diệp Tà Thần xòe bàn tay ra, bắt Diệp Lâm Uyên kiếm phong. Suy! Diệp Lâm Uyên kiếm phong bạo cướp mà qua, đem bàn tay hắn cắt được máu tươi chảy ròng. Vậy ác liệt kiếm thế, vậy đột phá bàn tay hắn trói buộc, cuối cùng đem bả vai hắn đâm cái đối xuyên. Hảo kiếm pháp! Diệp Tà Thần nhếch mép, bàn tay và bả vai, đều là máu tươi đầm đìa, nhưng diễn cảm không thay đổi. Thật giống như sớm có dự liệu. Ra ra. Diệp Thần lớn tiếng kêu lên, ánh mắt vô cùng tức giận nhìn về phía Diệp Lâm Uyên. Diệp Lâm Uyên sắc mặt trầm xuống, nhất kích không trúng, lập tức như nhanh như tia chớp, mang Diệp Thuần Quân biến dạng hư không rời đi, liền chốc lát đều không từng lưu lại, cực kỳ dứt khoát. Cháu trai, ta không có sao. Diệp Tà Thần che đầu vai vết thương, ngũ quan hơi vặn vẹo, nhưng miễn cưỡng làm ra biểu tình buông lỏng. Diệp Lâm Uyên một kiếm này, tuy không có giết chết hắn, nhưng cũng ác tàn nhẫn đem hắn tổn thương nặng, hắn đã mất đi sức chiến đấu.
Thiên nữ cũng là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, bay xuống đến Diệp Thần bên người, khẽ vuốt ve mặt hắn gò má, nói, không có sao chứ. Để cho tỷ tỷ xem. Sau đó đi ngay sờ Diệp Thần thân thể, nhưng hoàn toàn bỏ mặc bên cạnh trọng thương Diệp Tà Thần. Diệp Thần hoảng hốt vội nói, thiên nữ tỷ tỷ, ta không có sao, ra ra ta bị thương, cần phải mau sớm thay hắn chữa trị. Diệp Tà Thần khoát tay một cái, nói cháu trai, không sao, ta tạm thời còn chưa chết, người tiếp tục chảm ra. Thiên nữ vậy nắm Diệp Thần tay, nói chảm ra muốn chặt, ta tới bảo vệ ngươi. Bầu trời bên trong, Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên, nhìn nhau, gặp thiên nữ quan tâm Diệp Thần, có chút xốc xếch, chính là bọn họ xuất thủ lớn thời cơ tốt. Thiên nữ, luân hồi hôm nay chảm ra, thất bại không thể nghi ngờ, người không bảo vệ được hắn. Ta liều mạng hy sinh cái này cái phân thân, cũng không khả năng để cho ngươi như nguyện. Vũ Hoàng Cổ Đế quát lên một tiếng lớn, cả người khí huyết lay động, lại là tại chỗ tự bảo. Hắn cái này cái phân thân, nhưng mà truyền thuyết trưởng đúc thành, nổ, uy lực cực kỳ khủng bố, trên bầu trời chính là sản sinh ra một đoàn cuồng bạo mây sấm, ùng ùng nổ hướng thiên nữ. Cái này đoàn mây sấm bên trong, còn hàm chứa thái thượng Diệp gia, Ngọc Bể hiến tế sau khí huyết năng lượng, lực trùng kích cực kỳ đáng sợ. Mây sấm không ngừng chèn ép xuống tới, toàn bộ cấm thiên khu thế giới quy luật, đều là tuyên cáo sụp đổ, xuất hiện vô số vết nứt không gian, khí lưu lăn lăn. Cấm thiên thành bên trong, vậy rất nhiều kiến trúc cũng là bị phá hủy, không biết bị rung sụp liền nhiều ít. Cùng lúc đó, Ma Tổ Vô Thiên cũng là ngang nhiên ra tay, vậy 100 triệu ngọc bể hội tụ lỗ xoáy đen, giống như là một vòng vỡ diệt hết mặt trời, lăn lăn từ trời cao rơi xuống, và Vũ Hoàng Cổ Đế mây sấm nổ cùng nhau, hung hăng đánh giết hướng thiên nữ cùng Diệp Thần. Hai cổ lực lượng, trộn cuồng bạo đánh vào, tại chỗ liền để cho Diệp Thần cảm thấy nghẹt thở. Hắn vội vàng mang ra, nhanh chóng lui về phía sau. Thiên nữ thấy từ trên trời giáng xuống mây sấm nổ cùng lỗ xoáy đen, nhưng là mặt không đổi sắc, nói. Ha ha, ta nói, ngày hôm nay ta phải bảo vệ luân hồi, ai có thể tổn thương người hại ta. Thiên nữ chen một tiếng, rút ra băng hoàng thiên kiếm, thoáng chốc tới giữa, thiên kiếm khí lạnh nổ tung. Sau lưng của nàng, địa hoàng thần thư lại rào rào mở ra, nguyên vốn chỉ là hiển hóa nửa trang giấy, nhưng giờ phút này, nàng bảo vệ luân hồi nóng lòng, lại có thể lại có đột phá, hiển hóa ra hoàn chỉnh một trang giấy đi ra. Vậy một tấm bằng đá trang sách, cổ xưa chữ viết lững lờ, phiêu bay lên, quanh quẩn ở thiên nữ băng hoàng thiên kiếm bên trên. Băng hoàng thiên kiếm lấy được địa hoàng thần thư gia trì, thiên kiếm địa hoàng, càng lộ vẻ được thần uy nổ tung, mũi nhọn lăn lăn. Phá cho ta! Thiên nữ một tiếng khẽ kêu, băng hoàng thiên kiếm như thần như nước thủy triều vậy chém ra. Suy rồi một tiếng, vô cùng kiếm khí, liền đem Vũ Hoàng Cổ Đế tự bạo, Diệp gia hiến tế, Ma Tổ Vô Thiên 100 triệu ngọc bể, toàn bộ chém chết. Mới vừa còn là một bộ ngày tận thế sụp đổ cảnh tượng, nhưng thiên nữ một kiếm giết ra tới, thế giới cũng thanh tịnh, thiên địa cũng sáng suốt, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, nàng uy nghiêm vô địch được giống như chí cao thần minh, cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi bước. Cái này không chỉ là thiên nữ tu vi cường hãn, vẫn là địa hoàng thần thư cường hãn. Địa hoàng thần thư, trong truyền thuyết tam hoàng chí bảo một trong, thật sự là quá cường hãn, quá đáng sợ. Thiên nữ chỉ là thức tỉnh một trang giấy, cũng đủ để hoành đẩy thế giới hiện thật, uy năng mạnh, vô địch thiên hạ. Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên hậu thủ, chỉ là nháy mắt tới giữa, liền bị thiên nữ một kiếm chém chết. Cái gì? Ma Tổ Vô Thiên thấy một màn này, một hồi kinh hãi dị. Hắn biết thiên nữ cường hãn, nhưng không nghĩ tới lại cường hãn đến tình cảnh này. Đừng nói hắn chỉ là một cái phân thân, coi như là chân thân hạ xuống, chỉ sợ cũng không phải thiên nữ địch thủ. Thiên nữ thần uy bá đạo như vậy, chỉ sợ ta đều không phải là nàng địch thủ. Xa xa Nhâm Phi Phàm, thấy thiên nữ vậy ác liệt vô địch hình dáng, khóe miệng cũng là hơi xé một tí. Chấp trưởng địa hoàng thần thư thiên nữ, sức chiến đấu đơn giản là biến chất, tiêu thăng đến một cái điên cuồng bước. Thằng nhóc, người thật là làm một khoản dễ mua bán. Nhâm Phi Phàm lại có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Thần một mắt, nếu như không phải là Diệp Thần, đem địa hoàng thần thư giao dịch cho thiên nữ thực lực, cũng sẽ không bành trướng đến như thế ngoại hạng bước. Chỉ có thể nói hoàn chỉnh không vô thần khí, chân thực quá hung mãnh. Trước kia Nhâm Phi Phàm có 50% chắc chắn, có thể chiến thắng thiên nữ,
hai bên thắng bại chính là 5 năm mở. Nhưng hiện tại, hắn chiến thắng chắc chắn, đã không tới hai thành. Diệp thần thấy thiên nữ thúc dục địa hoàng thần thư, hoành đẩy toàn trường cường thế hình dáng, cũng là thán phục chấn động. Diệp tà thần cười khổ một tí, nói cháu trai, đem người địa hoàng thần thư giao ra, thật là thua thiệt chảy máu. Địa hoàng thần thư như thế lợi hại, diệp thần dùng để giao dịch, đổi đến thiên ngục hồn tinh, cuộc mua bán này, từ ngoài mặt xem, hắn là thua thiệt đến nhà nãi nãi. Diệp thần lắc đầu một cái, cũng không thèm để ý, nói cũng không coi là thua thiệt, được cái mình muốn thôi. Thiên ngục hồn tinh, là bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên mấu chốt vật liệu. Thiên hạ tới giữa, thuần túy thiên ngục hồn tinh, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một khối, nếu như diệp thần không giao dịch, căn bản không có thể bắt được. Phải biết, thiên ngục hồn tinh là địa ngục giới đặc sản, mà địa ngục giới thế giới quy luật, đã sớm bị sửa lại, tất cả địa ngục ma khí cũng tiêu tán, tạo lập được luân hồi trật tự. Nói cách khác, thiên ngục hồn tinh đã tuyệt bản, sau này thì coi như là ở địa ngục giới, cũng không khả năng lại còn sản xuất. Nếu như không phải là lợi dụng thiên ngục hồn tinh, bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên, sợ rằng ngày hôm nay đối mặt Đế Thích Thiên, Diệp Thần bên này thì phải toàn quân chết hết. Đế Thích Thiên lên đỉnh tâm ma đỉnh, thiên hạ tới giữa, chỉ có chấp trưởng luân hồi thánh hồn thiên Diệp Thần, có thể chống lại. Cho nên, Diệp Thần dùng địa hoàng thần thư, giao dịch thiên ngục hồn tinh, cái quyết định này, hắn cũng không hối hận. Thiên nữ hoành kiếm nơi tay, phong tư tuyệt ngạo, bất thình lình mũi chân đạp một cái, phóng lên cao, tới sát ma tổ vô thiên trước mặt, ngọc trưởng trùng trùng nhất kích, liền đem vô thiên đánh được hộc máu, rơi xuống đất, vừa vặn liền rơi xuống ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần, giết hắn, tuy nói hắn chỉ là một cái phân thân, nhưng dẫu sao vậy lưng đeo khí vận, người ra tay cướp giết, đối ngươi vậy có nhiều chỗ tốt. Thiên nữ mỉm cười cười, hướng Diệp Thần nói, giọng nói ôn nhu thân thiết hết sức. Ma tổ vô thiên cái này cái phân thân, hàm chứa vinh xanh chi môn đại khí vật, nàng để cho Diệp Thần động thủ chu diệt, là phải báo đáp Diệp Thần giao dịch địa hoàng thần thư ân tình. Diệp Thần nhìn vô thiên, chỉ gặp hắn rơi xuống ở bụi bặm bên trong, bị thiên nữ đánh được hộc máu, tóc bù xù, thân thể co quắp, hình dáng vô cùng chật vật, đã không có ngày xưa uy nghiêm. Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy, ma tổ vô thiên có chút đáng thương. Cái này đạo phân thân, nếu như bị chu diệt, vô thiên chân thân cũng phải lớn bị ảnh hưởng, tổn thương nguyên khí nặng nề. Lắc đầu một cái, Diệp Thần ngược lại là không có gì dư thừa nhân từ, liền muốn một cước giết chết vô thiên. Diệp đại ca, hạ thủ lưu tình. Vừa lúc đó, một đạo lo lắng thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái thiếu niên, vội vàng chạy qua tới, chính là Quy Trần. Quy Trần lúc này kết thúc chạm ra, cặp mắt ẩn nhiên có kim quang tràn ngập, hắn cặp mắt không xiềng, lại có thể vậy chạm phá. Nói cách khác, hắn chạm ra số lượng, lại đạt tới 99 đạo. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, đánh giá Quy Trần, gặp hắn chạm ra khí tượng, cũng không rõ ràng, liền hắn một phần tỷ cũng không có. Nếu như Diệp Thần nguyện ý, một ngón tay, liền có thể nghiền giết Quy Trần hàng tỷ lần. Quy Trần chạm ra khí tượng không hiện, có hai cái có thể. Thứ nhất, là hắn trời xanh trí thiện, cơ hồ không có gông xiềng so với người thường yếu kém rất nhiều, chạm ra cũng là vô cùng tùy tiện, cho nên cho dù chạm ra 99, phóng thích ra tiềm năng cùng khí tượng cũng không lớn. Cái thứ hai có thể, chính là Diệp Thần chạm ra khí tượng quá mãnh liệt, che giấu Quy Trần ánh sáng. Nếu như không phải là hiện tại Quy Trần chạy đến, toàn trường căn bản không có người lưu ý đến hắn. Diệp đại ca, hạ thủ lưu tình, mời ngươi thả qua ma tổ vô thiên, hắn là một cái khác ta. Quy Trần quỳ xuống, thanh âm khóc thảm thiết. Hắn lúc này chạm ra 99, đã mơ hồ bắt được tim gông xiềng tồn tại, cũng nhìn thấy mình nội tâm, mơ hồ dòm ngó thấy thân thế. Hắn chính là ma tổ vô thiên thiện niệm hóa thân, hắn chính là một cái khác vô thiên. Lúc này thấy ma tổ vô thiên, rơi xuống bụi bẩm, chật vật máu nhuộm hình dáng. Quy Trần nội tâm bên trong, cũng là lo âu buồn khổ, vô cùng đáng thương. Không, không cho phép quỳ. Trong bụi bẫm ma tổ vô thiên, thấy Quy Trần quỳ xuống, tức giận quát một tiếng. Quy Trần vẫn còn là quỳ, thậm chí hướng Diệp Thần dập đầu ba cái, nói, Diệp đại ca, ta có thể cùng ma tổ vô thiên dung hợp, như vậy hắn là có thể cải tà quy chánh, sau này mọi người đều là bạn bè, cũng không cần lại tranh đấu. Thanh âm hắn tràn đầy trí thiện.
chân thực không muốn nhìn thấy Ma Tổ Vô Thiên và Diệp Thần tái đấu. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, do dự suy tính. Ngay tại lúc này, nhưng gặp một đạo thân ảnh, như nhanh như tia chớp vọt tới, một tay nhắc tới Ma Tổ Vô Thiên, một tay nắm quy trần, nhanh chóng xoay người chạy trốn đi. Thân ảnh kia, nhưng là Vĩnh Sinh Chi Chủ. Hắn thấy hôm nay thiên nữ hạ xuống, luân hồi thắng cuộc đã định, liền muốn mang Vô Thiên và Quy Trần chạy trốn, giảm thiểu tổn thất. Vĩnh Sinh Chi Chủ trốn thật tốt mau, ngay chớp mắt liền biến dạng ra một cái hư không kẽ hở, muốn đi xa đi. Ở ta mí mắt phía dưới, các ngươi còn muốn chạy sao? Thiên nữ hừ một tiếng, địa hoàng thần thư thúc dục, thiên địa quy luật cũng động lại, Vĩnh Sinh Chi Chủ biến dạng ra hư không kẽ hở, vậy rất miễn cưỡng bị phong tỏa ở. Vĩnh Sinh Chi Chủ hoảng hốt, quay đầu nhìn thiên nữ hùng phách thiên xuống hình dáng, nội tâm chỉ có tuyệt vọng. Thiên nữ nắm băng hoàng thiên kiếm, liền muốn một kiếm giết chết Vĩnh Sinh Chi Chủ, Ma Tổ Vô Thiên, Quy Trần ba người, nhưng bỗng nhiên lúc này, nàng gương mặt kinh biến, thân thể mềm mại lại toát ra từng tia quỷ dị ma khí, lật đật cấp tốc lui về phía sau. Vậy bị địa hoàng thần thư, nơi phong tỏa thiên địa quy luật, cũng là lần nữa khôi phục vận chuyển, Vĩnh Sinh Chi Chủ nhìn chính xác cơ hội, lập tức biến dạng hư không rời đi. Đế Thích Thiên, tâm ma của ngươi quả nhiên lợi hại, chúc ngươi có thể thuận lợi khống chế thiên nữ, ha ha ha. Trước khi đi, Vĩnh Sinh Chi Chủ cười to một tiếng, lưu lại một câu nói. Bầu trời bên trong, Đế Thích Thiên hư không đứng, trên mình ma khí bung ra. Vậy cổ ma khí, ùn ùn kéo đến hướng thiên nữ bao phủ đi. Thiên nữ cảm thấy mình tâm ma, dục dịch, đầu ông tác hưởng. Mới vừa chính là bởi vì như vậy, để cho nàng không có sức lại đuổi giết Vĩnh Sinh Chi Chủ. Đế Thích Thiên mang trên mặt một chút đoạn tuyệt, còn có tay cờ bạc vậy cuồng nhiệt. Thiên nữ, người cường hãn như vậy, nếu như ta khống chế ngươi, ta chính là thiên hạ vô địch. Đế Thích Thiên thanh âm tàn bạo, đây là hắn đánh một trận cuối cùng. Diệp Thần có luân hồi thánh hồn thiên, hắn coi như lên đỉnh tâm ma, cũng không phải Diệp Thần địch thủ. Hiện tại, hắn muốn chiến thắng Diệp Thần, thậm chí chiến thắng Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần các người, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là, lợi dụng tâm ma, khống chế thiên nữ. Chỉ cần khống chế Nhâm thiên nữ, hắn liền có thể được thiên nữ tất cả. Nếu như thiên nữ thành tâm ma con rối, hắn liền có thể lấy này chinh chiến thiên hạ. Thiên nữ tâm ma, so với Nhâm Phi Phàm, Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên các người, đều mãnh liệt hơn được hơn. Bởi vì, nàng là một người phụ nữ. Chỉ cần là người phụ nữ, nội tâm nhược điểm, dù sao phải so người đàn ông hơn. Thiên nữ tâm ma, giờ phút này bị dẫn động đi ra, nàng trong cơ thể tràn ra các loại tội nghiệt ma khí, lượn lờ bay lên, không ngừng hội tụ thành từng bức họa. Hình ảnh bên trong, nàng và Diệp Thần điên loan đổ phượng. Cái này là tới nay không có phát sinh qua hình ảnh, là thiên nữ dục vọng tưởng tượng, là lòng nàng ma. Lòng nàng ma, chính là Diệp Thần. Diệp Thần thấy những cái kia tội ác hình ảnh, nhất thời gương mặt một đỏ, nào nghĩ tới thiên nữ dục vọng của nội tâm, như vậy nóng rực. Thật may những hình ảnh này, người khác không thấy được, coi như Đế Thích Thiên vậy không thấy được, người ngoài chỉ thấy từng luồng tội ác ma khí, không ngừng dâng lên. Chỉ có cùng thiên nữ liên quan mật thiết Diệp Thần, mới có thể thấy rõ thiên nữ tâm ma cụ thể hình ảnh. Thiên nữ vậy cảm nhận được liền Diệp Thần ánh mắt, lại là xấu hổ không, như vậy tới một cái, nàng tâm ma bùng nổ được lợi hại hơn, ngũ quan hơi vặn vẹo. Nhâm thiên nữ, xa vào đi, ở tội ác bên trong xa vào đi. Ngươi không phải cao cao tại thượng thiên nữ. Ở tội nghiệt cùng trong vực sâu xa vào đi, ngươi không lại có tên họ, đem ngươi trở thành ta con rối. Đế Thích Thiên giang hai cánh tay, phát ra thật lớn ngâm sướng. Theo hắn ngâm sướng, thiên nữ hơn nữa đau khổ thống khổ, tâm ma kịch liệt sôi trào, lý trí đang dần dần mất. Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, còn có Già Thiên Ma Đế, Tiểu Hoàng, Huyết Long, Kỳ Tư Thanh các người, thấy thiên nữ sắp thất thủ, đều là bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Vô địch thiên hạ Nhâm thiên nữ, chẳng lẽ vậy không tránh khỏi nội tâm tội nghiệt. Đế Thích Thiên thấy thành công hy vọng, lại là hưng phấn vạn phần. Bót! Nhưng mà, lúc này, một cái hung hãn bạt tai, vung ở trên mặt hắn. Diệp Thần không biết lúc nào, vọt tới trên trời, hung hăng một cái tát, đánh vào Đế Thích Thiên trên gương mặt. Đế Thích Thiên tâm ma ngâm sướng, trong thoáng chốc liền câm. Một trái tim ma ung thư,
còn dám ở ta trước mặt quấy rối. Diệp thần vô cùng tức giận, luân hồi thánh hồn thiên ánh sáng toát ra. Trong thiên địa tâm ma hơi thở, lập tức bị áp chế xuống. Đế Thích Thiên gò má, bị Diệp thần một cái tát, phiến được sưng đỏ, đầu ông tác hưởng. Rồi sau đó, Diệp thần bàn tay giữ lại Đế Thích Thiên cổ, giống như nắm được một con gà con. Chỉ cần Diệp thần trưởng lực vừa phun, liền có thể đem Đế Thích Thiên hoàn toàn giết chết. Đế Thích Thiên cường đại không phải tự thân, mà là người khác tâm ma. Đế Thích Thiên lên đỉnh tâm ma, không ai dám đến gần hắn, nhưng Diệp thần nhưng là huy hoàng vô địch, dựa vào luân hồi thánh hồn thiên hung mãnh, áp chế gắt gao Đế Thích Thiên, người sau không có chút nào phản kháng có thể. Luân hồi chi chủ, ngươi! Đế Thích Thiên lại là tức giận, lại là căm hận, một câu nói nhưng chưa nói xong, lại bị Diệp thần sáng một bạt tai. Ngươi cái gì ngươi, một mình ngươi tên hề nhảy nhót, hôm nay, ta muốn giết ngươi, giống như bóp chết một con kiến. Diệp thần ánh mắt như giận, hung hăng quất Đế Thích Thiên mười mấy bạt tai, đem miệng hắn gò má cũng đánh được nát bét, người sau tóc tán lạc, mặt đầy máu tươi, hình dáng vô cùng chật vật. Cho dù Đế Thích Thiên thành thiên quân, thừa kế Đế Thích Vạn Lá đạo thống, thậm chí lên đỉnh tâm ma đỉnh cấp, nhưng Diệp thần chạm ra 99, lại chấp trưởng luân hồi thánh hồn thiên, hắn muốn giết Đế Thích Thiên, thật là không nên quá dễ dàng. Đế Thích Thiên so với trước kia, tiến bộ mãnh liệt, nhưng Diệp thần lột xác, nhưng là xa xa vượt qua hắn. Thiên nữ từ tâm ma dưới trạng thái, Triều Ly đi ra, khôi phục bình thường, tức giận nhìn Đế Thích Thiên một mắt, nói, Diệp thần, mau giết hắn. Cái này đáng chết tâm ma ung thư, lại có thể hại được ta, hại được ta. Nói xong lời cuối cùng, gò má nàng từng cơn đỏ lên, nghĩ đến mình mới vừa rồi, các loại tội ác dục vọng, hồng trần ác rơi ý niệm, đều bị tâm ma vuốt, thật là xấu hổ được xấu hổ vô cùng, hiện tại chỉ muốn giết Đế Thích Thiên. Diệp thần ánh mắt lạnh lùng, nói cái này Đế Thích Thiên, ngược lại không bận bịu giết chết, ta giữ lại hắn còn hữu dụng. Thiên nữ sửng sốt một chút, nói, ngươi giữ lại hắn làm gì? Đế Thích Thiên nghe được Diệp thần mà nói, cũng là sững sờ. Chẳng lẽ ngày hôm nay, mình lại còn có mạng sống cơ hội? Diệp thần trầm giọng nói, ta tìm gông xiềng, đặc biệt khó khăn đột phá, ta nghĩ, muốn chém đoạn nội tâm gông xiềng, cần tâm ma phụ trợ. Diệp thần trước đây chạm ra, ở Huyền Hàn Ngọc dưới sự chỉ điểm, dùng tội ác thuyền, đụng tim gông xiềng, đại khái đụng gãy một nửa. Nhưng còn dư lại gông xiềng xích sắt, nhưng là vô cùng vững chắc, không cách nào đụng nửa đoạn. Tùy ý Diệp thần như thế nào đánh vào, những cái kia gông xiềng, cũng không có động tĩnh. Diệp thần cảm giác được, muốn chặt đứt những cái kia gông xiềng, dùng tầm thường thủ đoạn là không được, hắn cần mãnh liệt hơn tội ác đánh vào, để cho mình dục vọng hoàn toàn bộc phát ra. Chỉ có dục vọng toàn bộ bùng nổ, mới có thể thấy rõ chủ tâm, nhìn thẳng hết thảy, đột phá gông xiềng. Dựa hết vào tội ác thuyền, đánh vào còn chưa đủ, Diệp thần cần mãnh liệt hơn đụng. Tâm ma, chính là tốt nhất đụng. Đế Thích Thiên, ta cho một mình ngươi cơ hội. Tiến vào ta thế giới nội tâm, ta không làm bất kỳ phòng ngự, ngươi cứ việc dùng tâm ma công kích ta. Ngươi nếu có thể để cho ta xa vào, lần đánh cuộc này, chính là ngươi thắng. Nếu như ngươi không có bản lãnh này, vậy hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Ngươi và ta, ngày hôm nay chỉ có thể có một người sống sót. Diệp thần nắm được Đế Thích Thiên cổ, một chữ một cái nói. Nghe được Diệp thần mà nói, toàn trường người đều kinh hãi. Đế Thích Thiên cũng là không tưởng tượng nổi, nói, luân hồi chi chủ, người muốn chính diện chịu đựng ta tâm ma, không làm bất kỳ phòng ngự. Ha ha ha, ho, ho, ngươi, ngươi đây không phải là muốn chết sao? Đế Thích Thiên cười lớn, bị Diệp thần nắm cổ, khí lưu không khoái, một hồi ho khan. Hắn kiêng kỵ nhất Diệp thần, chính là luân hồi thánh hồn thiên phòng ngự. Nếu như Diệp thần không làm phòng ngự, vậy đơn giản là tìm chết. Diệp thần lạnh lùng nói, không cần nói nhảm, có dám đánh cuộc hay không? Đế Thích Thiên hừ một tiếng, hắn cũng biết, Diệp thần muốn lợi dụng hắn tâm ma, đi xông phá tim gông xiềng. Nhưng, hắn không quan tâm, hắn cũng không cho rằng Diệp thần có thể thành công. Cái này thế gian, vô luận là ai, bị hắn tâm ma ăn mòn, cũng chỉ có một con đường chết. Hắn có cái này lòng tin. Đánh cuộc thì đánh cuộc, người muốn tìm cái chết, vậy ta liền như ngươi mong muốn. Đế Thích Thiên lập tức liền đáp ứng. Rất tốt. Diệp thần gật đầu một cái.
Thiên nữ kinh hãi, nói, Diệp thần, người điên rồi sao? Nàng mới vừa thiếu chút nữa, liền bị tâm ma ăn mòn, hoàn toàn thất thủ. Nàng rất rõ ràng, tột cùng nhất tâm ma, có lợi hại dường nào, Diệp thần nếu như không làm phòng ngự, vậy đơn giản là tự tìm đường chết. Nhâm phi phàm cũng là chấn động sợ hãi, nói, thằng nhóc, chớ có xung động. Ngược lại là Diệp thần ra ra, duy trì bình tĩnh. Diệp tà thần cười nói, Nhâm huynh, thiên nữ, không cần hoảng, ta xem qua tương lai, luân hồi cùng tâm ma đánh cuộc, phần thắng ít nhất có 60%. Nhâm phi phàm cả kinh nói, chỉ có 60%, vậy làm sao có thể đánh cuộc? Diệp tà thần nói, rất nhiều chuyện, có 60% chắc chắn, chỉ đáng giá được đi làm. Diệp thần nhìn xem ra ra, hướng về phía hắn gật đầu một cái. 60% chắc chắn, cùng hắn tính toán kém không nhiều. Tim gông xiềng, chân thực quá khó khăn đột phá, chỉ có lợi dụng tâm ma đánh vào, mới có một đường hy vọng. Thiên nữ tỷ tỷ, thay ta hộ pháp. Diệp thần thâm tình nhìn thiên nữ một mắt, lại nói, như ta tim gông xiềng đột phá, nhớ ngươi cam kết, đem băng hoàng thiên kiếm cho ta mượn. Thiên nữ thấy Diệp thần kiên định hình dáng, cũng biết khuyên vô dụng, liền nhẹ giọng thán nói, ta một mực nhớ. Nhẹ nhàng vuốt ve băng hoàng thiên kiếm. Rồi sau đó, nàng ánh mắt, chính là xem xuống phía dưới. Phía dưới, Huyền Thiên Kiêu và Thiên Lý cũng đứng. Vũ Hoàng cổ đế phân thân tự bạo, mà tổ vô thiên bị vĩnh sinh chi chủ cứu đi, mới vừa thiên nữ thiếu chút nữa bị tâm ma khống chế, bọn họ thật ra thì có chạy trốn cơ hội. Nhưng, bọn họ muốn xem náo nhiệt, muốn xem thiên nữ xa vào hình dáng. Không nghĩ tới, thiên nữ lại bị Diệp thần cứu về. Cái này một tí, bọn họ khí cơ bị thiên nữ phong tỏa, còn muốn chạy liền khó khăn, xem kịch vui xem xảy ra chuyện. Ngược lại là Huyễn gia Huyễn Hoàng Thiên, đã sớm thấy tình thế không ổn, xa xa chạy trốn đi. Thiên nữ mới rồi thiếu chút nữa thất thủ, nội tâm chính là tức giận, nhìn về phía Huyền Thiên Kiêu và Thiên Lý, trong mắt cũng là toát ra sát khí, quát lên, cũng cho ta chết. Băng Hoàng Thiên kiếm chém ra, liền muốn giết hai người kia cho hả giận. Huyền Thiên Kiêu và Thiên Lý, nhưng không dám nhìn thẳng thiên nữ mũi nhọn, khủng hoảng chật vật chạy ra ngoài. Thiên nữ kiếm khí phân quang hóa ảnh, nhanh mạnh như kinh điện. Thiên Lý không tránh kịp, bị thiên nữ một kiếm chém trúng, à một tiếng hét thảm, thần hồn câu diệt, tại chỗ chết đi. Kiêu vương thần giáp, bảo vệ. Huyền Thiên Kiêu nguy cấp bên trong, khí huyết cháy, mặc trên người khôi giáp, chính là toát ra từng đạo cổ xưa hoa văn, hội tụ thành đồ đằng. Là một đầu cự kiêu đồ đằng, khó khăn lắm ngăn trở thiên nữ một kiếm. Phốc xích, Huyền Thiên Kiêu há mồm cuồng phún ra máu tươi, dựa vào kiêu vương thần giáp, tuy miễn cưỡng ngăn trở thiên nữ một kiếm, nhưng thiên nữ vậy hung mãnh kiếm thế, vẫn là chấn động được hắn hộc máu, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bể tan tành. Thật may, hắn cuối cùng giữ được một cái mạng, dưới trọng thương, biến dạng hư không chạy khỏi đi. Thiên Lý cũng chưa có may mắn như vậy, tại chỗ liền bị chém chết. Thiên Lý chết sau đó, hắn đạo thống quy luật, hóa thành từng cục mảnh vỡ. Vậy từng cục mảnh vỡ, hàm chứa Thiên Lý đại đạo hơi thở, cuối cùng tự động phiêu hướng bầu trời, hội tụ đến huyết long trong cơ thể. Huyết long lấy được Thiên Lý quy luật mảnh vỡ, thân thể một tiếng nổ, tóe ra một cổ trong suốt mang khí, nhanh chóng lột xác. Hống! Huyết long phát ra một tiếng thật dài long ngâm, nó đã từng lấy được bầu trời vương long hồn. Hôm nay lại dung hợp thiên lý quy luật mảnh vỡ, nghịch thiên lột xác dưới, huyết long chấp trưởng thiên lý, thực lực thật to tăng vọt. Chủ nhân, ta dung hợp thiên lý mảnh vỡ, ta chính là đệ tam đại thiên lý. Huyết long liền liền gầm thét, cả người vảy rồng tinh mang lớn thả, thực lực thật to lột xác. Thiên lý mảnh vỡ, cùng bầu trời vương long hồn, hoàn mỹ ở trong cơ thể nó kết hợp, nó hôm nay tản ra năng lượng ba động, lại sắp tới vô lượng cảnh đáng sợ bước. Rất tốt, rất tốt. Diệp thần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, huyết long lột xác, thành đệ tam đại thiên lý, tiến bộ như vậy nhanh mạnh, vậy để cho hắn cảm thấy vui vẻ yên tâm, nội tâm gông xiềng vậy tiến một bước giảm bớt. Chủ nhân, người an tâm chạm ra, chờ ngươi chạm ra thành công, chúng ta liền lại sóng vai tác chiến. Huyết long chiếm cứ ở trên trời, vảy rồng tinh mang bung ra được càng ngày càng nóng rực, thế giới quy luật tựa như đều phải bị nó nắm giữ. Diệp thần gật đầu, ánh mắt nhìn về Đế Thích Thiên, trong mắt lướt qua một chút tàn bạo đoạn tuyệt, nói. Đế Thích Thiên, tới đi, ta đây muốn xem
tâm ma của ngươi, có thể hay không giết chết ta? Diệp Thần vung tay lên, mở ra Hoàng Tuyền đồ và Võ Đạo Luân Hồi đồ. Ngàn dặm Hoàng Tuyền Giang Sơn, chiến tranh hoang vu vô đạo, ở trên trời bày. Mênh mông Hoàng Tuyền và Võ Đạo trong thế giới, một viên đỏ thắm, to lớn, phủ đầy xích sắt không xiềng tim, chậm rãi bay lên. Đó là Diệp Thần thế giới nội tâm khí tượng hiển hóa. Trái tim này, mãnh liệt bác động, mỗi một lần nhảy lên, đều giống như là thiên cổ gõ, thanh âm hỗn loạn thiên địa. Vậy máu đỏ tươi quang, lại là so mặt trời còn chói mắt hơn, làm người ta rung động. Diệp Thần và Đế Thích Thiên, bay đến viên kia đồ sộ trái tim lớn dưới, xa xa giằng co. Toàn trường tất cả người, ánh mắt cũng hội tụ trên hai người. Huyền Hàn Ngọc thanh âm, vậy truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai, nói, Diệp Thần, người thật muốn như vậy mạo hiểm. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, nói, Huyền Tiên Tử, người không phải nói, phải dùng tội ác đánh vào tim gông xiềng sao. Tâm ma chính là lớn nhất tội ác. Diệp Thần chủ ý đã quyết, vung tay lên, lại sử dụng tội ác thuyền, hung hăng hướng tim mình đụng đi qua. Oanh! Tội kia ác thuyền, tại chỗ liền đụng vào Diệp Thần bên trong tim bộ, hoàn toàn dung nhập vào. Các loại tội ác sát khí, ở Diệp Thần trong trái tim nổ lên, vô cùng nồng nặc. Nhưng, cho dù là vậy sát khí nồng nặc, cũng không cách nào lại xông lên đoạn Diệp Thần trong trái tim gông xiềng. Những thứ này sau cùng gông xiềng, vững chắc đến không thể tưởng tượng nổi bước. Diệp Thần gặp tội ác thuyền, không có hiệu quả, cũng biết mình còn dư lại gông xiềng, chỉ có tâm ma, mới có thể đột phá hết, lập tức đứng chắp tay, ngắm nhìn Đế Thích Thiên nói, Đế Thích Thiên, ra tay đi. Đế Thích Thiên ánh mắt lạnh lùng, nói, rất tốt. Luân hồi chi chủ, ta ngày hôm nay thành toàn cho ngươi. Ngươi dám trực diện ta tâm ma, đơn giản là tự tìm cái chết. Đế Thích Thiên hai tay nặn quyết, cả người ma khí bung ra, ùn ùn kéo đến bạo dũng ra, như nước thủy triều như biển, hướng Diệp Thần phóng tới. Diệp Thần như bàn thạch vậy đứng không nhúc nhích, lạnh lùng nói, ta đối mặt tâm ma, cùng ngươi không liên quan, đó là ta tâm ma. Đế Thích Thiên hừ một tiếng, không nói nhảm nữa, chẳng qua là điên cuồng thả ra tâm ma sát khí. Đỉnh cấp cảnh giới tâm ma, hàm chứa chư thiên nhất tà khí tội nghiệt, là nhân gian vô số ác niệm hội tụ. Vậy các loại ác niệm, các loại sát khí, các loại tà ma, ùn ùn kéo đến chào hướng Diệp Thần. Diệp Thần cũng không có làm bất kỳ phòng ngự, cũng không có mở luân hồi thánh hồn thiên, thậm chí áp chế dưới mình tinh thần hồn lực, chính là muốn không có chút nào phòng bị, không có chút nào phòng thủ, trực diện tâm ma. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thần thân thể, liền bị ùn ùn kéo đến ma khí chìm ngập. Vậy thao thao bất tuyệt ma khí, ở Hoàng Tuyền thế giới bên trong tàn phá, gầm thét, gào khóc, vặn vẹo. Toàn trường tất cả người, Nhâm Thiên Nữ, Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Ma Đế, Kỷ Tư Thanh, Huyết Long Vân. Vân, đều là khẩn trương tới cực điểm, gắt gao nhìn chăm chú. Ma khí đang không ngừng lật lăn, Diệp Thần viên kia to lớn tim, nhảy lên được càng ngày càng mãnh liệt, tim đập cơ hồ gia tốc 10 lần. Điên cuồng gia tốc tim đập, bình bịch bịch sấm sét vang dội, to lớn kia tiếng tim đập, thật giống như chấn vỡ nguyên cái thiên địa. Nhâm Phi Phàm, Nhâm Thiên Nữ các người, ở Diệp Thần mãnh liệt tiếng tim đập hạ. Bọn họ tim đập tựa hồ vậy gia tốc, một hồi nghẹt thở. Ở động trời tiếng tim đập bên trong, lăn lăn vô biên ma khí, kịch liệt bùng nổ, vậy ma khí lại hội tụ ra từng bức họa. Diệp Thần đi qua đủ loại chiến đấu, đủ loại trải qua, các loại được mất thành bại, đều ở đây tránh hồi. Còn có Diệp Thần cuồng nhiệt dục vọng, đối tương lai dục vọng, cũng đang điên cuồng sôi trào, có thể để cho mỗi một người, rõ ràng cảm nhận được. Thậm chí, đám người vậy cảm nhận được liền Diệp Thần sợ hãi. Diệp Thần cũng không phải là không chỗ nào không sợ, hắn nội tâm cũng có sợ hãi địa phương. Hắn sợ hãi mình sẽ thất bại, sợ hãi sẽ bị vạn khư giết chết, sợ hãi không không thời không quái vật. Những thứ này sợ hãi, hóa thành nhọn gầm thét, đi đôi với đập mạnh tiếng tim đập, ở giữa trời đất vọng về, giống như một khúc hỗn loạn chương nhạc. Còn có Diệp Thần tội nghiệt, ở trên tay hắn dính qua máu tươi, vậy hóa thành gầm thét, ở vặn vẹo biến dạng. Những cái kia đã từng bị hắn giết chết người, hình ảnh ở ma khí bên trong hiện lên, giống như ngàn vạn quỷ hồn, ở gào khóc minh oan. Diệp Thần sợ hãi, tội nghiệt, máu tươi, dục vọng, trọn đời tín niệm, cũng vào giờ khắc này, sâu sắc bộc phát ra. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được,
Diệp Thần nội tâm tín niệm, tất cả mọi người đều bị rung động. Bành 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 bành. Diệp Thần kịch liệt lay động tiếng tim đập, lại điên cuồng gia tốc một tí, sau đó thật giống như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, lập tức ngừng nghỉ. Diệp Thần tim đập, ngừng. Hu hu hu. Hoàng Tuyền thế giới ma khí, dần dần theo gió phiêu tán đi. Một màn sợ hãi cảnh tượng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp Diệp Thần viên kia to lớn tim, giờ phút này đã hóa thành màu sắc đen nhánh, là mực vậy đen nhánh, giống như đọng lại ngàn năm mực, thấm ra tội ác ma niệm. Nguyên trái tim, cũng là hoàn toàn héo rút đi xuống, hoàn toàn không có mới vừa mạnh mà có lực nhịp đập. Trong trái tim mặt mạch máu cùng kinh lạc, rõ ràng có thể gặp, dữ tợn được giống như quái vật xúc tu. Kinh khủng hơn, là trong trái tim xích sắt không xiềng, so mới vừa rồi dày đặc trăm lần. Ở tâm ma dưới sự xung kích, Diệp Thần tim gông xiềng, cũng là điên cuồng bùng nổ ra đời, ngàn trăm sợi xích sắt không xiềng, răng khắp nơi, đem hắn viên này khô héo màu đen tim, vĩnh cửu giam cầm ở. Răng co Diệp Thần cùng Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên thân thể sừng sững không nhúc nhích, nhưng Diệp Thần nhưng quỳ ngã xuống, trên mình mất đi tất cả thần thái. Diệp Thần! Thiên nữ lớn tiếng kêu lên, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nàng đã không cảm giác được Diệp Thần sinh mạng hơi thở. Nhâm Phi Phàm cũng là gương mặt chấn động, cả người phát run, chẳng lẽ Diệp Thần đã chết? Liền liền Diệp Thần ra ra Diệp Tà Thần, cũng là con người co rúc lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Diệp Thần tim hắc hóa héo rút, gông xiềng không những không có chặt đứt, ngược lại nhiều 10 lần, hắn cũng là kinh ngạc tủng sợ hãi, lẩm bẩm nói cuối cùng không địch lại tâm ma sao. Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Thiện Nhu, Mộc Âm Hy đám con gái, lại là kinh hãi được khóc. Thiên nữ bi vẫn muốn chết, khua kiếm hướng Đế Thích Thiên chém tới, Đế Thích Thiên, ta muốn giết ngươi. Bịch bịch, nhưng mà, vừa lúc đó, thiên nữ nghe được Diệp Thần tim. Thật giống như nhảy lên hai cái. Bịch bịch, lại là một hồi tiếng tim đập. Diệp Thần viên kia hắc hóa khô héo tim, chậm rãi khôi phục nhảy lên. Vậy nhịp tim thanh âm, tự yếu ớt đến rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Vậy tim mỗi nhảy lên một lần, trong trái tim mặt gông xiềng, liền đánh mất một phần chia, hắc hóa dấu hiệu, cũng là như màu đen mảnh vỡ vậy, bị chấn động rơi xuống. Bịch bịch, bịch bịch, bịch bịch. Như trời trống gõ vậy tiếng tim đập, một lần nữa vang lên bên tai mọi người. Diệp Thần tim đập, càng ngày càng mãnh liệt, phía trên xích sắt không xiềng, từng cái, toàn bộ bị chấn động rơi xuống. Hắc hóa mảnh vỡ, cũng là toàn bộ bị đánh rơi. Diệp Thần tim, lần nữa khôi phục máu đỏ màu sắc, tràn đầy sinh mệnh lực, một cái gông xiềng cũng không tồn tại, đã từng bằng đá dấu vết cũng là tiêu tán không thấy dấu vết. Quỳ sụp xuống đất Diệp Thần. Thân thể đung đưa một tí, hai tay chống đất mặt, chậm rãi đứng lên. Hắn vừa đứng lên, vậy cổ mạnh mẽ sinh mệnh lực, tràn đầy sinh cơ hơi thở, liền từ trên người hắn không ngừng tràn ra tới, để cho tất cả người, đều có một loại bị ánh mặt trời chiếu rọi, như mộc xuân phong cảm giác. Đế Thích Thiên, đa tạ ngươi. Nếu như không phải là ngươi tâm ma đánh vào, ta cũng không có thể chân tránh chém hết tim gông xiềng. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Đế Thích Thiên. Nhỏ mỉm cười lên. Ở Đế Thích Thiên dưới sự kích thích, hắn tâm ma cùng dục vọng, toàn bộ bùng nổ, hơn nữa còn là bùng nổ đến một cái cực điểm bước. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, mình dục vọng tồn tại. Hắn cuối cùng lựa chọn nhìn thẳng mình dục vọng, đúng như Hồng Quân nói, trực diện nội tâm, không oán không hối hận. Chính là có thể nhìn thẳng nội tâm, cho nên Diệp Thần thuận lợi đột phá tâm ma, vậy thuận lợi chặt đứt tất cả tim gông xiềng. Giờ khắc này Diệp Thần, chăm ra chém hết, phổ biên vô tận luân hồi kim quang, từ trong cơ thể hắn toát ra. Bàng bạc, khoáng đạt, bá đạo, mãnh liệt, mênh mông, huy hoàng như mặt trời gay gắt, nhưng lại ôn hú như gió xuân luân hồi hơi thở, lồng xây toàn trường. Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Mộc Âm Hy, Thiện Nhu đám con gái, ở Diệp Thần luân hồi dưới ánh sáng, ánh mắt cũng đổi được mê ly, tại chỗ quỳ ngã xuống. Cấm thiên khu bên trong. Từng cái võ giả, vô số dân chúng, cảm nhận được luân hồi kim quang, cũng là thật lòng khâm phục quỳ xuống. Dõi mắt toàn trường, chỉ có Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Nhâm Thiên Nữ, Già Thiên Ma Đế bốn người, có thể miễn cưỡng cố thủ chủ tâm, không có hướng Diệp Thần quỳ xuống. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng có kinh hãi cảm giác. Là luân hồi quật khởi mà kinh hãi. Giờ khắc này Diệp Thần,
trăm gia chém hết, trở thành vạn cổ tới nay, cái đầu tiên đột phá tim gông xiềng người. Luân hồi gông xiềng, toàn bộ chặt đứt, hắn bộc phát ra hơi thở, đơn giản là huy hoàng đến vô địch bước, muốn để hàng tỷ chúng sanh màng bái, cúi đầu thần phục. Liền liền gần đây cao ngạo đế Thích Thiên, giờ phút này vậy quỳ xuống. Đây là hắn chọn đời tới nay, lần đầu tiên quỳ xuống. Cho dù năm đó, Yến Trường Ca bỏ mình, đế Thích Thiên cũng không có ở hắn trước phần mộ quỳ xuống qua. Coi như là Vũ Hoàng cổ đế, hắn cũng không từng quỳ qua. Nhưng hôm nay, ở Diệp Thần Kinh Thiên Vĩ Địa Luân Hồi uy áp hạ, hắn ngạo cốt cũng bị bẻ gãy, vô cùng chật vật quỳ xuống, gương mặt một phiến trắng bệch. Ta thua. Đế Thích Thiên phát ra thanh âm run run, nào nghĩ tới Diệp Thần chịu đựng tột cùng nhất tâm ma đánh vào, lại còn có thể không chết, thậm chí ở tâm ma bên trong đột phá, chém hết gông xiềng. Người thua. Diệp Thần nói. Có thể tha ta một mạng, ta có thể thần phục ngươi. Đế Thích Thiên ngẩng đầu, thanh âm hơi phát run, lại có thể cầu xin tha thứ. Diệp Thần sửng sốt một tí, sau đó dài tiếng than thở. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đế Thích Thiên như vậy ngạo cốt, lại có thể cũng có cầu xin tha thứ một ngày. Hiển nhiên, ở hắn luân hồi uy áp hạ, đế Thích Thiên đạo tâm đều bị nghiền nát, hắn mất đi tất cả ý chí chiến đấu cùng tín niệm, hiện tại chỉ là một cái ngoác đuôi xin xỏ chó thôi. Diệp Thần không có nói gì, hướng Huyết Long phất phất tay. Huyết Long hội ý, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, đáp xuống, long chảo biến dạng, đem đế Thích Thiên thân xác thần hồn. Tại chỗ xé thành đầy trời mảnh vỡ, mưa máu phân bay. Một đời tâm ma chủ, vạn cổ tới nay, duy nhất lên đỉnh tâm ma đỉnh cấp đế Thích Thiên, chỉ như vậy bị hoàn toàn xé nát, hoàn toàn tiêu diệt. Chủ nhân, Huyết Long xé nát đế Thích Thiên, trong lòng lại cảm thấy có chút trống rỗng cùng thổn thức, nhìn Diệp Thần. Từ vực ngoại bắt đầu, Diệp Thần và đế Thích Thiên, ngay tại tranh đấu, đấu lâu như vậy, hai bên không biết trải qua nhiều ít như sóng tràn bờ. Rốt cuộc ở ngày hôm nay phân ra sống chết thắng bại. Cái này địch thủ cũ chết đi, thậm chí là bị mình tự tay giết chết, Huyết Long cũng cảm thấy có chút không chân thật, như mộng như ảo. Liền được không tệ. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ một cái Huyết Long đầu. Huyết Long cả người miếng vảy, một hồi run rẩy, đang muốn nói gì, nhưng bỗng nhiên, nó thân thể cứng lên. Không chỉ là cứng ngắc, nó thân thể, còn ở thiết hóa. Diệp Thần bàn tay, đang đặt ở Huyết Long trên đầu, nhưng cảm thấy máu thân rồng, đang nhanh chóng trở nên lạnh, đổi được sắt thép vậy lạnh như băng. Huyết sắc kia vảy rồng màu vàng, vậy đang nhanh chóng biến thành hắc thiết màu sắc. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, Huyết Long biến thành một cái sắt thép pho tượng, phịch đích một tiếng, từ giữa không trung hung hăng rơi xuống. Bầu trời sấm sét chấn động, phổ biên vô tận mây đen xông ra. Trong mây đen hàm chứa cuồng bạo sắt thép hơi thở, một tôn to lớn nguy nga ngai vàng, ở đầy trời điện tránh như sấm hiện lên. Chính là Thiết Vương Tọa. Thiết Vương Tọa khí linh, ngồi ngay ngắn ở ngai vàng mặt, có nhiều thú vị nhìn Diệp Thần, nói, luân hồi hôm nay chạm ra, như vậy trọng thể tình cảnh, làm sao có thể thiếu được ta. Từng cổ một minh mông khoáng đạt sắt thép sát khí, từ Thiết Vương Tọa phía trên bộc phát ra. Toàn bộ cấm thiên khu. Ở Thiết Vương Tọa hơi thở lồng đậy xuống, nhất thời bắt đầu thiết hóa. Tất cả mọi người đều không có dự liệu được, Thiết Vương Tọa lại đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều không có phòng bị. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, Già Thiên Ma Đế, Kỳ Thư Thanh, Ngụy Dĩnh, Thiện Nhu, Mộc Âm Hy, Tiểu Hoàng, Giả Vô Tấn các người, toàn bộ bị thiết hóa thành một cái pho tượng. Cấm Thiên Thành bên trong võ giả, rất nhiều cao thủ, ở Thiết Vương Tọa hơi thở nghiền ép hạ. Cũng là ngay tức thì thiết hóa. Toàn bộ cấm thiên thành, lập tức biến thành sắt thép pháo đài. Huyết Long, Ma Đế. Diệp Thần thấy Huyết Long, Ma Đế, còn có Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, toàn bộ biến thành sắt thép pho tượng, sinh mạng hơi thở hoàn toàn mất đi, kinh hãi được tột đỉnh, sợ hãi chấn nộ nhìn Thiết Vương Tọa. Thiết Vương Tọa, người muốn làm gì? Vô biên vô tận sắt thép hơi thở, vậy hướng Diệp Thần tập sát tới. Nhưng Diệp Thần trăm gia chém hết, không sợ chút nào, vậy không bị ảnh hưởng chút nào. Toàn trường bên trong, chỉ có Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm, Nhâm Thiên Nữ các người, có thể ở Thiết Vương Tọa hơi thở lồng đậy xuống, giữ không thay đổi. Những người khác, thậm chí bao gồm Diệp Thần gia gia Diệp Tà Thần, tất cả đều thiết hóa. Diệp Tà Thần bởi vì bị thương, cho nên không ngăn được Thiết Vương Tọa uy nghiêm.
Thiết Vương tọa khí linh, từ không trung bay xuống, ngưng thần trước Diệp Thần, cười nói, không việc gì, ta đã đáp ứng võ tổ, sẽ không dễ dàng kết quả, ta ngày hôm nay chẳng muốn làm khó ngươi, chỉ là muốn thu hồi đồ ta thôi. Diệp Thần thấy mình thân nhân bạn bè, toàn bộ thiết hóa, căm hận dưới tức giận, cắn răng nghiến lợi, nói, ngươi muốn cái gì? Thiết Vương tỏa ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Diệp Thần tim, nói, tội ác thuyền, đây vốn là ta bắt được pháp bảo, bị ra ra ngươi cưỡng ép cướp đi thôi, trả lại cho ta đi. Năm đó, ở chúng sanh giới, Thiết Vương tỏa và Phật Tổ, tranh đoạt tội ác thuyền, hắn vốn là mau giết chết Phật Tổ, cướp được pháp bảo, nhưng Diệp Thần ra ra hạ xuống, thay đổi chiến cuộc, đem hắn trọng thương giết lui. Tội ác thuyền, rơi vào Phật Tổ trong tay, cuối cùng đưa cho Diệp Thần. Bây giờ đang ở Diệp Thần trong tim. Thiết Vương tọa bàn tay giết ra, chụp vào Diệp Thần tim, nói, vật kia, ở ngươi trong tim mặt sao? Vậy ta liền đào ra ngươi tim, đoạt lại thuộc về đồ ta. Thiên nữ thấy Thiết Vương tọa ra tay, nhất thời tức giận, khua kiếm chém đánh ra, nói, Thiết Vương tọa, ngươi cho ta dừng tay. Thiết Vương tọa cảm nhận được thiên nữ ác liệt kiếm thế, trên mặt hiện ra từng cơn kiêng kỵ, vội vàng lui về phía sau, trầm giọng nói, thiên nữ. Nên dừng tay là ngươi. Đây là ta cùng luân hồi chi chủ ân oán, không tới phiên ngươi nhúng tay. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn khoanh tay đứng nhìn, chờ ta lấy về pháp bảo, ta tự nhiên sẽ giải trừ nơi đây thiết hóa. Nếu không, nơi đây mấy triệu người đám người, đời này cũng đừng nghĩ khôi phục nguyên trạng. Thiên nữ trong lòng chấn động một cái, xem xuống phía dưới cấm thiên thành, vô số cái sắt thép pho tượng. Nàng mặc dù không quan tâm cuộc sống khác chết, nhưng vậy biết những người này bên trong, có rất nhiều là Diệp Thần người thân bạn tốt, nàng không thể không quản. Diệp Thần, hắn muốn cái gì pháp bảo, người đưa cho hắn là được. Thiên nữ khẽ cắn răng, lựa chọn thỏa hiệp, cầm kiếm sau lui ra. Thiết Vương tỏa khẽ mỉm cười, liền hướng Diệp Thần nói, vậy pháp bảo còn ta đi. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, tội ác thuyền là không vô thần khí mảnh vỡ, hắn tự nhiên không muốn tùy tiện dứt bỏ, nhưng giờ phút này xem ra. Vậy không thể không cấp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta cho ngươi chính là. Diệp Thần cắn răng một cái, liền muốn sử dụng tội ác thuyền, giao cho Thiết Vương tọa. Nhưng bỗng nhiên, Thiết Vương tọa thân thể chớp mắt, nhanh như kinh điện vậy, xông về phía Diệp Thần, hì hì cười gằn nói. Không cần, ta tự mình lấy lại chính là. Vừa nói, bàn tay hắn. Móng tay chính là đổi được sắt thép lưỡi dao sắc bén vậy sắc bén, chụp vào Diệp Thần tim vị trí, phải đem Diệp Thần tim moi ra. Diệp Thần có thể cảm nhận được, Thiết Vương tọa vậy nóng rực tới cực điểm, âm lãnh tới cực điểm ý định giết người. Đáng chết, hèn hạ. Thiên nữ kinh hoàng tức giận, nào nghĩ tới Thiết Vương tọa lật lọng, lại muốn đi giết Diệp Thần. Thật ra thì nàng cũng có phòng bị, nhưng Thiết Vương tọa lần này xuất thủ, chân thực quá nhanh, sắp đến không thể tưởng tượng nổi bước. Lại là thiêu đốt khí huyết sinh mạng, nàng vậy không ngăn trở kịp nữa. Thiết Vương tỏa ánh mắt âm ngoan, hắn chỉ muốn giết chết Diệp Thần, cái gì thu hồi pháp bảo, chỉ là mượn cớ thôi. Ngày hôm nay Diệp Thần chăm ra chém hết, khí tượng quá khoáng đạt, luân hồi quật khởi thế không thể đỡ. Hắn rất ghét Diệp Thần, cũng không muốn Diệp Thần làm hắn vương. Duy nhất biện pháp, chính là giết chết Diệp Thần, giải quyết tất cả. Diệp Thần mới vừa kết thúc chạm ra. Căn cơ còn không vững chắc, Thiết Vương tọa còn có giết chết cơ hội. Một khi Diệp Thần củng cố lại, hắn cơ hồ không thể nào lại giết chết Diệp Thần. Bởi vì, Diệp Thần chăm ra chém hết, luân hồi khí vận cùng tiềm lực, toàn bộ phóng thích, sau này Diệp Thần, có nghịch thiên đại khí vận thêm thân, dựa hết vào Thiết Vương tọa, là tuyệt đối không thể nào lại trấn áp Diệp Thần. Giờ khắc này sát phạt, là hắn duy nhất cơ hội. Diệp Thần cảm thấy Thiết Vương tọa vậy bén sắt thép móng tay. Sát phạt tới, cũng là cảm thấy nghẹt thở. Thiết Vương tọa rất mạnh. Mạnh vô cùng. Ở Thiết Vương tọa khí cơ phong tỏa hạ, Diệp Thần thậm chí phát hiện, mình và luân hồi mộ địa, hoang lão, huyền hàn ngọc đám người câu thông, cũng toàn bộ bị đánh gãy. Cả thế giới, tựa như chỉ còn lại mình một thân một mình, đối mặt Thiết Vương tọa sát phạt. Thiết Vương tọa cháy mình khí huyết cùng sinh mạng, một kích này ác liệt đến mức tận cùng. Cho dù Diệp Thần chăm ra chém hết, nhưng hắn tu vi, và Thiết Vương tọa so sánh, như cũ chênh lệch xa xôi. Ở to lớn cảnh giới chênh lệch hạ, hắn đã lâm vào tử địa. Chết đi cho ta! Thiết Vương tọa gầm thét, bén móng tay,
đâm hướng Diệp Thần tim. Diệp Thần ở sống chết trước mắt, duy nhất có thể vận dụng, chỉ có luân hồi huyết mạch. Luân hồi huyền bi, cho ta ngăn trở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, luân hồi huyết mạch lay động, đem trong cơ thể tất cả luân hồi huyền bi, toàn bộ triệu hoán liền đi ra. Trần bia, phong bi, ám bia, độc bia, viêm bia, linh bia, ma bia, hư bia, lôi bia. 9 khối luân hồi huyền bi, đồng loạt bay ra, còn quấn Diệp Thần thân thể, làm thành một vòng. Oanh! Động trời luân hồi uy thế, từ vậy 9 khối huyền bia bên trong, bộc phát ra. Diệp Thần chăm ra chém hết sau đó, luân hồi huyền bi uy lực, cũng là lớn lớn tăng vọt. Giờ khắc này, 9 bia đều xuất hiện, ở Diệp Thần trước người, hình thành một tầng bền chắc không thể phá được bình phong che chở. Suy! Thiết Vương tọa nhất kích giết tới, sắt thép móng tay đánh vào vậy huyền bia phòng vệ trên, không nhúc nhích tí nào. Hắn móng tay, thậm chí bởi vì lực phản chấn, bị chấn động được vết nứt. Ngươi lấy là dựa hết vào luân hồi huyền bi, có thể giữ được ngươi tánh mạng. Thiên địa cũi, sắt thép giam cầm, cùng ta cùng ngủ say đi. Thiết Vương tọa ra mặt hơi vặn vẹo, rồi sau đó phát ra lảnh lót mênh mông ngâm sướng. Rắc rắc sát. Chung quanh sắt thép hơi thở nổ tung, ngàn vạn cầm lạnh lùng sáng bóng thiết đao kiếm sắt, thiết thương thiết kích, từ dưới lòng đất phá giết ra, hóa thành một cái to lớn sắt thép binh khí cũi, đem Thiết Vương tọa và Diệp Thần thân thể, cũng toàn bộ bao phủ đi vào. Ngay sau đó, Diệp Thần cảm thấy dưới chân đất đai, lại có thể biến thành một bãi lạnh như băng nước thép. Hắn và Thiết Vương tọa, liền cùng nhau rơi vào nước thép bên trong, đi dưới lòng đất lõm sâu đi xuống. Thiết Vương tọa khóe miệng mang lãnh khốc nụ cười, luân hồi 9 bia phòng vệ, cơ hồ vô địch, hắn trong thời gian ngắn, cũng không cách nào kích phá. Giờ khắc này, hắn lại có thể đem mặt đất hóa thành nước thép, muốn rất miễn cưỡng kéo Diệp Thần, liên quan luân hồi 9 bia cùng nhau, vĩnh viễn ngủ say ở sắt thép lòng đất. Thấy vậy, Nhâm Phi Phàm, Thiên Nữ hai người, đều là kinh hãi dị thất sắc. Diệp Thần nhưng là không có động tĩnh, lạnh lùng nói, người muốn kéo ta ngủ say. Còn không cái này tư cách. Thiên bia, cho ta trấn áp. Diệp Thần giữ tợn chợt quát, triệu hoán cổ xưa thiên bia hạ xuống. Ở luân hồi 9 bia đều xuất hiện nháy mắt, Diệp Thần thì có dũng khí kỳ diệu hiểu ra. Hắn trong sâu thẳm, bắt được thiên bia năng lượng. Gia Gia nói không sai, 9 bia tề tụ, luân hồi huyết mạch bùng nổ, đích xác có thể triệu hoán thiên bia năng lượng hạ xuống. Giờ phút này, Diệp Thần chính là triệu hoán liền thiên bia. Ùm ùm, chỉ nghe một hồi kinh người chấn động tiếng, bầu trời đều nứt ra, vô số đỏ nghê hà thải lăn trào, tách thả ra thành thiên vạn điều cầu vồng, mưa hoa rực rỡ. Ở đầy trời hồng thải, đầy trời mưa hoa, đầy trời khí tức thần bí vây quanh, một khối cổ xưa bia đá, xuất hiện ở trên trời bên trong. Vậy bia đá, phía trên in một cái chữ thiên, chính là trong truyền thuyết thiên bia. 9 bia tề tụ, trong sâu thẳm, lại ngắn ngủi đem thiên bia năng lượng. Triệu hoán liền xuống. Thiên bia vừa xuất hiện, vậy mênh mông năng lượng khí tức, chính là bạo dũng bát hoang, dung chuyển sơn hà, thế giới quy luật đều nứt ra. Cho dù là Nhâm Phi Phàm và Nhâm Thiên Nữ, đều là run rẩy. Bọn họ từ ngày trước bia bên trên, cảm nhận được liền một cổ chí cao hơi thở. Không cách nào dùng thế giới hiện thật lời nói, đi hình dung đáng sợ chí cao hơi thở, thậm chí vượt qua phổ thông không vô thần khí, vượt qua tam hoàng chí bảo. Diệp Thần cũng là thán phục, nếu như cái thế giới này, thật tồn tại cái gì trí cao ý chí nói, vậy tuyệt đối không phải cái gì người chết mặt, mà là thiên bia. Thiên bia, tức là trí cao. Vậy cổ minh mông, khoáng đạt, bá đạo, vô địch, nghiền ép hết thảy khí tức đáng sợ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi khủng bố. Diệp Thần nơi cho đòi kêu xuống, chỉ là một chút thiên bia năng lượng, cũng không phải là hoàn toàn. Nhưng chính là cái này một chút thiên bia năng lượng, lại để cho được địa ngục giới quy luật sụp đổ, khắp nơi than xúc. Vốn là, địa ngục giới là vô cùng lớn thế giới, chỉ theo trước thiên bia hạ xuống, quy luật sụp đổ, cái thế giới này nhưng ở héo rút, thậm chí không cần bao lâu, thì phải tán loạn thành cho trần. Thiết Vương tỏa cảm nhận được thiên bia năng lượng bàng bạc, cũng là kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi. Ngươi lại có thể triệu hoán thiên bia. Hắn vừa dứt lời. Thiên bia bên trên, chính là bộc phát ra một đạo cổ xưa ánh sáng, từ trên trời hạ xuống, hướng Thiết Vương tọa bắn nhanh đi. Lấy Thiết Vương tọa thực lực, đối mặt thiên bia sát phạt,
lại cũng không thể nào né tránh. Phốc xích, thiên bia xuyên qua Thiết Vương tọa ngực, rất miễn cưỡng đánh xuyên một cái trong suốt lỗ thủng, người sau ngũ quan vặn vẹo, thân thể cũng phát ra mùi hôi cháy khét. Rồi sau đó, thiên bia hư ảnh, từ không trung ẩn chui tiêu tán, phảng phất từ tới không có xuất hiện qua. Đối mặt hỏng mất địa ngục giới, quy luật vậy khôi phục vững vàng. Diệp Thần nào rào đích một tiếng, ói ra một ngụm máu tươi, gương mặt tái nhợt quỳ sụp xuống đất. Triệu hoán thiên bia, cơ hồ là trong nháy mắt, hút hết hắn lực lượng. Thiên bia uy năng, đích thực quá đáng sợ. Cho dù là thời khắc này Diệp Thần, cũng chỉ có thể ngắn ngủi triệu hoán, hơn nữa giá phải trả to lớn. Luân hồi chi chủ. Thiết Vương tọa cổ họng bên trong, phát ra chật vật thở dốc, rồi sau đó ngực hắn trong suốt lỗ thủng, đang nhanh chóng khép lại, hơi thở vậy đang nhanh chóng khôi phục. Xem ra ngươi đã đèn cạn dầu, mà ta, còn có một kích tối hậu. Thiết Vương tọa cười gằn, hắn thân thể, mơ hồ cùng bầu trời ngai vàng bản thể đồng tình. Ngai vàng bản thể năng lượng, cuồn cuộn không ngừng truyền bá đến hắn khí linh trên người. Thiết Vương tọa bản thể mờ đi rất nhiều, năng lượng tiêu hao to lớn, nhưng hắn cái này ngai vàng khí linh, nhưng là khôi phục sinh cơ, tinh thần lại lần nữa chấn phấn. Không tốt! Nhâm Phi Phàm và Nhâm Thiên Nữ cùng kêu lên, bọn họ mới vừa cũng bị thiên bia năng lượng chấn nhiếp đến, lại quên hướng Thiết Vương tọa bổ đao. Máy bay chiến đấu mất đi, Thiết Vương tọa lại lần nữa khôi phục, bọn họ đã không ngăn trở kịp nữa. Luân hồi chi chủ, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Thiết Vương tọa bàn tay nắm chặt, sắt thép hơi thở hội tụ, hóa thành một thanh khổng lồ hạng nặng chiến kiếm, dậm chân cuồng xông lên, một kiếm chém về phía Diệp Thần thân thể. Diệp Thần nhìn Thiết Vương tọa bạo chém mà đến một kiếm, ánh mắt như cũ tràn đầy ý chí chiến đấu, không hề khiếp nhược, quát lên, Nhân Hoàng Thánh Đao, lên. Thanh âm rơi xuống, một cái cổ xưa chiến đao, từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra, tranh đích một tiếng, chặn lại Thiết Vương tọa kiếm chém. Thiết Vương tọa gắng sức chém xuống, nhưng không cách nào dung chuyển chiến đao chút nào. Vậy chiến đao, chính là Nhân Hoàng Thánh Đao. Thời khắc này Nhân Hoàng Thánh Đao, tuy không ra khỏi vỏ, nhưng muốn ngăn cản Thiết Vương tọa nhất kích, vậy là đủ rồi. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, hắn thân xác lực lượng tuy hao hết, nhưng tinh thần hồn lực do ở đây, đủ để thúc giục Nhân Hoàng Thánh Đao. Cái gì? Thiết Vương tọa ra mặt kéo động, hắn có thể cảm nhận được, Nhân Hoàng Thánh Đao và Diệp Thần, cơ hồ là chặt chẽ một thể, khí cơ tương liên, nhân đao hợp nhất. Hiển nhiên, Diệp Thần chăm ra chém hết sau đó. Đối Nhân Hoàng Thánh Đao nắm trong tay, càng đi sâu vào, quá mức cho tới nhân đao hợp nhất tình cảnh. Không, ngươi chấp trưởng Nhân Hoàng Thánh Đao thì như thế nào, ngày hôm nay ta muốn giết ngươi, trên trời dưới đất, không người có thể ngăn trở. Thiết Vương tọa gầm thét, tóc xung quan lên, lại là không để ý hết thảy, bắt đầu điên cuồng cháy mình tuổi thọ cùng khí huyết, hình như là không để ý tánh mạng, cũng phải cùng Diệp Thần lấy mạng đổi mạng vậy. Cái này người điên. Diệp Thần hừ một tiếng, hít thở sâu một hơi, thoáng khôi phục một chút thân xác linh khí, sau lưng chính là triển khai một đôi cổ xưa cánh, xách Nhân Hoàng Thánh Đao, bay đến trên bầu trời. Vậy hai cánh bàng, lộ ra hoang cổ khí thức thần bí, chính là Hoang Thần Dực. Hoang Thần Dực, là lớn hoang không kinh tầng thứ 5 thần thông. Diệp Thần chăm ra chém hết, đại hoang không kinh cũng có tiến bộ, nước chảy thành sông vậy đột phá đến tầng thứ 5. Giờ khắc này. Diệp Thần mở ra Hoang Thần Dực, bay đến trời cao sau đó, Thiết Vương tọa trong thoáng chốc, liền mất đi Diệp Thần khí cơ. Đại Hoang Không Kinh, chính là không không thế giới công pháp, đặc biệt huyền ảo cao thâm. Truyền thuyết kia ở giữa Hoang Thần Dực, vừa mở ra sau đó, liền có thể để cho người bay vào vô số thời không trong khe hở, nhảy ra thế giới hiện thật ra. Vô luận là Thiết Vương tọa, vẫn là Nhâm Phi Phàm, Nhâm Thiên Nữ, cũng bắt không tới Diệp Thần hơi thở. Mặc dù bọn họ có thể thấy Diệp Thần bóng người, nhưng lại không cảm giác được Diệp Thần tồn tại. Diệp Thần lợi dụng Hoang Thần Dực, nhảy ra thực tế, thật giống như đã không tồn tại tại thế giới hiện thật, lại thích xem ở trăm triệu tỷ vạn, vô số vô cùng thời không bên trong thoáng hiện, vô cùng thần kỳ. Thiết Vương tọa ngẩn ngơ, rồi sau đó chính là điên điên cuồng hét lên, luân hồi chi chủ, bỏ mặc ngươi ở đâu cái thời không, ta đều phải đem ngươi giết chết. Tiếng nói rơi xuống. Thiết Vương tọa sử dụng ngai vàng bản thể, bay lên trời, trấn áp thương khung. Ngai vàng bản thể linh khí, không ngừng tiêu hao. Thiết Vương tọa lại là muốn hiến tế hết ngai vàng,
không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tru diệt Diệp Thần. Ngai vàng linh khí không ngừng lan tràn, vô số thời không, đều ở đây thiết hóa, đều ở đây đọng lại. Diệp Thần vậy cảm nhận được liền to lớn uy hiếp, tinh thần hồn lực ngưng tụ thành một chút, ánh mắt rơi ở trong tay Nhân Hoàng Thánh Đao trên. Rên rỉ đi. Diệp Thần phát ra một tiếng thê lương than thở, tâm thần cùng Nhân Hoàng Thánh Đao, hợp làm một thể. Hắn chậm rãi rút ra thân đao. Lần này, không phải một nhỏ đoạn, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, toàn bộ thân đao. Diệp Thần gặp phải Thiết Vương tọa uy hiếp, ở sống chết trước mắt, lại có thể đột phá thực tế hạn chế, đem hoàn chỉnh Nhân Hoàng Thánh Đao, hoàn toàn rút ra. Hoàn chỉnh thân đao, kim quang lưu chuyển, chiến hy nhô lên, không cách nào hình dung huy hoàng, không cách nào hình dung ác liệt. Đó là đủ để chém ngược cả thế giới, giết phá thiên địa hoàn vũ, nghiền ép hết thảy đáng sợ mũi nhọn. Cái này thế gian, không có bất kỳ binh khí gì mũi nhọn, có thể cùng Nhân Hoàng Thánh Đao so sánh. Nhâm Phi Phàm và Nhâm Thiên Nữ, thấy Diệp Thần nguyên vẹn rút ra đao sau đó, bọn họ cũng là hoàn toàn rung động, hoàn toàn sợ ngây người. Rồi sau đó, bọn họ ánh mắt, chính là lại không có bất kỳ lo âu nào. Bởi vì, bọn họ biết, làm Diệp Thần rút ra thân đao một khắc kia bắt đầu, Thiết Vương tỏa cũng đã là một người chết. Cái này không thể nào. Thiết Vương tọa nhìn kim quang kia nổ tung Nhân Hoàng Đao, thật giống như thấy được ngày tận thế sụp đổ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể hoàn chỉnh rút ra thân đao, đây quả thực là chuyện không thể nào. Thế giới hiện thật người, làm sao có thể hoàn toàn nắm trong tay không vô thần khí. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, cũng không nói nhảm nửa câu, một đao không có chút nào xinh đẹp, hướng Thiết Vương tọa chém đánh tiếp. Diệp Thần, đao hạ lưu nhân. Ngay tại lúc này, hư không chấn động, một đạo to lớn, kinh thiên vĩ địa bóng người, hạ xuống. Lại là Võ Tổ. Võ Tổ một hạ xuống, thiên địa làm run rẩy, Diệp Thần ác liệt đao thế, lại vậy xuất hiện trong nháy mắt ngưng động chất. Ừ. Diệp Thần thấy Võ Tổ hạ xuống, trong lòng cũng là kinh dị. Nhưng, hắn đao vừa ra, dễ như bớn, giết người thấy máu, đã không thể nào ngưng. Phốc xích. Diệp Thần hung hăng một đao, liền đem Thiết Vương tọa khí linh thân thể, chém thành hai nửa. Máu tươi, nội tạng, ruột, còn có tất cả loại các dạng cổ quái đỏ tươi đồ, văng tung tóe đánh mất đầy đất. Thiết Vương tọa khí linh thân xác, tại chỗ liền bị Diệp Thần chém giết. Nhưng, có một món tàn hồn, kinh hoàng không trạng chạy khỏi đi ra, rồi sau đó trốn vào hư không, ngay chớp mắt không thấy bóng dáng. Diệp Thần chau mày, hắn cái này một đao, uy thế kinh thiên. Đủ để nghịch chuyển thực tế cảnh giới hạn chế, cho dù là Thiết Vương tọa cũng không khả năng ngăn cản. Tuy nói Thiết Vương tọa thực lực, muốn so với Diệp Thần cao hơn rất nhiều, nhưng phải biết, không vô thần khí đặc biệt thần kỳ, có thể nghịch chuyển cảnh giới chênh lệch, nghịch chuyển thực tế quy luật, chém chết hết thảy. Cho nên, làm Diệp Thần nguyên vẹn rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao sau đó, Thiết Vương tọa liền nhất định phải chết. Nhưng, Võ Tổ hạ xuống, nhưng để cho Diệp Thần đao thế hơi chậm lại. Cuối cùng chỉ là chém giết Thiết Vương tọa thân xác, để cho hắn tàn hồn chạy khỏi đi ra ngoài. Đánh rắn không chết, tất thành mối họa. Cho nên Diệp Thần cau mày, chậm rãi thu hồi Nhân Hoàng Thánh Đao. Thiết Vương tọa khí linh tàn hồn, bị thương nặng chạy khỏi sau đó, vậy nặng nề nguy nga ngai vàng bản thể, cũng là từ không trung rơi xuống, nặng nề chấn rơi xuống đất. To lớn Thiết Vương tọa, giờ phút này đã không có khí linh ràng buộc, chính là vật vô chủ. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn leo lên Thiết Vương tọa, lại nghe được Võ Tổ một tiếng thở dài. Võ Tổ sư tôn. Diệp Thần ánh mắt nhìn về Võ Tổ, ngược lại là không nghĩ tới Võ Tổ sẽ hạ xuống. Nếu như Võ Tổ tới, Thiết Vương tọa khí linh tàn hồn, tuyệt đối không thể nào chạy mất. Diệp Thần. Võ Tổ đáp xuống, thân thể phát ra xoát kéo kéo tiếng vang. Cổ tay hắn và mắt cá chân, mang cùng xiềng xích, phía trên vết máu loang lổ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, Võ Tổ sư tôn, là có người hành hạ ngươi sao? Võ Tổ dửng dưng một tiếng, nói, không sao, ta tạm thời còn chưa chết, chỉ là ngươi muốn giết chết Thiết Vương tọa khí linh, ta cảm thấy thương tiếc. Diệp Thần trầm giọng nói, tên kia đối với ta ác ý quá sâu, hắn muốn giết ta, ta tổng không thể bỏ qua hắn. Võ Tổ thở dài nói, nếu như có thể, cho hắn một cái tự sửa đổi cơ hội cũng không tệ. Dẫu sao hắn là Thiết Vương tọa khí linh, thực lực khá là cường hãn,
nếu như có thể quy thuận, là ngươi một lớn trợ lực. Diệp thần cười ha ha một tiếng, nói, muốn gọi hắn quy thuận ta, chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Võ tổ yên lặng, vậy nhìn ra Diệp thần và Thiết Phương tỏa tới giữa, tựa hồ đã không có khả năng hòa giải, hắn lại là một tiếng thở dài, nói, hắn cuối cùng là Hồng Quân lão tổ, một tay đào tạo ra được, nếu như liền bị giết như vậy, không khỏi đáng tiếc. Dừng một chút, võ tổ lại nói thôi, ngươi có ngươi lựa chọn, ta sẽ không áp đặt quấy nhiễu. Diệp thần chắp tay nói, đa tạ võ tổ sư tôn thông cảm. Võ tổ híp mắt, trên dưới quan sát Diệp thần một mắt, nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể thật có thể chém hết trăm gia, đạt thành chưa từng có ai kinh thiên thành tựu, xem ra sớm muộn có một ngày, ngươi có thể bước vào không không lúc nào không, thành lập được luân hồi trật tự, đem ta từ vô tận trong khổ nạn chưởng cứu ra ngoài. Diệp thần thấy võ tổ tay chân, cũng mang cùm, trong đầu nghĩ hắn nhất định bị khó khăn rất nhiều, liền nói, võ tổ sư tôn mời yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Võ tổ khẽ mỉm cười, nói, được, rất tốt, ta ở không không lúc nào không bên trong, tự nghĩ ra lĩnh ngộ một môn võ học, hôm nay liền truyền thụ cho ngươi. Dứt lời, võ tổ cong ngón tay bắn ra, một phiến cổ xưa ngọc giản, liền bay đến Diệp thần trên tay. Diệp thần nhận lấy vừa thấy, chỉ gặp trên ngọc giản mặt, có khắc thần tượng băng thiên đụng năm chữ, liền có chút hiếu kỳ hỏi thần tượng băng thiên đụng. Môn võ học này, cùng Đại Hoang Không Kinh so sánh như thế nào? Đại Hoang Không Kinh, là xuất xứ từ không không thế giới võ học, vô cùng mạnh mẽ. Võ tổ sáng chế thần tượng băng thiên đụng, nếu cũng là ở không không thế giới lĩnh ngộ, vậy không biết uy lực như thế nào, và Đại Hoang Không Kinh so sánh thì như thế nào? Võ tổ cười nói, ta môn võ học này, so với Đại Hoang Không Kinh, hẳn là hơi thắng một nước. Diệp thần cả kinh nói, lại có thể so Đại Hoang Không Kinh còn lợi hại hơn. Phải biết, Đại Hoang Không Kinh nhưng mà hoang lão tu luyện tuyệt đỉnh võ học, cộng có 9 tầng nhiều, đặc biệt thần bí thật lớn. Diệp thần trước mắt luyện đến tầng thứ 5, đã có thể thật sâu cảm nhận được, Đại Hoang không trải qua thần bí mênh mông chỗ, đơn giản là bác đại tinh thâm. Mà võ tổ lại nói, hắn sáng chế thần tượng băng thiên đụng, lại có thể so với Đại Hoang Không Kinh, còn muốn hơi thắng một nước. Vậy rốt cuộc nên sẽ có kinh khủng dường nào? Võ tổ lắc đầu một cái, lại nói, muốn luyện thành ta môn võ học này, cũng không phải là chuyện dễ, cần kết hợp hoàn chỉnh thiên võ ngọa long kinh. Diệp thần nói, thiên võ ngọa long kinh. Võ tổ nói, không sai. Thiên võ ngọa long kinh, tổng cộng có 100 trang, người trước mắt thu tập được mấy tờ, còn dư lại trang sách, nhưng toàn bộ ở cựu nhật chi chủ trong bảo tàng mặt, người đi hắn bảo tàng bên trong tìm một chút đi. Nói xong, võ tổ nhìn Nhâm Thiên Nữ một mắt. Diệp thần cũng là nhìn về phía Thiên Nữ, cựu nhật chi chủ bảo tàng, thiên cơ mờ ảo không thể tìm. Muốn tìm bảo tàng, nhất định phải trước đem cựu nhật chi chủ hồi phục. Mà cựu nhật chi chủ hồi phục mấu chốt, chính là tám đại thiên kiếm. Tám đại thiên kiếm bên trong, Diệp thần chỉ kém Nhâm Thiên Nữ một kiếm, còn không thu thập. Nhâm Thiên Nữ cảm nhận được Diệp thần và võ tổ ánh mắt. Liền đem băng hoàng thiên kiếm thu hồi sau bên trong, ném cho Diệp thần, nói, ta nói qua, ngươi như trăm gia chém hết, ta liền đem băng hoàng kiếm cho ngươi mượn, cầm đi. Diệp thần nhận lấy băng hoàng thiên kiếm, tuy cách vỏ kiếm, như cũ cảm thấy một chút lạnh lùng cùng mũi nhọn, trong lòng đại hỉ, nói, đa tạ thiên nữ tỷ tỷ. Một tiếng nãy tỷ tỷ, Nhâm Thiên Nữ nghe vào trong tai, có vẻ hưởng thụ, hơi mỉm cười nói, rất tốt, ta mượn ngươi 3 cái tháng thời gian. Ngươi dùng xong sau đó, còn nhớ cho ta đi trước. Sau đó liền hóa thành một đoàn băng phong hàn tuyết, trôi giạt rời đi. Diệp thần nói, đưa mắt nhìn thiên nữ rời đi, trong tay nắm băng hoàng thiên kiếm, nội tâm từng cơn kích động. Võ tổ nói, Diệp thần, ta cũng phải đi trước, chúc ngươi mau sớm tìm được cựu nhật chi chủ bảo tàng, chấp trưởng thiên võ ngọa long kinh, như vậy thứ nhất, ta võ học, có thể ở trong tay của ngươi, phát huy. Diệp thần chặt xiết chặt thần tượng băng thiên đụng ngọc giản, gật đầu thật sâu, nói, yên tâm đi, võ tổ sư tôn. Võ tổ vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, rồi sau đó bóng người vậy dần dần nhạt đi biến mất. Trước khi rời đi, lưu lại một câu nói, như sau này đụng phải Thiết Quân, tốt nhất hay là cho hắn một cái tự sửa đổi cơ hội. Hắn từ đầu đến cuối vẫn là muốn lưu lại Thiết Phương tọa một mạng, dẫu sau đó là Hồng Quân lão tổ, tự tay chế tạo tài bồi ra nhân vật. Diệp thần tâm tình hơi có chút phức tạp,
coi như hắn chịu cho cơ hội, chỉ sợ lấy Thiết Vương tọa ngạo cốt, cho dù chết, cũng không chịu quy thuận hắn. Luân hồi chi chủ, người rốt cuộc gom đủ 8 đại thiên kiếm liền sao? Mau, 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 hồi phục con gái ta. Trời tội nghiệp, ta vậy cũng thương xót khôn khéo giao nhi, rốt cuộc có thể hồi phục. Lúc này, cựu Nhật chi chủ bóng người, từ Diệp Thần trong cơ thể toát ra, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay băng hoàng thiên kiếm, cả người cũng đang phát run. Hắn nhớ không quên, chính là muốn hồi phục võ giao. Bây giờ thấy băng hoàng thiên kiếm, rốt cuộc rơi xuống Diệp Thần trong tay, hắn há có thể không kích động, há có thể không mừng như điên. Diệp Thần nhìn trong tay băng hoàng thiên kiếm, cũng là như mộng như ảo, có chút cảm giác không chân thật. Trong truyền thuyết 8 đại thiên kiếm, lại có thể thật bị mình gom đủ, thật là không thể tưởng tượng nổi, liền Diệp Thần cũng không dám tin tưởng. Tiền bối, ngươi lại chờ một hồi, không nên quá cấp. Diệp Thần thoáng an ủi cựu Nhật chi chủ, ánh mắt mong xuống phía dưới. Gia gia của hắn, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Ma Đế các người, còn có cấm thiên khu vô số võ giả cùng dân chúng, toàn bộ bị thiết hóa thành pho tượng, nếu như lại không thi cứu, bọn họ có thể thật sẽ chết. Thiết Vương tọa khí linh tàn hồn đã chạy khỏi, hiện tại ngai vàng bản thể, liền trên mặt đất, yên lặng đứng sừng sững. Vậy to lớn nguy nga Thiết Vương tọa, hiện đầy thép thiết kinh khắc cùng tất cả loại nhọn vướng mắc, giữa lưng là trăm ngàn cầm chỉ thiên kiếm sắt, các loại lạnh lùng nghiêm ngặt sắt thép hơi thở, ở trong hư không vặn vẹo thành từng luồng sương mù, nhiếp tâm hồn người. Hiện tại, không có ai cùng Diệp Thần cãi nữa. Cái này tôn Thiết Vương tọa, là thuộc về hắn. Cựu Nhật chi chủ nhưng cáu kỉnh bất an nhảy lên, nói còn chờ cái gì. Mau mau hồi phục con gái ta, nhà ta giao nhi không biết nhận chịu nhiều ít khổ nạn, là thời điểm để cho nàng tỉnh lại, xem cái thế giới này. Tiền bối, an tâm một chút chớ nóng. Diệp Thần chậm rãi nói ra, trong thanh âm mang một chút làm người ta yên lặng đặc thù hơi thở, còn có một chút luân hồi uy nghiêm. Cựu Nhật chi chủ ngẩn ngơ, liền lại nữa nóng nảy, ngoan ngoãn đứng. Diệp Thần nhìn xem Thiết Vương tọa, lại nhìn xem Nhâm Phi Phàm một mắt. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, ý là Diệp Thần có thể chấp trưởng Thiết Vương tọa. Thiết Vương tọa pháp bảo này, coi như mạnh hơn đi nữa, giờ phút này cũng là vật vô chủ. Diệp Thần chăm ra chém hết, lấy hắn thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể bước lên vô cùng. Diệp Thần hít sâu một hơi, đáp xuống, xem ở gần trong gang tấc Thiết Vương tọa, lại là một hồi ảo mộng vậy cảm giác. Hắn không nghĩ tới bản thân có một ngày, lại có thể ngồi lên Thiết Vương tọa. Nhâm Phi Phàm vậy đáp xuống, đứng ở Diệp Thần bên người, nói, bước lên vô cùng đi, ngươi có cái này tư cách, ngươi chính là cái này thực tế vạn giới đại chủ tể, ngươi liền là chân chánh vương. Dẫu sao, ngươi liền nhân hoàng thánh đao, cũng nguyên vẹn rút ra. Diệp Thần cười khổ một tí, lắc lắc đầu nói, nguyên vẹn rút ra đao, chỉ là đặc thù dưới trạng thái hoàn mỹ tình huống. Thật ra thì lấy ta thực lực trước mắt, chỉ có thể rút ra một nửa. Diệp Thần người hoàng thánh đao lấy ra, thử nghiệm rút ra đao, chỉ rút ra một nửa thân đao, ngoài ra một nửa thật giống như liền vĩnh viễn khảm nạm ở trong vỏ đao, vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng không rút ra được. Trước đây, Diệp Thần có thể nguyên vẹn rút ra đao, là bởi vì là mới vừa chém hết không xiềng, thuộc về một loại đặc thù hay ngộ trạng thái, hơn nữa lại là ở Thiết Vương tọa sống chết chèn ép xuống. Mới có thể đột phá thực tế cực hạn, rút ra đao ra khỏi vỏ. Nếu như dưới trạng thái bình thường, Diệp Thần tối đa rút ra một nửa thân đao. Nhâm Phi Phàm nói, có thể rút ra đao một nửa, đã là khoáng cổ tuyệt kim, ngươi lại chấp trưởng Thiết Vương tọa, vậy thì thật vô địch thiên hạ. Diệp Thần nhún vai một cái, nói, vô địch thiên hạ, đáng tiếc trên trời kẻ địch có rất nhiều. Lời nói này nói ra, Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm cũng cười. Ngay sau đó, Diệp Thần chính là bình tĩnh tâm thần, leo lên Thiết Vương tọa, ngồi ở trên ngai vàng. Ung ung, làm Diệp Thần vừa ngồi lên Thiết Vương tọa, cả thế giới cũng run rẩy. Không chỉ là địa ngục giới, vực ngoại, hắc ám biển cấm, thái thượng thế giới, vô cùng thời không vũ trụ, cũng vào giờ khắc này, run rẩy. Thiết Vương tọa linh khí, vốn là đã tổn hao rất nhiều, nhưng làm Diệp Thần ngồi lên, hắn luân hồi huyết mạch, và Thiết Vương tọa đồng tình. Vậy hao tổn linh khí, chính là hoàn toàn khôi phục. Mà Diệp Thần luân hồi huyết mạch, vậy vào giờ khắc này, lấy được to lớn tăng thêm, chư thiên vạn giới linh khí, đều điên cuồng hướng hắn vọt tới. Hắn chém ra sau võ đạo căn cơ, vốn là có chút không yên,
còn cần thời gian củng cố, nhưng làm hắn ngồi lên thiết phương tọa một khắc, hội tụ vạn giới linh khí, tất cả căn cơ đều là hoàn toàn vững chắc. Giao. Diệp Thần thân thể, toát ra vạn trượng kim quang. Hắn tựa như thành một vòng mặt trời gay gắt, vô cùng vô tận luân hồi kim quang, vô cùng huy hoàng chiếu sáng đi ra ngoài. Diệp Thần luân hồi huyết mạch, cùng thiết phương tọa hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, cá nước hòa vào nhau. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, chỉ có một loại cảm giác, cái này tôn thiết phương tọa, tựa như chính là vì mình mà đúc, hơi thở cùng hắn hoàn mỹ hòa hợp. Luân hồi kim quang, nóng rực chiếu sáng, cấm thiên khu đất đai, ở Diệp Thần chiếu dọi xuống, giải trừ thiết hóa. Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Ma Đế, Tiểu Hoàng, Huyết Long, Mộc Âm Hy, Thiện Nhu các người, còn có Diệp Thần ra ra, vậy toàn bộ giải trừ thiết hóa, trên mình ca sát sát, đánh mất đầy đất sắt thép mạt vụn, lần nữa khôi phục dạng nguyên thủy. Bọn họ kinh hãi, khen ngợi, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Giờ khắc này Diệp Thần, cả người thần hy nhô lên, ngồi ngay ngắn ở thiết phương tọa trên, giống như là xẻ thịt thiên hạ vương giả, uy nghiêm thần thánh đến không thể tưởng tượng nổi bước. Tất cả người nhìn Diệp Thần, trong lòng cũng chỉ có một loại cảm giác, cái này thế gian, nếu quả thật có cái gì nắm giữ hết thảy quân vương tồn tại, vậy tuyệt đối chính là Diệp Thần. Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh ngơ ngác che miệng ba, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt, nàng nơi nào nghĩ đến, mình mở mắt ra một cái, Diệp Thần đã chấp trưởng thiết phương tọa, thành là chân chính vương. Ngụy Dĩnh cũng là mặt đầy kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm. Thời khắc này Diệp Thần, uy nghiêm khí tượng quá bàng bạc, luân hồi trăm gia chém hết uy thế, cùng thiết phương tọa quân lâm thiên hạ uy thế, hoàn mỹ dung hợp, để cho người sợ hãi run rẩy, hận không được quỳ xuống. Rất nhiều cấm thiên khu các võ giả, thấy Diệp Thần huy hoàng vạn trượng hình dáng, cũng là khiếp sợ sùng bái. Rất nhiều võ giả, quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, trong miệng liền liền xưng tụng, luân hồi vô địch. Hống! Huyết Long gầm thét một tiếng, giải trừ thiết hóa sau đó, cũng là vô cùng hưng phấn, bay đến Diệp Thần bên người, còn quấn ngai vàng không ngừng xoay tròn. Ở Diệp Thần minh mông luân hồi hơi thở bồi bổ hạ, máu thân rồng, cũng là nổi lên một cổ kim quang, ở ngai vàng long bốc lên vũ, sáng đẹp nguy nga. Huyết Long, kể từ hôm nay, ngươi chính là thiết phương tọa khí linh, cũng là ta luân hồi hộ pháp tiên đám người, ta ban cho ngươi pháp danh, tên thành Thánh Long Thiên Quân. Diệp Thần ngồi ở trên ngai vàng, thanh âm hồng trung đại lữ, như miệng chứa thiên hiến, lăn lăn truyền khắp thương khung. Ở Diệp Thần tiếng nói rơi xuống sau đó, Huyết Long chính là cảm thấy mình hơi thở, lại cùng thiết phương tỏa tới giữa, tạo lập được một chút kỳ diệu liên lạc. Từ giờ khắc này bắt đầu, nó chính là thiết phương tỏa khí linh. Hơn nữa, Diệp Thần ban thưởng pháp danh, phong nó thành Thánh Long Thiên Quân, nó tại chỗ chính là tấn thăng lột xác, có lăn lăn thiên kiếp hạ xuống. Sau đó thiên kiếp bị luân hồi uy lực hóa giải, Huyết Long như vậy độ kiếp phi thăng vậy, trên mình lại tản mát ra thiên quân thở mạnh voi. Nơi này thiên quân, cũng không phải là thiên huyền cảnh cái đó thiên quân, mà là cổ xưa lại ẩn chứa thiên địa ý chí gọi. Năm đó 10 đại thiên quân lão tổ, đã là như vậy. Huyết Long cắn nuốt hết thiên lý sau đó, thực lực đã vượt qua phổ thông thiên quân, nhưng mình từ đầu đến cuối không có thiên quân vị cách cùng khí vận. Nhưng giờ phút này, Diệp Thần miệng chứa thiên hiến, phong nó là trời quân, nó liền lập lột vỏ thành thiên quân. Cảm ơn chủ nhân Long Ân. Huyết Long ngạc nhiên mừng rỡ cúi đầu, hướng Diệp Thần quỳ bái, từ giờ khắc này bắt đầu, nó liền là chân chánh thiên quân, pháp danh Thánh Long Thiên Quân. Bắc Mãng Thái Hạo. Diệp Thần ánh mắt vừa nhìn về phía Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nhảy đi ra, cung kính kêu, dạ, chủ nhân. Diệp Thần nói, từ nay về sau. Ngươi cũng là ta luân hồi hộ pháp tiên đám người, ta phong ngươi là thú vương thiên quân. Diệp Thần vang dội thanh âm, lăn lăn như sấm sau khi rơi xuống, Tiểu Hoàng trên đỉnh đầu, vậy tại chỗ có thiên kiếp hạ xuống, nhưng bị Diệp Thần một tay tan ra. Tiểu Hoàng thuận lợi độ kiếp, trên mình kim quang tách thả ra, vậy bạo phát ra thiên quân uy nghiêm, chính thức có cấp trên mệnh cách. Nhâm Phi Phàm, Lá Tả Thần, Ma Đế các người, còn có toàn trường các võ giả, vô cùng kinh hãi nhìn Diệp Thần. Giờ khắc này Diệp Thần, lại có thể sắc phong thiên quân, hơn nữa còn thật làm được, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Kỷ Tư Thanh, ta phong ngươi là Chu Tước Thiên Quân. Diệp Thần ánh mắt mang theo một chút nhu hòa, lại nhìn hướng Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh tâm thần kinh hãi, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, cũng không biết nói cái gì cho phải.
chỉ gặp ông trời của nàng cướp hạ xuống, lại thoáng qua bị Diệp Thần vẫy tay hóa giải, nàng cả người hơi thở tăng vọt, toát ra từng tia sáng chói viêm mang sôi trào tới giữa, hội tụ thành chu tước khí tượng, ngửa mặt lên trời hí, úy như vậy nguy nga. Giờ khắc này Kỳ Tư Thanh, vậy lột vỏ thành thiên quân. Diệp Thần như vậy chấp trưởng nhất vô thượng thế giới quy luật, tựa như nói ai là thiên quân, ai liền có thể lập tức phi thăng biến thành thiên quân. Ngụy Dĩnh, ta cũng phong ngươi là trời quân, pháp danh Tuyệt Hàn. Diệp Thần tiếp tục sắc phong, đem Ngụy Dĩnh vậy phong là trời quân. Đây tuyệt đối không phải hư phong, mà là Diệp Thần một câu nói sau khi rơi xuống, Ngụy Dĩnh liền lập vượt qua thiên kiếp, biến thành thiên quân. Thấy Diệp Thần như vậy miệng chứa thiên hiến, tùy ý sắc phong thiên quân đáng sợ khí tượng, tất cả võ giả cũng rung động được tột đỉnh, rối rít quỳ xuống đất, hướng Diệp Thần dập đầu. Luân hồi chi chủ, ta nguyện vĩnh viễn đi theo ngươi, cầu ngươi sắc phong ta là trời quân. Luân hồi chi chủ, ta cũng muốn cùng ngày quân, cầu ngươi ban cho. Cầu luân hồi ban phúc, ta thế hệ nguyện thề chết theo. Đám người thật lòng khâm phục, kinh hoàng bội phục ngưỡng mộ trước Diệp Thần, phát ra thành kính nhất thanh âm. Miệng chứa thiên hiến, sắc phong thiên quân, đây là huy hoàng bực nào, cường hãn dường nào, biết bao thần thông bất khả tư nghị, coi như là vũ hoàng cổ đế, cũng không thể nào làm được tình cảnh này. Đừng nói vũ hoàng cổ đế, cho dù là cổ thánh hiền, xem ngày xưa Hồng Quân lão tổ, võ tổ, Kim gia tiên tử, Tẩy Nhan tiên tử nhóm cường giả, cũng không thể đem một người bình thường, trực tiếp phong là trời quân, để cho hắn có thiên quân vị cách cùng khí vận, đây quả thực là vượt qua tưởng tượng sự việc. Diệp Thần nhìn đám người dập đầu sùng bái hình dáng, chỉ là mỉm cười, cũng không nói lời nào, tự có một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vương giả uy nghiêm. Luân hồi lực lượng, đích xác có thể sắc phong thiên quân. Nhưng bây giờ Diệp Thần, cũng không phải người người cũng có thể sách phong. Chỉ có cùng hắn quan hệ mật thiết, cùng luân hồi có thiên ti vạn lũ liên lạc người, mới có khả năng có được luân hồi ban phúc, trở thành thiên quân. Người bình thường nói, Diệp Thần coi như muốn sắc phong, vậy không thể nào làm được. Dẫu sao, thiên quân chính là thượng vị giả, coi như là ở thái thượng thế giới, đều là trung lưu chỉ trụ vậy tồn tại. Một người muốn tu thành thiên quân, không biết phải hao phí nhiều ít năm tháng, nơi nào có như thế dễ dàng. Trừ phi Diệp Thần có thể lên đỉnh luân hồi, mới có thể làm được tùy ý cất nhắc sinh linh, để cho hắn biến thành thiên quân bước. Nhìn phía dưới sùng bái ngưỡng mộ mọi người, Diệp Thần cuối cùng là nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta chứng luân hồi lúc đó, chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại, chính là một con kiến hôi, cũng có thể suốt ngày quân. Đám người đồng hô, luân hồi vô địch, thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt. Diệp Thần nhìn phía dưới vô số cuồng nhiệt tín đồ, nội tâm cũng có chút ảo mộng. Hôm nay chém ra, hắn rốt cuộc thuận lợi chặt đứt trăm gia, thậm chí giết chết Đế Thích Thiên, tổn thương nặng ngai vàng khí linh, chấp trưởng thiết phương tỏa. Hung hãn như vậy chiến tích, liền Diệp Thần mình cũng không nghĩ tới. Nhâm Phi Phàm và Lá Tà Thần, thấy Diệp Thần vậy huy hoàng vạn trượng khí thế, cũng là vui vẻ yên tâm vui sướng gật đầu. Ở ngày này, bọn họ rốt cuộc thấy được luân hồi quật khởi. Diệp Thần trăm gia chém hết, không người có thể ngăn cản hắn mũi nhọn, hắn sau này nhất định có thể chứng đạo chí cao. Ở luân hồi kim quang chiếu rọi xuống, ở giữa thiên địa, vậy là sinh cơ bừng bừng, vốn là bởi vì đại chiến, mà thành là một phiến tuyệt địa cấm thiên khu, lại lần nữa toát ra rất nhiều hoa hoa thảo thảo, vẻ xanh biếc rồi rào. Diệp Thần dưới chân, một bụi cỏ nhỏ nhẹ nhàng chập chờn, rồi sau đó biến ảo thành hình người. Chính là Vân Cẩm. Ban đầu, vì thu phục nhân đồ thánh bôi, cỏ nhỏ Vân Cẩm hy sinh. Giờ phút này, Diệp Thần rốt cuộc chấp trưởng thiết phương tọa, Vân Cẩm cũng là hồi phục. Diệp Thần ca ca. Hồi phục sau Vân Cẩm, nhìn Diệp Thần cao cao tại thượng hình dáng, kinh ngạc mà mê mang. Muội muội. Thiện Nhu thấy Vân Cẩm hồi phục, ngạc nhiên mừng rỡ được bay nhào tới, hai tỷ muội đang ôm nhau. Chúc mừng các ngươi, rốt cuộc tỷ muội đoàn tụ. Diệp Thần ôn hú cười một tiếng. Nhìn Vân Cẩm hiền hòa mềm đoàn tụ, trong lòng cũng là đại hỷ. Hắn như thế cười một tiếng, vậy cổ cao cao tại thượng đáng sợ uy nghiêm, chính là xóa bỏ liền rất nhiều. Vân Cẩm hiền hòa mềm, tựa như lại thấy được ngày xưa cái đó Diệp Thần ca ca trở về, đều lộ ra nụ cười vui mừng, rồi sau đó chính là một trái một phải, ngồi ở Diệp Thần trên đùi, cùng nói, đa tạ Diệp Thần ca ca. Diệp Thần sờ một cái hai tỉ muội mái tóc, cũng là lộ ra mỉm cười.
Diệp thần ca ca, ta và tỷ tỷ sau này, có thể đi theo ngươi sao? Chúng ta nguyện ý làm ngươi tiểu nha hoàn, mỗi ngày phục vụ ngươi, giúp ngươi nhún vai đấm lưng ấm áp giường cái gì? Vân Cẩm ôm Diệp thần cánh tay, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Nàng trước kia và Diệp thần cộng kinh hoạn nạn, sau này còn muốn và Diệp thần cùng đi xuống đi. Diệp thần ca ca, ta cũng muốn cùng ngươi. Thiện nhu thân thể, vậy đi. Diệp thần trên mình khẩn ai liền một ít, ôn nhu nói. Nàng từng là địa ngục ma nữ, nếu như không phải là Diệp thần cứu giúp, nàng đã sớm bị lạc. Diệp thần khẽ mỉm cười, hôm nay hắn chăm ra chém hết, Vũ Hoàng cổ đế chỉ sợ ở không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng tất cả thủ đoạn đối phó hắn, sau này hắn con đường, vậy cũng rất nguy hiểm. Vân Cẩm hiền hòa mềm, đã nhận liền quá nhiều khổ nạn, Diệp thần chẳng muốn lại đem các nàng liên lụy tiến vào, đang muốn tìm cái gì mượn cớ từ chối, lại nghe một đạo run rẩy thanh âm vang lên. Vân Cẩm, Thiện Nhu. Diệp thần cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp một cái đầu bù xù mặt dơ bẩn, cả người phủ đầy vết máu ông già đi ra, chính là ngày xưa thần vũ trụ, Diêm La Đạo Quân. Thần vũ trụ từng bị Đế Thích Thiên khống chế, nhưng hôm nay Đế Thích Thiên đã chết, hắn vậy từ tâm ma bể khổ bên trong tránh thoát được, chỉ là bị khống chế quá lâu, hắn hơi thở đã thật to suy hủ, vậy so với trước kia già rất nhiều rất nhiều. Thần vũ trụ. Vân Cẩm hiền hòa mềm, thấy thần vũ trụ như thế thê thảm nói, tất cả giật mình, vội vàng từ Diệp thần trên đùi nhảy xuống, song song đem thần vũ trụ đỡ dậy. Các nàng là thần vũ trụ nuôi dưỡng lớn lên, thật ra thì tương đương với là thần vũ trụ con gái. Diệp thần vung tay lên, một cổ nhu hòa kim quang, bao lại thần vũ trụ. Thần vũ trụ cả người vết máu, nhất thời bị rửa đi, hơi thở tinh thần vậy khôi phục rất nhiều. Diệp thần nói, Thiện Nhu, Vân Cẩm, các ngươi sau này liền lưu lại, chiếu cố giới vương tiền bối đi. Giới vương tiền bối, chúc mừng ngươi thoát khỏi tâm ma bể khổ, sau này có thể trọng trưởng địa ngục giới ngôi. Thần vũ trụ cả người phát run, lật đật hướng Diệp thần quỳ xuống, nói, luân hồi chi chủ, ta xa đọa tâm ma, đã không xứng làm địa ngục giới thần vũ trụ, ngươi mới thật sự là vương. Hơn nữa, ta xem chúng ta địa ngục giới, đã thành lập dạy luân hồi trật tự, ngược lại không như chính thức đổi tên kêu luân hồi giới coi là. Không, hẳn gọi luân về thiên giới. Luân hồi chi chủ, ngươi liền là chân chánh trời, chân chính vương, chân chính nắm giữ. Từ nay về sau, ngươi chính là luân hồi thiên chủ. Diệp thần trong lòng động một cái, mỉm cười một tí, nói, luân hồi thiên chủ, cái danh hiệu này, ngược lại là có chút ý tứ. Dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, dám gọi thiên giới, chỉ có Vũ Hoàng cổ đế chỗ ở thế giới. Vũ Hoàng thiên giới ngay tại thái thượng thế giới chóp đỉnh nhất, là chân chính mênh mông khoáng đạt thiên giới, Vũ Hoàng cổ đế tức là thiên giới chủ. Diệp thần nếu như được gọi là luân hồi thiên chủ, thậm chí muốn thành lập luân về thiên giới, đó chính là công khai khiêu chiến Vũ Hoàng cổ đế uy nghiêm. Rất tốt, từ nay về sau, cái thế giới này, liền kêu luân về thiên giới, ta là chúa trời. Diệp thần nắm chặt quyền, thanh âm như chuông lớn sấm, chấn triệt vạn phương. Bái kiến luân hồi thiên chủ. Thần vũ trụ Diêm La Đạo Quân, vô cùng cung kính quỳ xuống. Chung quanh các võ giả, vậy toàn bộ quỳ xuống, cùng kêu lên xưng tụng, bái kiến luân hồi thiên chủ. Luân hồi vô địch chư thiên, uy trấn vạn cổ, thiên thu vạn thế, vũ trụ chúng sanh, nào dám không theo. Minh mông thanh âm, hội tụ một phiến, đi đôi với luân hồi ý chí, xa xa truyền ra ngoài. Chư thiên vạn giới, cũng cảm thụ luân hồi ý chí. Tất cả mọi người đều biết, Diệp thần chăm ra chém hết, chu diệt đế thích thiên, chấp trưởng thiết phương tọa, miệng chứa thiên hiến, thành lập luân về thiên giới, nghịch thiên quật khởi, giờ phút này đã được gọi là luân hồi thiên chủ. Thậm chí liền quá núi thần bị thương quá thần, thiên cung chi địa thiên tuyết tâm các người, cũng đều cảm giác được. Trước mắt Diệp thần tu vi, tuy chỉ là chăm ra cảnh một tầng thiên, nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn thực lực, đã không thể dùng lời nói hình dạng. Diệp thần phỏng đoán mình tổng hợp sức chiến đấu, có thể chém chết thiên huyền cảnh 6-7 tầng thiên cao cấp cường giả, nếu như vận dụng nhân đồ thánh bôi, thiết phương tọa, nguyện vọng thiên tinh, tội ác chi chu cùng lá bài tẩy, sức chiến đấu sẽ mạnh hơn. Nếu như rút ra nhân hoàng thánh đao, vậy càng là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Dĩ nhiên, nhân hoàng thánh đao cái loại này vô thần khí, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp thần sẽ không dễ dàng vận dụng. Vô thần khí nếu như sử dụng quá nhiều,
sẽ đưa tới không không thời không chú ý, vậy cái gọi là trí cao ý chí, gương mặt người chết kia, như cũ để cho Diệp Thần trí nhớ sâu sắc. Nếu như hắn lại thường xuyên rút ra đao, rất có thể bị trí cao ý chí phong tỏa vị trí. Nếu như gương mặt người chết kia, lần nữa phủ xuống nói, vậy thì phiền toái. Lần này, gia gia của hắn, sẽ không lại chưa bao giờ lúc tới không, xuyên qua trở lại cứu hắn. Bởi vì thời không xuyên qua, sẽ đưa đến thời gian tuyến thay đổi, đưa tới đủ loại không thể dự đoán hậu quả. Huống chi gương mặt người chết kia, bị chém chết qua một lần, khẳng định sẽ có nơi phòng bị, lần nữa phủ xuống nói, nhất định phong tỏa thời không. Coi như Diệp Thần gia gia, lại đem vượt qua thời không cứu hắn, cũng là tuyệt đối không thể nào. Có chút cơ hội, chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá, coi như không cần nhân hoàng thánh đao, Diệp Thần dựa vào những bảo vật khác, cũng có thể đối phó giống vậy cường địch. Chỉ cần không phải vô lượng cảnh cường giả, cũng không thể giết chết hắn. Còn như vô lượng cảnh, có Nhâm Phi Phàm và Gia Gia ở đây, Diệp Thần cũng không cần lo lắng quá nhiều. Hiện tại hắn phải làm, chính là trở nên mạnh mẽ. Nghĩ hết tất cả biện pháp đi trở nên mạnh mẽ. Trăm gia chém hết sau đó, Diệp Thần thân thể, hình như là một cái trống trơn như vậy nạn lụt ao, đặc biệt cần tư nguyên điền vào. Nếu như có thể đạt được cựu Nhật chi chủ bảo tàng, vậy cũng tốt. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ. Cựu Nhật chi chủ bảo tàng, kỳ chân dị bảo vô số, thậm chí trong truyền thuyết Thiên Võ Ngọa Long Kinh, vậy ở bên trong. Không nói cái khác, nếu như lấy được Thiên Võ Ngọa Long Kinh, Diệp Thần trang sách nguyên vẹn. Luân hồi huyết mạch đem sẽ nghênh đón hai lần bùng nổ. Hơn nữa, đạt được Thiên Võ Ngọa Long Kinh sau đó, võ tổ tặng cho Diệp Thần thần tượng băng thiên đụng, cũng có thể cường thế bùng nổ. Luân về thiên giới thành lập, thiên chủ nghi thức lên ngôi, Diệp Thần đơn giản cử hành, không hề muốn quá rườm rà. Kiểm kê được mất, phát hiện giới vương điện cất giữ địa ngục su không thấy, chính là ngày xưa phong ấn thiện nhu bộ kia hắc quan, không biết tung tích, cũng không biết đi nơi nào. Mà ngày xưa giới vương điện, thì chính thức đổi tên là Luân Hồi Thiên Điện. Diệp Thần là Luân Hồi Thiên Chủ, Luân về thiên giới thần vũ trụ. Nhâm Phi Phàm và Lá Tà Thần, chính là Luân Hồi Thiên Điện hộ giáo trưởng lão. Huyết Long, Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, Ngụy Dính, Kỳ Tư Thanh các người, còn có Diêm La Đạo Quân, Vân Cẩm, Thiện Nhu, Mộc Âm Hy các người, cũng được sắc phong là hộ pháp tiên đám người. Già Thiên Ma Đế chính là Luân Hồi Thiên Điện ghế thủ lãnh khách khanh, vậy bị Luân Hồi che chở. Huyễn gia, Hoàng tộc, Kiếm tộc các loại, rối rít đưa lên quà tặng. Huyễn gia lại truyền tới tin tức, ngày xưa Thiên Chí Tôn Huyễn Hoàng Thiên, đã sợ hãi chạy trốn, không biết tung tích, bộ chúng toàn bộ quy hàng. Diệp Thần lại đem Huyễn Mị Hâm và Huyễn Hồ Mị hai mẹ con gái, sắc phong thành mình hộ pháp tiên đám người. Ngày hôm nay chém ra đại chiến, Diệp Thần đại hoạch toàn thắng. Quang diệu vạn cổ. Nhưng, hắn cũng không phải là không có tổn thất. Toàn bộ luân về thiên giới, cũng chính là ngày xưa địa ngục giới, thật nhiều võ giả, bởi vì hắn mà chết, hài cốt không còn. Cấm thiên thành ngày xưa nắm giữ, cấm thiên tứ lão, vậy toàn bộ chết hết sức. Diệp Thần ở quang vinh lên ngôi, hưởng hết huy hoàng thời điểm, vậy không có quên những người chết kia, là bọn họ lập bia, cũng khắc ghi trong tim. Mà ở luân về thiên giới bên trong, ngược lại là không có nhiều ít bi thương bầu không khí, bởi vì tất cả mọi người đều tin tưởng, Diệp Thần sớm muộn có thể chứng đạo chí cao, hắn sẽ leo lên luân hồi chóp đỉnh nhất, tất cả người bị chết, đều có thể hồi phục, đúng như Vân Cẩm vậy. Cho dù hết thảy nghi thức từ giản, Diệp Thần vậy dòng dã bận làm việc hai ngày, mới rốt cục thanh rảnh rỗi. Hắn trong lòng, thời thời khắc khắc tưởng nhớ Hạ Nhược Tuyết, nếu như không phải là gia gia chính xác nói cho hắn, Hạ Nhược Tuyết tạm thời không ngại. Hắn chỉ sợ sớm đã vào tới thái thượng thế giới đi. Nhưng dù vậy, Diệp Thần trong lòng, vẫn là tràn đầy lo âu. Hạ Nhược Tuyết rơi vào tinh nguyệt thần giáo phân tranh bên trong đi, hắn suy diễn thiên cơ dưới, thậm chí ở sau lưng, bắt được Vạn Khư thần điện ý định giết người, trong lòng lại là nóng nảy. Vạn Khư thập đại lão tổ một trong, Lâm gia lão tổ Lâm Khiếu Không, ngay tại tinh nguyệt thần giáo bên trong, phải giúp khác nhất phái, đi trấn áp Hạ Nhược Tuyết. Diệp Thần chỉ muốn mau sớm đi thái thượng thế giới, cứu vãn Hạ Nhược Tuyết đi ra, tốt nói cho chính nàng trăm gia chém hết, thậm chí chấp trưởng thiết phương tọa, thành tựu luân về thiên giới. Luân hồi chi chủ, người chịu giúp ta hồi phục con gái sao? Luân hồi thiên điện sau núi,
cựu Nhật chi chủ đặc biệt không nhịn được, đặc biệt nôn nóng thúc giục. Cái này hai ngày hắn thúc giục qua vô số lần, nhưng Diệp Thần thành lập luân về thiên giới, lên ngôi thiên chủ, đều phải bận rộn, vậy không thời gian đáp lại hắn. Hiện tại Diệp Thần rốt cuộc đạt được thanh nhàn, cựu Nhật chi chủ liền luôn miệng thúc giục. Xin lỗi, tiền bối, là ta trì hoãn. Diệp Thần hướng cựu Nhật chi chủ nói xin lỗi, nghĩ thầm hồi phục võ giao, mình mang võ giao cùng đi thái thượng thế giới, có thể chiếu ứng lẫn nhau, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Phải biết, võ giao là từ bi chủ, nếu như nàng hồi phục, cũng sẽ là Diệp Thần một lớn trợ lực. Dừng một chút, Diệp Thần lại có chút ngưng trọng nhìn cựu Nhật chi chủ, nói tiền bối, hồi phục nữ nhi ngươi, cần hy sinh ngươi, ngươi thật làm xong quyết định sao? Gom đủ tám đại thiên kiếm, thật ra thì có thể hồi phục, cũng không phải là võ giao, mà là cựu Nhật chi chủ. Cựu Nhật chi chủ hồn phách, bị chia nhỏ thành tám phần, gửi ở tám đại thiên kiếm bên trong. Hôm nay tám đại thiên kiếm gom đủ, hắn hồn phách có thể khôi phục nguyên vẹn, tự nhiên có thể hồi phục. Nhưng võ giao muốn hồi phục, cần hắn tự mình hy sinh, hao hết mình toàn bộ thần hồn tinh hoa, mới có thể thức tỉnh võ giao. Cựu Nhật chi chủ nói, ta dĩ nhiên chuẩn bị xong. Vì con gái ta có thể hy sinh hết thảy. Dù sao, ta cái này cựu Nhật thân thể, coi như hồi phục, cũng vô ích. Con gái ta sẽ thừa kế ta ý chí, để cho ta thiên võ tiên môn, lần nữa khôi phục. Cựu Nhật chi chủ và ma tổ vô thiên, đều là cựu Nhật thời đại người, bọn họ thiên võ tiên môn khí vận, đã sớm bị vũ hoàng cổ đế tự tay chặt đứt. Cho nên, bọn họ nhất định phải suy hủ. Coi như cựu Nhật chi chủ hồi phục, cũng không sống được bao lâu. Cho nên, hắn tình nguyện tự mình hy sinh, vậy phải bảo vệ con gái, để cho võ giao có sống lại một đời hy vọng. Võ giao thể chất đặc thù, chính là từ bi huyết mạch, chỉ cần thuận lợi thừa kế hắn đạo thống, nhất định có thể nghịch thiên quật khởi. Diệp Thần nhìn cựu Nhật chi chủ quyết tuyệt ánh mắt, cũng biết hắn tâm ý đã quyết. Diệp Thần thậm chí tin tưởng, coi như cựu Nhật chi chủ có thể sống, sẽ không suy hủ, hắn vậy sẽ tự mình hy sinh, để cho võ giao việc nặng. Bởi vì, hắn là một cái phụ thân. Thiên kiếm phục tô trận, lên. Diệp Thần cũng sẽ không nói nhảm, mà là trực tiếp sử dụng tám đại thiên kiếm, mở ra trận tự quyết, bày ra một cái hồi phục đại trận. Trước đây Diệp Thần chém ra là hắn bố trí một cái vô tướng thiên nguyên trận. Vậy vô tướng thiên nguyên trận, đến từ không không lúc nào không, thậm chí là tương lai Diệp Thần sáng lập, Diệp Thần chém ra sau khi kết thúc, vậy cảm ngộ cái đó trận pháp, tự thân trận pháp thành tựu, tiến một bước tăng lên. Hiện tại hắn bày thiên kiếm phục tô trận, tám thanh thiên kiếm hơi thở, liền ngay tức thì hoàn mỹ nối liền với nhau. Phải biết, cái này tám đại thiên kiếm, trong quá khứ vạn cổ trong năm tháng, không biết trải qua nhiều ít bể dâu, mỗi một thanh kiếm sau lưng, đều có nói không hết câu chuyện, khí cơ. Nhưng hiện tại, Diệp Thần trận pháp bày sau đó, cái này tám đại thiên kiếm, tất cả khác thường hơi thở, toàn bộ hoàn mỹ nối liền, không có một chút điểm bài xích. Cựu Nhật chi chủ thấy vậy, cũng là thán phục mừng rỡ, là Diệp Thần gần như nghịch thiên vậy trận pháp thành tựu, mà cảm thấy bội phục khen ngợi. Hiện tại, trừ tinh thần hồn lực và tu vi bên ngoài, Diệp Thần trận pháp thành tựu, cũng là đời này người thứ nhất, trên trời thiên hạ đều không có địch. Bàn về trận pháp nói, đã không người có thể vượt qua hắn, ở cùng cảnh hạ, liền vũ hoàng cổ đế đều không thể. Tám kiếm quay về hợp, khí lưu xoay tròn, ông ông tác hưởng. Cựu Nhật chi chủ cảm thấy có một cổ to lớn lực lượng, rất miễn cưỡng đem hắn kéo nhập kiếm trận trung tâm. Diệp Thần ngón tay khều một cái, băng hoàng thiên kiếm bên trong, liền thoát ra một cái tàn hồn, dung nhập vào cựu Nhật chi chủ trong thân thể. Vậy cái tàn hồn, tự nhiên cũng thuộc về cựu Nhật chi chủ, hơn nữa còn là một điều cuối cùng. Trước đây, Diệp Thần thu thập được 7 thanh thiên kiếm, cựu Nhật chi chủ hồn phách, cũng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể khôi phục hoàn chỉnh. Cái này một tí, phong ấn ở băng hoàng thiên kiếm bên trong tàn hồn, bị Diệp Thần cho đòi đi ra, chính thức quay về hợp. Cựu Nhật chi chủ hồn phách, vậy hoàn toàn khôi phục nguyên vẹn. Rào. Hồn phách một khôi phục, cựu Nhật chi chủ hồn thân thể trên, liền toát ra ngàn vạn nặng tiên mang, khí thế lập tức tăng vọt ngàn gấp vạn lần. Cái này cổ tăng vọt khí thế, thậm chí ngoài Diệp Thần ý liêu. Cựu Nhật chi chủ trên mình, khí lưu nổ, cương phong bạo động, thiếu chút nữa đem Diệp Thần cũng tung bay. Diệp Thần lui về phía sau một khoảng cách, ổn định thân hình.
hơi có chút kinh hãi nhìn cựu Nhật chi chủ. Luân hồi thiên điện bên trong, Nhâm Phi Phàm, Lá Tà Thần, Ma Đế, Diêm La đạo quân các người, cảm nhận được khí lưu chập chờn, vậy lật đật phóng tới, e sợ cho xảy ra chuyện. Nhưng khi bọn hắn đến sau núi, nhưng không nhìn thấy kẻ địch, chỉ thấy đang hồi phục cựu Nhật chi chủ. Cựu Nhật chi chủ trên người, tiên mang thần hy không ngừng nhô lên, kích động thiên cơ. Cổ xưa thiên cơ hình ảnh, toát ra. Ngày xưa Vạn Khư thần điện, cùng thiên võ tiên môn đại chiến, vậy các loại thảm thiết sát phạt tình cảnh, lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người. Ngày đó chàng đại chiến kia bùng nổ thời điểm, thậm chí liền Nhâm Phi Phàm cũng còn không đắc đạo. Chàng đại chiến kia, sơn hà băng diệt, nhật nguyệt tan dã bể, thiên địa thất sắc, chảy máu ngàn vạn dặm, không biết lại có bao nhiêu người chết đi, thậm chí toàn bộ thái thượng thế giới, đều bị liên lụy, quy luật sụp đổ, phải đi hướng tiêu diệt. Đại chiến hình ảnh tái hiện, để cho được Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm các người, đều là khen ngợi thổn thức, gương mặt nghiêm nghị. Nơi này không có sao, Nhâm tiền bối, các ngươi không cần lo lắng. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, khoát tay một cái. Nhâm Phi Phàm gật đầu, liền dẫn đám người rời đi. Cựu Nhật chi chủ giờ phút này tàn hồn phục hồi như cũ, bùng nổ hơi thở, đã đạt đến vô lượng cảnh 9 tầng thiên sơ cấp, và Nhâm Phi Phàm một cảnh giới bước. Chỉ là thần hồn, thì có mạnh mẽ như vậy uy thế, có thể tưởng tượng được, đỉnh cấp thời điểm cựu Nhật chi chủ, có bao nhiêu cường thế, ít nhất là 9 tầng thiên trung cấp. 9 tầng thiên trung cấp, tuy nói bề ngoài nhìn như, chỉ so với sơ cấp cao hơn một cái tầng nhỏ lần, nhưng trong thực tế là trời đất khác nhau một trời một vực, cái này một cái nhỏ tầng thứ chênh lệch, có thể cần tu luyện triệu năm, ngàn vạn năm, thậm chí cho đến vũ trụ năm tháng biên hoang, đều không thể vượt qua. Diệp Thần cũng không biết lúc nào, mình có thể đạt tới loại cảnh giới này. Ha ha ha, ha ha ha. Cựu Nhật chi chủ thần hồn khôi phục, hơi thở vậy tăng vọt đến vô lượng cảnh 9 tầng thiên sơ cấp, hắn cảm thấy vô cùng lực lượng, hội tụ ở trên người mình, ngày xưa hào tình vạn trượng, tựa như toàn bộ đều trở về. Hắn một tấm tay, hư không tan vỡ, xa xôi thời không bên trong một khối vũ trụ thế giới, ngay tại bàn tay hắn trên bạo tiêu diệt, bên trong trăm triệu tỷ vạn viên tinh cầu, toàn bộ nghiền nổ, phát ra liên tiếp bình bịch bịch thanh âm. Ha ha ha! Cái này cổ nghiền ép vũ trụ, càn quét chúng sanh thực lực cường đại, để cho cựu Nhật chi chủ cũng là không nhịn được mừng như điên cười lớn, hăm hở. Vũ Hoàng cổ đế, người chết chắc, người chết chắc. Cựu Nhật chi chủ trong tròng mắt, nổ lên kịch liệt ý chí chiến đấu cùng sát khí. Khôi phục thực lực mạnh như vậy, hắn nội tâm chỉ muốn báo thù, chỉ muốn giết chết Vũ Hoàng cổ đế, báo thù rửa hận. Nhưng, cái này cổ ý chí chiến đấu cùng sát khí, chỉ là thiêu đốt mấy hơi thở thời gian, liền hoàn toàn tắt đi. Cựu Nhật chi chủ ánh mắt, lại đổi được ảm đạm, dài dài thở dài một cái. Hắn chẳng qua là một cái cựu Nhật hồn phách thôi, thậm chí liền thân xác cũng không có, liền hắn sư đệ cũng không bằng. Hắn có thể cảm giác được, mình tu vi hơi thở, đang lấy tốc độ đáng sợ, không ngừng chạy mất đi ra ngoài. Cái này 9 tầng thiên kinh thiên tu vi, hắn chỉ sợ giữ không được bao lâu, muốn tìm Vũ Hoàng cổ đế trả thù, đó là nói vớ vẩn. Muốn giữ tu vi, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đem trọn đời tu vi, toàn bộ truyền bá đến con gái Võ Giao trên mình. Võ Giao, đem thừa kế hắn tu vi cùng ý chí, hướng Vạn Khư phát động báo thù. Luân hồi chi chủ, con gái ta đâu? Cựu Nhật chi chủ ý hưng suy yếu, lại là tiêu điều nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, chỉ là yên lặng vẫy tay ngưng tụ ra một đám mây sương mù, đem Võ Giao phóng thích ra ngoài. Võ Giao nằm ở trong mây mù, thiếu nữ tươi đẹp gương mặt, để cho nàng nhìn như tuyệt đẹp như tiên tử. Nói riêng về tướng mạo, nhà ta Giao Nhi, cùng Nhâm Thiên Nữ so sánh như thế nào? Cựu Nhật chi chủ ngắm nhìn Võ Giao, trong mắt tràn đầy phụ thân thương yêu, bỗng nhiên lại hướng Diệp Thần đặt câu hỏi. Diệp Thần mỉm cười nói, có riêng đẹp, Võ Giao tiểu thư nhìn như càng thanh thuần một chút. Cựu Nhật chi chủ cười ha ha một tiếng, nói, rất tốt, ta xem sau này Nhâm Thiên Nữ, luôn là phải chết. Nhà ta Giao Nhi chính là thiên hạ lớn thứ nhất người đẹp rồi. Diệp Thần sững sờ một chút. Cựu Nhật chi chủ nhưng ý sâu dài một cười, nói chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi sớm muộn phải cùng thiên nữ quyết chiến, ngươi chăm ra chém hết, thiên nữ đã không thể nào giết chết ngươi, cuối cùng quyết chiến ngươi như thắng, thiên nữ tự nhiên phải chết.
Diệp Thần sau lưng khó hiểu có một chút dùng mình, lắc lắc đầu nói, tiền bối, không cần phải nói ta, vẫn là mau sớm hồi phục Võ Giao tiểu thư trọng yếu. Cựu Nhật Chi chủ than thở một tiếng, ngắm nhìn Võ Giao gương mặt, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, trong mắt có chút đục ngầu, thậm chí tựa hồ có nước mắt đang nổi lên. Giao Nhi, thật xin lỗi, phụ thân không dùng, mình không có biện pháp trả thù. Phụ thân chỉ có thể dựa vào ngươi, đi đối kháng vạn khư. Ngươi tự mình một người, muốn nhiều hơn bảo trọng. Ngươi hồi phục sau đó, liền đi theo luân hồi chi chủ bên người, hắn sẽ chiếu cố ngươi. Cựu Nhật chi chủ ảm đạm thở dài, nước mắt rớt xuống, bàn tay đè Võ Giao đỉnh đầu, vừa vặn liền đè ở nàng huyệt bách hội trên. Hô hô hô, một hồi cấp tốc khí lưu tiếng. Cựu Nhật chi chủ thần hồn linh khí, giống như thác nước xốc vào vậy, điên cuồng dọc theo Võ Giao huyệt bách hội, vọt tới nàng trong cơ thể. Cựu Nhật chi chủ thần hồn, đang không ngừng đổi được ảm đạm. Mà Võ Giao thân thể mềm mại, chính là dần dần toát ra sáng chói tiên mang, hà thải từng cơn, phù văn lưu chuyển. Diệp Thần trừng mắt to nhìn, cuối cùng chính là thấy, cựu Nhật chi chủ thần hồn, đổi được như tờ giấy vậy yếu ớt, thanh đạm nhanh hơn không thấy được. Võ Giao thân thể, chính là thần mang vạn đạo, lại bạo phát ra vô lượng cảnh 9 tầng thiên sơ cấp hơi thở. Diệp Thần thất kinh, năng lượng truyền quá trình, đặc biệt thuận lợi. Cựu Nhật chi chủ tu vi, toàn bộ lấy quán đỉnh phương thức, chuyển tới Võ Giao trong cơ thể. Hai cha con gái huyết mạch tương thông, thậm chí năng lượng đều không từng thiếu sót chút nào, hoàn toàn rời đi, Võ Giao vậy hoàn toàn thừa kế phụ thân tu vi. Giao Nhi, cựu Nhật chi chủ thanh âm thê lương hô kêu một tiếng, hồn phách thân thể đã sắp hoàn toàn tiêu tán. Phụ thân, trong ngủ mê Võ Giao, bỗng nhiên mở mắt, tỉnh hồn lại, sau đó nóng nảy kêu một tiếng. Diệp Thần thấy Võ Giao mở mắt, trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt? Ôn hòa, thanh thuần, minh lệ, từ bi, thu thủy thanh thanh, bầu trời vang vang, để cho người nhìn một cái, liền bị hấp dẫn. Diệp Thần cặp mắt gông xiềng chặt đứt sau đó, hắn ánh mắt, đã là đặc biệt trong suốt, không mang theo một chút gông xiềng bình phong che chở. Nhưng Võ Giao ánh mắt, lại có thể so hắn còn muốn trong suốt một ít, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Giao Nhi, cựu Nhật chi chủ thấy con gái tỉnh, kích động được vọt tới, muốn ôm ôm con gái, nhưng tiếc là hồn phách của hắn, đã nhạt đi nhanh hơn muốn tiêu tán, tự nhiên không thể nào ôm chẳng con gái. Võ Giao nhỏ hết sức bàn tay trắng noãn đưa ra, vậy trực tiếp xuyên qua phụ thân hồn thân thể, không bắt được bất kỳ đồ. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt nhất thời đông lại một cái. Lấy ta luân hồi đất vàng, vì ngươi đúc lại thân thể. Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, dùng trên đất đất vàng, đúc thành liền một cổ thân thể, đem cựu Nhật chi chủ hồn phách đánh đi vào. Cựu Nhật chi chủ hồn phách, vừa tiến vào đất vàng bên trong, đất vàng thân thể liền sản sinh ra máu thịt xương cốt, hắn rất nhanh có mình thân thể. Luân hồi chi chủ, ngươi! Cựu Nhật chi chủ vô cùng kinh hãi nhìn Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần, gương mặt nhưng là có chút trắng bệch, hiển nhiên hao phí cực lớn. Chỗ khác, ta không dám nói. Nhưng ở ta luân về thiên giới, ta muốn ngươi sống, không người có thể để cho ngươi chết. Diệp Thần triển lộ ra một nụ cười, nói. Cựu Nhật chi chủ, vốn là phải chết, nhưng Diệp Thần nghịch chuyển sống chết quy luật, rất miễn cưỡng giúp hắn đúc một bộ thân thể, để cho hắn còn sống. Cổ thân thể này, mặc dù không có nửa điểm linh khí, sống sót cựu Nhật chi chủ, vậy chẳng qua là một người bình thường. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là một người sống. Hắn không cần chết. Cựu Nhật chi chủ và Võ Giao, đều là ngơ ngác nhìn Diệp Thần, vô cùng rung động. Ở luân về thiên giới bên trong, Diệp Thần liền là tuyệt đối nắm giữ, hắn thậm chí có nghịch chuyển sống chết phép tắc năng lực. Cựu Nhật chi chủ khó tin nhìn mình thân thể, đó là thật thân máu thịt, hoàn toàn không thấy được một chút đất vàng dấu vết. Phụ thân, Võ Giao đi tới, cầm cựu Nhật chi chủ già nua bàn tay. Cựu Nhật chi chủ cả người run rẩy, tại chỗ liền cho Diệp Thần quỳ xuống, nói, luân hồi chi chủ, đa tạ, đa tạ. Đa tạ người ân tái tạo. Võ Giao vậy cung cung kính kính quỳ xuống, nói, Diệp Thần ca ca, đa tạ ngươi cứu ta phụ thân. Ta đời này, đều là ngươi trung thành nhất tín đồ. Diệp Thần lật đật đem hai người đỡ dậy, nói các ngươi nhanh lên một chút, cũng không muốn hại chết ta. Cựu Nhật chi chủ trước mắt rưng rưng, nói, luân hồi chi chủ, ta
ta trong bảo tàng thiên tài địa bảo, tất cả loại siêu tầm, toàn bộ quy ngươi. Ngươi cứ việc đi lấy đi. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói tiền bối, nói về ngươi bảo tàng, rốt cuộc ở địa phương nào. Ta muốn Thiên Võ Ngọa Long Kinh. Cựu Nhật Chi Chủ nói, Thiên Võ Ngọa Long Kinh, chỉ có người có duyên, mới có thể chân chánh tu luyện song thành, luân hồi Chi Chủ, người nhất định chính là cái đó người có duyên. Ta bảo tàng, liền ở Thái Thượng, một cái kêu là Sử Thi Thế Giới địa phương. Diệp Thần ngạc nhiên nói, Sử Thi Thế Giới. Cựu Nhật Chi Chủ gật đầu nói, đúng vậy, vậy Sử Thi Thế Giới, đặc biệt mịt mờ, là trong truyền thuyết vô vô thần khí mảnh vỡ, Sử Thi Kính Đất phong ấn. Năm đó ta cùng Vạn Khư tranh bá, trời long đất lở, thế nhưng Sử Thi Thế Giới, nhưng sẽ không phải chịu một chút ảnh hưởng, coi như Thái Thượng sụp đổ, Sử Thi vĩnh tồn. Bởi vì, ở Sử Thi Thế Giới bên trong, phong ấn Sử Thi Kính, đó là vô vô thần khí mảnh vỡ, vô cùng mạnh mẽ, không chịu thực tế phép tắc ảnh hưởng. Trừ ta ra, không người biết vậy Sử Thi Thế Giới rơi xuống. Thái Thượng Thế Giới, phân chia thiên thiên vạn vạn cái giới vực, nếu như không có rõ ràng tọa độ. Muốn tìm một cái trong đó giới vực, là khó hơn lên trời sự việc. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, vậy Sử Thi Thế Giới, rốt cuộc ở địa phương nào, tọa độ như thế nào, xin tiền bối nói rõ. Cựu Nhật Chi Chủ khoát tay một cái, nói, Sử Thi Thế Giới tọa độ, ngươi cho dù biết, cũng không khả năng biến dạng hư không tiến vào, bởi vì nơi đó phong ấn thần khí Sử Thi Kính, quy luật phong tỏa, thật khó tiến vào. Dừng một chút, hắn lại nhìn Võ Giao một mắt. Hướng Diệp Thần nói, nhưng ngươi yên tâm, con gái ta sẽ mang ngươi đi qua, nàng thừa kế ta đạo thống, cũng biết tất cả. Võ Giao Thanh Thúy nói, Diệp Thần ca ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ dẫn đường. Cựu Nhật Chi Chủ nói, Giao Nhi, ngươi đều biết chứ. Võ Giao nói, phụ thân, ta đều biết, ta thừa kế ngươi tu vi, chừng vô lượng cảnh 9 tầng thiên đâu, nhưng mạnh mẽ như vậy tu vi, muốn phát huy được, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta cần ở ngươi trong bảo tàng mặt, tìm một ít thứ, để tiêu hóa ngươi tu vi. Nói xong lời cuối cùng, Võ Giao bóp nặn quả đấm nhỏ. Nàng tuy thừa kế vô lượng cảnh 9 tầng thiên tu vi, nhưng cái này cổ tu vi, chân thực quá mạnh mẽ, quá mênh mông, nàng không thể nào lập tức liền phát huy. Nàng vậy cần thời gian đi tiêu hóa, đi cảm ngộ. Đơn giản mà nói, nàng là ăn xuống phụ thân tu vi, nhưng còn không có tiêu hóa. Vô lượng cảnh 9 tầng thiên, mạnh mẽ như vậy tu vi, nếu như nhét vào Diệp Thần đan điền bên trong, cũng có thể cầm Diệp Thần chống đỡ chết. Võ Giao có thể chịu đựng, hoàn toàn là bởi vì nàng là Cựu Nhật Chi Chủ con gái, huyết mạch tương thông, nếu không, nàng cũng không khả năng chịu đựng ở. Cựu Nhật Chi Chủ gật đầu nói, rất tốt, vậy ngươi mau sớm mang Luân Hồi Chi Chủ lên đường, đi lấy hồi chúng ta bảo tàng. Năm đó Vạn Khư Thần Điện, đánh giết Thiên Võ Tiên Môn. Cựu Nhật Chi Chủ áp lực cực lớn, cũng không thể đem bảo bối giữ ở bên người, chỉ có thể toàn bộ phong tích chữ, che giấu ở trong bảo khố mặt, gác lại hậu nhân khai thác. Hiện tại, Diệp Thần và Võ Giao, muốn lấy được hắn bảo tàng, chỉ có thể tự mình đi khai thác tìm. Bất quá dưới mắt, Diệp Thần càng lo lắng qua thần trạng thái, liền câu thông bỏ đời tuyệt cảnh, hỏi Tiêu Mục nói, tiền bối, ta hiện tại gông xiềng chặt đứt trăm đạo, thực lực đại tăng. Có thể có cơ hội đi bỏ đời trong tuyệt cảnh gặp vị kia. Thật lâu yên lặng, Tiêu Ngục mới mở miệng nói, còn không được, không phải bởi vì ngươi thực lực không đủ, mà là bỏ đời tuyệt cảnh vậy một đỉnh chẳng biết tại sao thuộc về khép kín trạng thái, sợ rằng và vậy tà kiếm thủ có liên quan, hắn có thể ở thử nghiệm đánh vào phá vỡ bỏ đời tuyệt cảnh, nhưng ta phỏng đoán sẽ thất bại, sau khi thất bại, hắn tự nhiên sẽ mở ra. Lại chờ đợi một ít thời cơ, dưới mắt ngươi trước xử lý chuyện ngươi đi. Diệp Thần chỉ có thể xóa bỏ, đem quá thần chuyện trước ở phía sau, cũng may bỏ đời tuyệt cảnh vốn là ở võ đạo luân hồi đồ có lối vào, mình coi như đi Thái Thượng Thế Giới vậy có thể xử lý chuyện này, sau đó trong lòng động một cái, lại nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết, liền hướng Võ Giao nói, Võ Giao tiểu thư, chúng ta dứt khoát ngày mai sẽ lên đường như thế nào? Cùng đi Thái Thượng Thế Giới. Nếu tà kiếm thủ sự việc không cách nào xử lý, Diệp Thần liền chuẩn bị đi trước cứu Hạ Nhược Tuyết. Lại tìm Cựu Nhật Chi Chủ bảo tàng cũng không muộn. Khai thác bảo tàng vui sướng, hắn muốn cùng Hạ Nhược Tuyết cùng nhau phân hưởng. Võ Giao khôn khéo nói, tốt à, Diệp Thần ca ca, ta đều nghe ngươi. Nàng mi mắt cong cong, mặt đầy thanh thuần nụ cười, đối Diệp Thần là 10 phần thích cùng sùng bái. Nếu như không phải là Diệp Thần mà nói, nàng cũng không khả năng hồi phục,
nàng phụ thân cũng sẽ không có mạng sống cơ hội. Diệp Thần nhìn Võ Giao nụ cười cùng diễn cảm, nội tâm cũng cảm nhận được yên lặng cùng tường hòa. Võ Giao nụ cười, tựa như có thể mang cho người yên lặng cùng ôn hòa. Đó là từ bi hơi thở bị nhiễm. Võ Giao, chính là từ bi chủ. Nàng từ bi, là ẩn chứa ở trong xương, giống như là một cổ thanh thuần minh lệ gió xuân. Vô luận là ai thấy được nàng, cũng sẽ thích nàng. Năm đó Vạn Khư Thần Điện, tấn công Thiên Võ Tiên Môn thời điểm, Võ Giao xuất thế, từ bi khí tượng tách thả ra. Cho dù là Hồng Xuân Thu, Lâm Khiếu Không, Huyền Thiên Kiêu cùng giết người như Ngóe Lão Tổ, ở Võ Giao từ bi hơi thở dưới ảnh hưởng, vậy bỏ lại binh khí, buông xuống sát niệm, chuẩn bị muốn dừng lại chiến tranh. Võ Giao ra đời, chính là muốn cho cái này thế gian, mang đến từ bi cùng hòa bình. Nhưng rất đáng tiếc, Phú Hoàng Cổ Đế tính tình âm ngoan cay độc, cho dù Võ Giao từ bi, cũng không thể hóa giải. Cho nên cuối cùng, chiến tranh vẫn là kéo dài nữa, Thiên Võ Tiên Môn tiêu diệt, Vạn Khư quật khởi, Vũ Hoàng Cổ Đế xưng bá thái thượng, trở thành thiên giới chủ. Hôm nay ở Vũ Hoàng Cổ Đế ý chí bao trùm hạ, Võ Giao từ bi khí tượng, đã không thể nào giống hơn nữa ngày xưa như vậy, có mãnh liệt như vậy cảm hóa hiệu quả. Nhưng bất kể như thế nào, nhìn nàng thanh thuần minh lệ nụ cười, Diệp Thần như cũ cảm thấy thư tim, rất là vui mừng sờ một cái người thiếu nữ này đầu, cười nói, Võ Giao tiểu thư, có thể biết ngươi người bạn này, ta thật cao hứng. Võ Giao cũng là hì hì cười một tiếng, nói, Diệp Thần ca ca, ta cũng thật cao hứng. Đêm đến, Diệp Thần ở Luân Hồi Thiên Điện trong tẩm cung, một mình nghỉ ngơi, là ngày mai đi Thái Thượng Thế Giới làm chuẩn bị. Đốc đốc, đây là, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Diệp Thần bắt được Võ Giao hơi thở, một hồi nghi ngờ, nói, là Võ Giao tiểu thư sao? Võ Giao nói, đúng vậy à, Diệp Thần ca ca, ta có thể đi vào sao? Diệp Thần gật đầu một cái, nói, vào đi. Tẩm cung cửa bị người đẩy ra, chỉ gặp Võ Giao mang thấp thỏm, thận trọng đi tới Diệp Thần trong phòng. Diệp Thần sửng sốt một tí, nhưng gặp Võ Giao mới vừa tắm xong, tóc vẫn là ướt nhẹp, cả người tản mát ra thiếu nữ thơm dịu, mặc trên người áo quần, khinh bạc đến quá đáng bước. Võ Giao tiểu thư, người muốn làm gì? Diệp Thần có chút không thể tưởng tượng nổi, cái này bé gái mặc cái này sao bớt làm à? Võ Giao gò má đỏ bừng, rồi sau đó khẽ cắn răng môi đỏ mọng, đem mình số lượng không nhiều khinh bạc áo quần, ngay trước Diệp Thần mặt, toàn bộ tách ra một chút, lộ ra trắng nõn thân thể. Võ Giao tiểu thư, ngươi! Diệp Thần kinh hãi, cấp bận bịu quay đầu lại. Võ Giao ngập ngừng nói, Diệp Thần ca ca, ta phụ thân nói, kêu ta tới đây cho ngươi hầu hạ. Hắn nói, nếu như chúng ta kết hợp, luân hồi cùng từ bi song tu, đủ để hoành đẩy đời này vô địch, chúng ta muốn không muốn. Nàng nói tới chỗ này, liền lại cũng không nói được, mắc cỡ đỏ bừng lỗ tai. Nàng cũng là một mất tự nhiên thiếu nữ, nếu như không phải là phụ thân lấy tình động, hiểu lấy lý, nàng cũng sẽ không lỗ mãng tới gặp Diệp Thần. Đúng là, Vạn Khư thế lớn, muốn đối kháng Vạn Khư mà nói, luân hồi từ bi song tu, ngược lại là một biện pháp tốt. Diệp Thần không biết nói gì, không nghĩ tới cựu Nhật chi chủ lại có thể kêu con gái làm ra hành động này, hắn liền liền cười khổ, hướng Võ Giao nói, Võ Giao tiểu thư, không nên hổ nháo. Mau đi ra ngoài, sau này chuyện này, cũng không muốn nhắc lại. Võ Giao thấy Diệp Thần cự tuyệt, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại là một hồi xấu hổ cùng khó chịu, nói, Diệp Thần ca ca, người không thích ta sao? Diệp Thần nghe được nàng trong thanh âm, mang một chút ảm đạm. Liền quay đầu lại, trên dưới quan sát nàng một mắt, nói ta thích, Võ Giao tiểu thư như thế đẹp, ai không thích. Chỉ là chuyện song tu, vẫn là quá mức gấp gáp, sau này có cơ hội nói sau, người đi trước đi. Hắn không đành lòng quá mức lãnh khốc, miễn được làm thương tổn Võ Giao tim, lời nói liền tận lực ôn hòa một ít. Ừ, Võ Giao gò má đỏ bừng, thông vội vàng nhặt lên y phục mặc tốt, xem chỉ thỏ bị hoảng sợ vậy, xoay người đi ra ngoài. Diệp Thần lắc đầu cười khổ một tí, trong lòng lại muốn, không biết mình và Võ Giao, sau này sẽ có kết quả hay không. Hắn bây giờ đối với Võ Giao, mặc dù không có loại tình cảm đó, vậy sau này dẫu sao muốn sóng vai đối kháng Vạn Khư, cuối cùng chung một chỗ vậy nói không chừng. Luân hồi cùng từ bi, nếu như kết hợp, đúng là có vô số chỗ tốt. Thôi, sau này hãy nói. Diệp Thần lắc đầu một cái, thu liễm lại tạp niệm của nội tâm.
Đến được sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần chính là mang võ giao, chính thức lên đường đi Thái Thượng Thế Giới. Hạ Nhược Tuyết gặp nguy hiểm, sự quan trọng đại. Mà cựu Nhật Chi Chủ bảo tàng, cũng là quan hệ trọng đại. Trừ võ giao ra, Diệp Thần còn mang theo Ma Đế, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Tiểu Hoàng và Huyết Long, vậy bầu bạn ở Diệp Thần bên người.